Thần vương đại nhân tạo nghệ âm luật cao tuyệt, Đông Phương Kính Nguyệt mặc cảm, thua lưỡng chủ, đã không còn mặt mũi nào lưu lại nữa, ta xin quay về Long Hồ trước. Đông Phương Kính Nguyệt ống tay áo khẽ vẫy, một đầu linh hạc màu trắng cao hơn 10 mét phá vân mà đến, nàng chân đạp trên lưng linh hạc, phi thiên mà đi. Ha ha, ta cũng cáo từ. Đông Phương Kính Thủy bỗng nhiên đứng dậy, tê ra nhuyễn khải trên người dưới ánh trăng lộ ra sáng loáng, cả người đằng không bay lên. Lý Tiêu Nam lông mi vi động, cũng bỗng nhiên đứng dậy, dẫn tứ đại kiếm thị, 16 vị vui nhạc sử, ý định rời đi. Hắn vốn là vì Đông Phương Kính Nguyệt mà đến, giai nhân đã đi, hắn liền định nối gót. Phong Phi Vân kêu lên. Lý Huynh, thịnh yến đêm nay mới tiến hành một nửa, sao lại vội vã rời đi như vậy, chúng ta còn phải lại tỉ thí nhạc nghệ một chút a. Lý Tiêu Nam chân đạp một mảnh mây trắng, cười vang nói. Đêm nay ta còn muốn đi cùng sư muội, không thể lưu lại lâu, về phần tỉ thí nhạc nghệ, sau này cơ hội còn rất nhiều, mấy ngày nữa chính là Hoa Đế Phong Quan thi đấu, đến lúc đó toàn bộ giai lệ vương triều đều sẽ tụ tập ở Thần Giờ Đô, trong đó người thiện nhạc nhất định vô số kể, chúng ta lại so. Nói xong lời này, hắn liền ống tay áo bồng bềnh, mang theo một đám tuyệt sắc mỹ nữ đáp mây bay đi, rất giống một đám tiên nhân ngang trời bay đi, đuổi theo sau Đông Phương Kính Nguyệt. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo vài phần lệ khí, chứng kiến Lý Tiêu Nam đuổi theo Đông Phương Kính Nguyệt, trong lòng cũng rất không vui, cũng muốn đuổi theo. Tất cả biến hóa của Phong Phi Vân đều không thoát khỏi mắt Nam Cung Hồng Nhan, trong lòng nàng lại càng thêm tức giận, hai người bọn họ. Quả nhiên tình cũ lại cháy, liền kiều quát một tiếng. Tạo nghệ âm luật của thần vương đại nhân vậy mà cao như vậy, tiểu nữ tử cũng muốn cùng ngươi không lâu tịch đạt, không biết thần vương đại nhân có thể chỉ giáo một hai không? Phong Phi Vân vốn muốn đuổi theo Lý Tiêu Nam, lại nghe được thanh âm âm trầm của Nam Cung Hồng Nhan, trong lòng liền biết, Hồng Nhan Nhi đã cực kỳ phẫn nộ, nếu lúc này mình còn đuổi theo Đông Phương Kính Nguyệt, nàng nhất định sẽ trở mặt với mình. Có chừng có mực, đừng khiến nàng quá mức tức giận. Phong Phi Vân nhìn thoáng qua thiên mạc, cuối cùng vẫn không đuổi theo, cười nói. Hồng Nhan cô nương chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nhân vật như thiên tiên, Phong Phi Vân chỉ là một kẻ tục nhân. Có thể cùng đệ nhất mỹ nhân không lâu tịch đạt, tự nhiên là cầu còn không được. Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng mang theo vui vẻ, nhưng trong mắt lại lóe ra sát cơ, bước đầu tiên, bước chân vào trong cung điện, Phong Phi Vân có chút do dự nhìn Long Thương Nguyệt, cũng quay người đi theo vào. Trò đùa đêm nay đã không còn gì đáng xem nữa rồi, đi thôi. Bắc Minh Phá Thiên đứng lên, có chút cười với Long Thần Nhai bên cạnh. Long Thần Nhai mí mắt co rụt lại, khóe mắt nhíu lại. Cũng đi theo đứng lên, cười nói với Long Thương Nguyệt đứng ngoài cung điện ở xa xa. Hoàng muội, đêm nay thật sự là ủy khuất ngươi rồi, vị hôn phu của mình cùng những nữ nhân khác hẹn hò, bản thân còn phải đứng ngoài canh chừng, ai, việc này nếu truyền đi, người trong thiên hạ sợ rằng sẽ che cười ngươi a. Hoàng huynh thật sự là quá lo lắng rồi, nếu ai dám loạn nói huyên thuyên, ta cắt đầu lưỡi của hắn là được, nói đến thần vương phủ to như vậy. Cũng sẽ không cho phép người làm bẩn danh dự thần vương sống trên đời. Long Thương Nguyệt cười nói. Long Thần Nhai khóe miệng hơi nhếch, hơi gật đầu cười, liền cùng Bắc Minh Phá Thiên cùng nhau rời đi. Những tài tuấn một đời tuổi trẻ kia đều nhao nhao rời ghế thối lui, đêm nay không chính tai nghe được thiên âm thần âm của đệ nhất mỹ nhân, cũng không nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của đệ nhất mỹ nhân khiến rất nhiều người thất vọng, nhưng không lâu sau chính là Hoa Đế Phong Quan thi đấu. Nam Cung Hồng Nhan tất nhiên sẽ lên đài hiến khúc, vẫn rất đáng chờ mong a. Nam Cung Hồng Nhan một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nhìn vào Phong Phi Vân, không chút che giấu cơn giận của mình, tức giận nói. Phong Phi Vân, người đây là đang bức ta giết người. Giết ai, giết ta. Phong Phi Vân cảm giác được sát ý trên người nàng vô cùng, cơ hồ khiến huyết dịch Phong Phi Vân như đông lại, trên mặt đất cũng sinh ra xương lạnh màu trắng. Ta muốn giết Đông Phương Kính Nguyệt. Ta muốn giết Nguyệt công chúa, phàm nữ nhân có một chữ, Nguyệt, trên đời này đều phải chết, đây là ngươi bức ta. Nam Cung Hồng Nhan huy động nắm đấm trắng nõn nà, rất giống là một con gà mái nhỏ tức giận, đôi mắt dễ thương toàn nước kia chừng lớn. Phong Phi Vân nói, cái này không tốt lắm đâu, Đông Phương Kính Nguyệt chính là ngân câu phiệt tứ tiểu thư, Nguyệt công chúa chính là nữ nhi tần đế, giết các nàng, sẽ mang đến phiền toái rất lớn, Hồng Nhan. Thông minh tài trí thường ngày của ngươi đầu hết rồi, sao lại làm ra chuyện xúc động vậy được? Ta mặc kệ, ta chính là mặc kệ, trực giác nói cho ta biết, các nàng phải chết, các nàng không chết,
tâm trạng của ta sẽ rất khó chịu. Nam Cung Hồng Nhan cố chấp nói. Phong Phi Vân, ta biết rõ ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt tình cũ lại cháy, nếu nàng không chết, ta sẽ lo lắng đến mức sống thiếu đi vài chục năm mất. Tình cũ lại cháy, tình cũ gì? Phong Phi Vân lúc này mới đột nhiên nghĩ đến mình từng nói qua với nàng câu chuyện giữa mình và Thủy Nguyệt Đình, chỉ là lại đổi Thủy Nguyệt Đình thành Đông Phương Kính Nguyệt, đây quả thực là tự mình đào hầm, tự mình nhảy mà. Phong Phi Vân trở nên nhu hòa, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Nam Cung Hồng Nhan, thần sắc sục sôi, lòng đầy căm phẫn nói. Hồng Nhan, người tỉnh táo một chút, ta và Đông Phương Kính Nguyệt có thù không đội trời chung, tiện nhân kia lừa gạt tình cảm của ta, ta há sẽ cùng nàng tình cũ lại cháy, muốn giết nàng, tính ta một người, bất quá. Lại không phải hiện giờ. Cùng Đông Phương Kính Nguyệt là thù không đội trời chung, vậy chuyện Nguyệt công chúa lại là thế nào? Các ngươi cũng đã đính hôn rồi, chỉ có nàng chết, mới có thể giải trừ hôn ước. Nam Cung Hồng Nhan hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình hỗn loạn, lần nữa trở nên tỉnh táo bình tĩnh lại. Đều do tên Phong Phi Vân này, rõ ràng khiến ta tức giận đến chết đi sống lại, đến cùng lại nói ta không bình tĩnh. Nam Cung Hồng Nhan nội tâm cường đại, dù núi có sập trước mặt cũng không đổi sắc, mặc dù là lúc giết người, tâm cũng sẽ không loạn chút nào, nhưng Phong Phi Vân lại khiến nàng tức giận đến sục sôi. Nữ nhân dù có cường đại, dù có tỉnh táo hơn đi nữa nhưng cũng cuối cùng vẫn nữ nhân. Phong Phi Vân thấy nàng tỉnh táo lại, lúc này mới thở ra, nói. Đính hôn với Nguyệt công chúa không phải ta có thể làm trái, lúc ấy ở dưới Thái Miếu, toàn bộ cường giả hoàng tộc tề tụ, chỉ cần ta dám nói một chữ không thì chính là đang coi rẻ hoàng quyền, căn bản không cách nào sống sót ra khỏi hoàng thành, ta cũng không muốn lấy công chúa, nếu đời này chỉ có thể lấy một nữ nhân kia, nhất định là ngươi. Cái này còn, không sai biệt lắm. Nam Cung Hồng Nhan trong lòng vui thích, tất cả tức giận đều bị vứt khỏi óc, nhẹ nhàng dựa thân thể mềm mại vào lồng ngực Phong Phi Vân, nhắm đôi mắt đẹp lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung. Đôi mắt của nàng giống như hổ phách trong linh tuyền, nhu hòa, mỹ diệu, tiên linh, ẩn tình. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Ta và Nguyệt công chúa tuy rằng đính hôn, nhưng cách thời gian thành hôn vẫn còn hơn một năm. Trong vòng một năm thần tấn vương triều tất nhiên sẽ phát sinh đại biến, đến lúc đó ta có còn làm thần vương hay không vẫn chưa biết, cho nên. Người đi đâu, ta sẽ đi đấy, trong hồng trần có Phong Phi Vân, nhất định sẽ có Nam Cung Hồng Nhan, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng không vứt bỏ, chân trời góc biển, vĩnh viễn luôn theo. Nam Cung Hồng Nhan thản nhiên nói. Hồng Nhan nhi, Phong Phi Vân chăm chú ôm lấy nàng, cưng chiều vuốt ve vai thơm của nàng, giờ khắc này. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ, hồn nhiên quên mất trong cung điện vẫn còn một nữ nhân khác. Một nữ nhân khác, trong bóng đêm, yên lặng rơi lệ. Gió lạnh theo khe cửa sổ thôi, khăn che mặt trên mặt Nam Cung Hồng Nhan bị thổi bay, lộ ra cái cằm ôn nhu động lòng người, lanh lảnh và bóng loáng, hướng lên, chính là một bờ môi óng ánh sáng long lanh, tinh hồng như chu ngọc, thiên hạ không có bờ môi của ai có thể đẹp hơn của nàng cả. Môi son như nước. Mỹ nhân như ngọc. Chỉ riêng một góc khuôn mặt đã khiến người rung động như tiên nữ, đây cũng là lần đầu tiên Phong Phi Vân thấy được đôi môi, cái cằm của nàng ánh trăng, lộ ra trên mái ngói cung điện, rơi vãi xuống dưới, rơi vào trên khuôn mặt nàng, khiến gương mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ của nàng ánh lên, dưới ánh trăng như ẩn như hiện, đẹp đến mức khiến người hít thở không thông. Tay Phong Phi Vân không kìm được men lên vành tai nàng, tay đặt giữa mái tóc nàng, vén lên một góc khăn che mặt. Người ngửi làn gió thơm như hoa tường vi, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đào mật của nàng, một cổ dòng điện đánh úp vào trong óc hai người, phát ra run rẩy đến từ tận linh hồn. Chuyện đẹp nhất, lãng mạn nhất trên đời này không gì có thể sánh được với cùng nữ tử mình thích lẳng lặng ôm nhau, lẳng lặng hôn nhau, thiên băng địa liệt, cũng chỉ như cơn gió thoảng qua. Thật lâu về sau, rời môi. Đầu lưỡi Phong Phi Vân nhẹ liếm trên bờ môi, dư hương giải rác, trong veo như nếm mật vậy. Không tốt. Sắc mặt Phong Phi Vân đột nhiên biến đổi, nghĩ tới Dạ Tiêu Tương còn ở trong tòa cung điện này, nếu nàng thấy được mình và Nam Cung Hồng Nhan ở chỗ này ôm hôn nhau, vậy thì sao mà chịu nổi? Nam Cung Hồng Nhan tự nhiên đã sớm đoán được, là Dạ Tiêu Tương ở sau lưng giúp đỡ Phong Phi Vân, như vậy Dạ Tiêu Tương nhất định đang ở trong tòa cung điện này. Nàng vừa rồi cũng quá vong ngã, hoàn toàn quên mất việc này, thẳng đến khi Phong Phi Vân hô lên một tiếng không tốt mới thanh tỉnh lại. Dạ tỷ tỷ,
Nam Cung Hồng Nhan vội vàng giãy giụa khỏi ngực Phong Phi Vân, lạnh lùng trừng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hăng hái ở trong cung điện tìm một lần, lại không phát hiện ra thân ảnh Dạ Tiêu Tương, nàng đã rời đi rồi. Cũng đúng, Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan thân mật với nhau như vậy, sao nàng có thể ở lại được nữa, đó không phải là tự tìm khổ sao? Chủ yếu nhất là nàng vốn tưởng rằng Phong Phi Vân đến Tuyệt Sắc Lâu tìm nàng, nhưng vừa rồi khi Phong Phi Vân ôm Nam Cung Hồng Nhan vào trong ngực nàng mới phát hiện ra, thì ra đều là tự mình đa tình, Phong Phi Vân không phải đến tìm nàng, mà là đến tìm Nam Cung Hồng Nhan. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một đồ ngốc tự mình đa tình. Nàng chính là một người dư thừa, vậy thì nàng còn ở lại đây làm gì nữa? Nguy rồi, tu sĩ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu nhất định đều đang tìm nàng. Nàng một khi ra khỏi Tuyệt Sắc Lâu, nhất định sẽ bị bắt lại, lần nữa mang về Tuyệt Sắc Lâu. Trong lòng Phong Phi Vân có chút tự trách. Còn không mau tìm lại nàng, nàng một mình rời đi quá mức nguy hiểm. Trên người Nam Cung Hồng Nhan bùng lên hỏa diễm, muốn trùng thiên mà đi. Ngươi không thể đi, ngươi đi, cho dù tìm được nàng, nàng cũng không có khả năng trở về, giao cho ta đi. Phong Phi Vân đặt tay lên người Nam Cung Hồng Nhan. Trong đôi mắt mang theo một cổ thần sắc kiên nghị, nói. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang nàng hoàn hảo trở về. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi, từ lỗ thủng trên cung điện sông bay ra ngoài, 40 đạo thần thức thả ra, bao trùm một mảng lớn thành vực, bay thẳng xa xa, biến thành một đạo lưu quang. Long Thương Nguyệt đứng trên cung điện, trông thấy đạo lưu quang trong trời đêm kia, trong tinh mâu hiện lên một tia suy tư. Phong Phi Vân, vội vã chạy đi đâu không biết. Nàng cũng lập tức triển khai thân pháp, như quỷ mị, dung nhập vào màn đêm, đuổi theo. Trên cổ đạo, trồng chất một tầng tuyết đọng dày đặc, cuồng phong thổi tới, ô ô rung động, bông tuyết tựa như sợi bông bay khắp đầy trời. Trời lạnh như vậy, coi như là sắt thép cũng bị đóng băng nứt vỡ ra, mặc dù là tu tiên giả cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Nhưng giờ phút này trên đường phố lại có một bóng người đang chạy, mỗi khi chạy được một đoạn đều ngã sấp xuống một lần. Cũng không phải là vì tu vị của nàng quá thấp, cũng không phải nàng chạy trốn quá gấp, mà là lòng của nàng quá rối loạn, lòng rối loạn, bộ pháp tự nhiên cũng theo đó rối loạn. Người có tư cách gì mà khóc, người vốn ngay cả tư cách khóc lóc cũng không có. Dạ Tiêu Tương nói không khóc, nhưng nước mắt trong mắt lại không nghe theo nàng sai sử, tràn ra nhanh hơn bất cứ lúc nào khác. Hai tay nàng nắm lấy váy, linh khí trong thân thể cũng đã hao hết, nhưng nàng vẫn chạy, căn bản không dừng bước lại. Thật giống như ngày đó bị Phong Phi Vân bắt được, nàng lúc nào cũng không quên chạy trốn, chạy ra một con đường thuộc về mình, một con đường tự do, vô câu vô thúc. Nhưng hôm nay, nàng lại đang lẩn trốn, mà ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Thẳng đến cuối cùng, nàng đã mệt mỏi không chịu nổi, ngã xuống trong đống tuyết, chật vật không chịu nổi, tựa như một ăn mày đáng thương bên đường, thậm chí còn đáng thương hơn cả bọn hắn. Đát đát. Tiếng bước chân lại vang lên bên tai nàng. Tiêu Tương, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, theo chúng ta quay lại Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đi. Một bà lão chống quải trượng một bên ho khan, một bên từ cuối ngã tư đường đi tới, nàng tóc trắng xóa, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt kia lại âm tàn đến cực điểm. Xương gò má nàng nhô lên, nhiều nếp nhăn trên mặt lõm xuống, ánh mắt của nàng lõm sâu, mặc dù chỉ đứng ở đó nhưng lại mang đến cho người một loại áp bách cực lớn. Dạ Tiêu Tương nghe thấy thanh âm bà lão, thân thể liền không kìm được run rẩy thoáng một phát, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem bà lão kia, cắn môi, sợ hãi lắc đầu. Tần Di, ta không muốn trở về đâu. Tần Di này chính là người đưa nàng đến Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, lúc đó Dạ Tiêu Tương tự nhiên không muốn khuất phục, nhưng Tần Di này lại là một nữ nhân âm tàn đến cực điểm, các loại cực hình đều dùng ở trên người nàng. Tu vị Dạ Tiêu Tương vốn đã thấp. Nào chịu được loại tra tấn như vậy, cuối cùng khuất phục dưới dâm uy của bà ta. Tiêu Tương, những thứ trước kia Tần Di dạy ngươi, chẳng lẽ ngươi đều đã quên rồi, rời khỏi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, ngươi có sống được không? Tần Di run rẩy vươn một ngón tay, có chút khe cong lại. Phía sau Tần Di có một đám nam tử thân mặc hắc y, có chừng 4-50 vị, mỗi người đều tu vị cao tuyệt, lưng đeo chiến đao phong cách cổ xưa, sát khí trên người bức người. Trong đó có mấy người đỉnh đầu càng ngưng tụ khí tượng, nước cuộn trào trùng thiên. Đây là tử sĩ mà Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu huấn luyện, trong đó tam cấp tử sĩ đã tu luyện mấy trăm năm, chính là tu sĩ thiên mệnh cảnh thanh danh lâu năm.
Được Tần Di phân phó, hai nam tử lưng đeo chiến đao băng hàn liền đi ra. Bọn hắn hai mắt âm trầm, tựa như hai con dã thú, ngang ngược giữ lấy cánh tay Dạ Tiêu Tương, lôi nàng đứng dậy, khiến nàng đau đến mức cắn nát bờ môi, khóe miệng tràn ra máu. Bành, bành. Quải trượng trong tay Tần Di điểm ra ngoài như độc xà, hai đạo hắc mang đánh lên người hai tử sĩ, khiến đầu hai tử sĩ bị đánh nát, máu tươi tung tóe khắp toàn thân Dạ Tiêu Tương, khiến nàng sợ run. Hỗn đán, trụ cột của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Tiêu Tiên Tử, há hai tên xú nam nhân các ngươi có thể chạm vào, chết chưa hết tội, Tiêu Tương, nghe lời, cùng Tần Di quay lại Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đi, đừng hiểu lầm, Tần Di không phải tại dọa ngươi, Tần Di đây là đang giáo huấn cẩu nô tài không nghe lời thôi. Tần Di âm trầm cười, tựa như một lão quỷ dưới ánh trăng, dùng tay khô héo, nhẹ nhàng lau sạch lấy vết máu trên quải trượng, cố ý lắc lư trước mắt Dạ Tiêu Tương. Dạ Tiêu Tương vốn cho rằng lá gan của mình đã rất lớn, nhưng ở trước mặt Tần Di nàng lại cảm thấy mình run sợ như một con chuột bạch trước mặt mèo vậy. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng vẫn còn nhỏ máu, vết máu dưới không khí lạnh như băng rất nhanh liền đông lạnh thành bột phấn. Nàng không nói một lời, chỉ cúi đầu, run rẩy thân thể, như muốn co lại thành một đoàn. Sắc mặt Tần Di trở nên càng thêm âm lãnh, thanh âm chói tai, tựa như hạt cát đang ma sát, nói. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá chỉ là một kỹ nữ bán tiếng cười thôi, tạo nghệ âm luật của ngươi lợi hại, rất nhiều người truy phủng ngươi không sai, ha ha, nhưng đợi qua vài chục năm nữa, chờ ngươi già nua giống như xương cốt, ngươi thấy sẽ còn nam nhân nào thèm liếc tới ngươi nữa, tiện nhân, ngươi đến, đánh cho ta, hung hăng đánh, đánh tới khi nàng cầu xin tha thứ mới thôi. Lại là hai nam tử như chó dữ đi tới, ánh mắt của bọn hắn hung ác độc ác. Cánh tay tựa như làm bằng sắt, ầm ầm đánh tới Dạ Tiêu Tương. Bọn hắn đều biết đúng mực, chỉ cần không đánh chết nàng là được, cho dù đánh cho tàn phế, đánh cho nửa chết nửa sống, cũng có thể dùng linh đan, linh dược tu dưỡng lại. Oanh! Nắm đấm bọn chúng giống như làm bằng sắt thép, trong không khí phát ra thanh âm đùng đùng không dứt. Trên mặt Tần Di tràn đầy dữ tợn vặn vẹo, nữ nhân càng già nua, lại càng là thích thấy nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, nàng không chỉ lớn lên vặn vẹo, mà ngay cả tâm lý cũng bị bóp méo. Muốn chết. Trên không, chuyện đến một tiếng quát lớn, quả thực như thiên lôi chấn vang, khiến trọn đầu cổ phố đều bị chấn đến chia năm xẻ bảy, tuyệt động dày đắc như muốn tan rã. Phong Phi Vân đuổi tới. Phong Phi Vân chắn trước người Dạ Tiêu Tương, che nàng ở sau lưng, trong lòng nổi giận, một quyền đánh ra ngoài, răng rắc, trực tiếp đánh nát cánh tay của tên tử sĩ kia, xương cốt trên người bị chấn vỡ toàn bộ. Tựa như ngây ngất đê mê co quắp trên mặt đất. Đùng! Trên bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ ra một mảnh khí lãng, biến thành hình một dấu bàn tay đánh xuống dưới, vỗ vào đỉnh đầu vị tử sĩ thứ hai, trực tiếp đánh cho hắn ta ngũ tạng lục phủ đều biến thành bùn máu, thất khiếu chảy máu, tĩnh mịch quỳ dạp trên mặt đất. Trong tốc độ ánh sáng, hai gã tử sĩ đều đã ngã trên mặt đất, biến thành tử thi lạnh như băng. Trong gió tuyết lạnh như băng, thi thể trên đất rất nhanh liền biến thành bột phấn. Trên làn da tái nhợt cũng đông lạnh lên một tầng xương. Tần Di âm lãnh đứng ở nơi đó, chống quải trượng, mặt mo dọa người như quỷ. Ngươi không có chuyện gì chứ? Phong Phi Vân áy náy nhìn chằm chằm vào Dạ Tiêu Tương, một tay giữ chặt lấy nàng, sợ nàng nhìn thấy mình sẽ quay đầu bỏ chạy. Dạ Tiêu Tương cúi đầu, lại lắc đầu. Khục khục, tu vị không tệ, dám quản chuyện của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, đảm lượng cũng không nhỏ a. Tần Di dùng ống tay áo che miệng, phát ra từng tiếng ho khan trầm thấp. Phong Phi Vân nâng cao lồng ngực, ánh mắt liếc qua đám tử sĩ sau lưng nàng một cái, nói. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu các ngươi làm sao biết được chỗ ẩn thân của Dạ cô nương? Cạc cạc, Tần Di phát ra nụ cười âm trầm. Ngươi dẫn chúng ta đến đấy. Phong Phi Vân có chút sững sốt. Ầm ầm, trên bầu trời, một đạo bạch quang rơi thẳng xuống. Như một đạo thần thác từ trên trời chảy xuống, một trung niên nữ nhân mặc cửu huyền ngọc bào, uy nghiêm mà trang trọng đi ra, trên người quấn quanh một cổ quý khí của thượng vị giả, lỗi lạc đứng trên đỉnh một tòa lầu cao. Phong Phi Vân hai mắt co rụt lại, nói. Vạn Hoa Đồng. Bái kiến lâu chủ. Bái kiến lâu chủ. Tử sĩ và Tần Di đứng trên cổ đạo đều quỳ trên mặt đất, quỳ lạy trung niên nữ tử trên lầu cao, vô cùng kính sợ. Đây chính là lâu chủ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Vạn Hóa Trúc. Vạn Hóa Trúc tuy là lâu chủ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu,
nhưng rất ít người thấy bộ dáng chính thức của nàng, ngoại trừ người thiên kim nhất thiếu lâu, toàn bộ thần đô người gặp qua nàng quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong mắt người bên ngoài, vị lâu chủ thiên kim nhất thiếu lâu này luôn được bao phủ bởi một tầng thần bí. Tiểu thần vương, chúng ta lại gặp mặt. Vạn hóa trúc ở trên cao nhìn xuống, uy sát bức người, dáng vẻ như một lão mụ tử, quả thực là một đời nữ kiêu hùng. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng, cười lạnh. Vạn lâu chủ thật sự là hảo thủ đoạn a hát, rõ ràng lừa gạt được ta, lợi hại, lợi hại. Toàn bộ người thần đô đều biết Dạ Tiêu Tương cuối cùng là cùng Phong Phi Vân rời đi, muốn tìm về Dạ Tiêu Tương, tự nhiên cũng chỉ ra tay từ trên người Phong Phi Vân, vạn hóa trúc liền hóa thân thành vạn hoa đồng, tiềm nhập bên người Phong Phi Vân, cuối cùng sau khi tiến vào tuyệt sắc lâu đã dò thám ra được tung tích của Dạ Tiêu Tương. Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Vạn hóa trúc hai mắt rùng mình, nói. Giao Tiêu Tương ra đây. Nàng đâu là do nàng tự lựa chọn. Phong Phi Vân cường thế nói. Nhưng ta cứ muốn mang nàng đi thì sao? Vạn hóa trúc nói. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phong Phi Vân không chút lùi bước. Thần đô, cũng là có thể giết người đấy. Vạn hóa trúc hai đầu lông mày mang theo lệ khí, vùng ống tay áo lên, trong thiên mạc đen kịt có bốn vị lão giả tóc trắng xóa bay ra. Từng người chấn thủ một phương, bốn lão giả này đều vươn hai tay ra, phong bế tứ phương, khiến mảnh thành vực này biến thành không gian phong bế. Oanh! Vô số trận vân từ trên mặt đất bay lên, bao phủ trọn cả bầu trời. Muốn đối phó Phong Phi Vân, tự nhiên phải phong tỏa thiên địa, không thể để cho ngoại nhân biết được. Phong Phi Vân ở thần đô địa vị cực cao, bọn hắn nếu đã định đối phó Phong Phi Vân, tự nhiên cũng đã động sát nhân chi tâm, muốn triệt để gạt bỏ Phong Phi Vân. Giết người diệt khẩu. Dạ Tiêu Tương sợ hãi nói. Ngươi còn không mau đi, bọn hắn sẽ giết ngươi, chỉ cần xóa đi dấu vết thì căn bản không ai biết là ai giết ngươi. Cùng ta rời đi. Phong Phi Vân lôi kéo cánh tay Dạ Tiêu Tương, liền liều chết bắn về một hướng trên bầu trời, muốn đánh vỡ phong tỏa, lao ra ngoài. Sắp chết đến nơi rồi, còn muốn đi, đã muộn rồi. Quải trượng trong tay Tần Di đâm ra ngoài. Đầu quải trượng trực tiếp biến thành đầu lâu đằng xà, đường kính đạt đến hơn 10 mét, trực chỉ ngay sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh, trở tay đánh ra một trường, mang theo 9.932 đầu dị thú chiến hồn chi lực, đánh cho đằng xà bay NgoGVC về sau, Tần Di lui về sau, đứng không vững bước chân, trong lòng có chút chấn nhiếp. Phong Phi Vân này quả thật cường đại, tu vị mới chỉ thiên mệnh đệ nhị trọng nhưng lực lượng đã có thể so với tu sĩ thiên mệnh đệ tứ trọng. Lên cho ta, tối nay thiên kim nhất thiếu lâu chúng ta muốn đổ sát thần vương, ai giết thần vương sẽ có trọng thưởng. Tần Di vung cánh tay lên. Đám tử sĩ thân mặc hắc bào, mặt che lấy khăn màu đen, tay cầm chiến đao kia liền xung phong liều chết xông tới, nguyên một đám sắc mặt âm lãnh, sát khí bức người, vô số thuật pháp đánh ra ngoài, tụ tập thành một đầu thuật pháp hồng lưu. Ầm ầm, lực lượng tuôn ra, có khí thế tồi giang phá hải. Không tốt. Có tuyệt đỉnh cường giả, ẩn trong đám tử sĩ này, trong đó có vương giả một đời tuổi trẻ, còn có thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân linh giác cường đại, ngay lập tức liền nhận ra không ổn, khí tức nguy hiểm đậm đặc trước nay chưa từng có, trong đám tử sĩ này có tuyệt đỉnh cường giả, lực lượng cường đại đến đáng sợ. Vương giả một đời tuổi trẻ chí ít có 5 vị ẩn núp trong đó, thiên tài cấp bậc sử thi chí ít có 3 vị, trong đó còn có nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng. Trên mặt của bọn hắn đều che khăn đen, lợi dụng bí bảo che giấu khí tức, rất khó phỏng đoán ra rốt cuộc là ai, nhưng là Phong Phi Vân có thể khẳng định, trong đó có ít người mình nhất định có quen biết. Những người này có lẽ đã gạt cả thiên kim nhất thiếu lâu. Bọn hắn đều muốn vây giết Phong Phi Vân, nhưng lại sợ sẽ bị thần vương phủ truy cứu, cho nên liền giấu trong đám tử sĩ của thiên kim nhất thiếu lâu, cho dù tương lai sự việc có bại lộ, vậy thì đánh chết Phong Phi Vân cũng là thiên kim nhất thiếu lâu. Bọn hắn hoàn toàn không liên quan, có thể đổ tất cả trách nhiệm lên trên người thiên kim nhất thiếu lâu. Phong Phi Vân giờ phút này đã không thể chú ý đến là những ai hạ sát thủ với mình nữa, cảm giác nguy cơ, càng lúc càng mãnh liệt. Đêm nay, bị người bố trí xuống sát cục, nếu không thoát được rất có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây mất. Ầm ầm, Phong Phi Vân ngưng tụ tiểu diễn chi thuật, đánh ra Chu Thiên Hám Tiên Trùy, muốn oanh phá bình chướng phong tỏa không gian. Nhưng bố trí bình chướng chính là nhân vật cấp bậc nửa bước cự phách, Chu Thiên Hám Tiên Trùy cũng không thể oanh phá được. Đằng sau đám tử sĩ kia đã giết đến,
trong đó có một đạo bóng đen bay lên không xông tới, chân đạp một mảnh thần liên màu vàng, trên bàn tay tế ra một kiện nhị phẩm linh khí hình dạng như móc câu, uy năng linh khí bị kích phát ra, biến thành một vòng trăng sáng, ầm ầm rơi xuống. Đây tuyệt đối là vương giả một đời tuổi trẻ cấp bậc chiến lực, hơn nữa là vương giả một đời tuổi trẻ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Phong Phi Vân trong lòng không loạn chút nào, tế ra lôi hỏa châu, đánh ra một mảnh lôi hải, chặn linh khí thần câu lại, hai chân cũng chìm xuống dưới vài phần. Hai kiện linh khí đụng nhau, phát ra sóng xung kích sơn băng địa liệt, có hơn 10 vị tử sĩ đều ngã xuống đất, trên người có miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, xương cốt vỡ nát, đây đều là tử sĩ chính thức của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Lâu chủ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu Vạn Hóa Trúc, tự nhiên cũng nhìn ra tình huống không đúng, có người muốn mượn bọn họ để diệt trừ Phong Phi Vân, bất quá nàng vốn đã định gạt bỏ Phong Phi Vân, hơn nữa bố trí nhân vật nửa bước cự phách, hôm nay có thêm bá chủ một đời tuổi trẻ ra tay. Ngược lại khiến nàng giảm đi không ít lực lượng. Ầm ầm, một khối cự thạch 10 trượng vuông bị một vị hắc y nhân nâng lên, ầm ầm đè xuống Phong Phi Vân, lực lượng khiếp người, ánh lửa ứa ra, tựa như một khối thiên thạch từ phía trên rơi xuống vậy. Phong Phi Vân hai mặt thụ địch, trên bàn tay dị thú chiến hồn ngưng tụ, vô số chiến hồn đều ngưng tụ cùng một chỗ, tụ tập thành một mảnh trường vân cực lớn, đánh cho cực thạch kia thành bột phấn, đẩy lui tên hắc y nhân kia. Dị thú chiến hồn lực lượng cường hoành, đánh vào bầu trời, nơi tầm chừng trăm thước bị một tầng bình chướng nhìn không thấy chặn lấy, biến thành khói xanh. Mảnh thành vực này đã bị phong bế, tất cả xảy ra trong này, người bên ngoài đều không thể biết được. Mọi người biết có nửa bước cự phách che giấu, thế muốn gạt bỏ Phong Phi Vân, nếu không mở ra được bình chướng do nửa bước cự phách bố trí xuống, vậy thì đêm nay có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây. Bốn vị nhân vật cấp bậc vương giả một đời tuổi trẻ đồng thời ra tay, mỗi người đều mang theo linh khí mà đến, triển khai sát phạt mạnh nhất, bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, trên mặt của bọn hắn đều mang theo khăn che mặt màu đen, che giấu khí tức, mặc dù là bọn hắn cũng không biết đối phương là ai. Bá! Một đạo ám ảnh xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, một đao bổ ra, lực lượng lớn đến thần kỳ, tốc độ nhanh hệt như tia chớp. Phốc! Phong Phi Vân hăng hái trốn tránh. Nhưng vẫn chậm một bước, trên lưng bị chém ra một miệng máu dài hơn 20 phân, máu tươi chảy xuôi xuống, trong miệng vết thương thật sâu có thể thấy được cả xương trắng. Đây tuyệt đối là một vị nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng ra tay, bằng không thì dùng tốc độ của Phong Phi Vân không lý nào không tránh được cả. Rốt cuộc là người phương nào có thể sử xuất ra đao nhanh như vậy chứ? Phong Phi Vân tâm niệm tránh gấp, thần vương lệnh đã bay đi, tựa như một thần bài, đánh về phía sau lưng. Vị ám ảnh kia nhanh chóng thối lui, biến mất trong màn đêm, tránh thoát khỏi sát phạt chi uy của thần vương lệnh. Phong Phi Vân, tối nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù có thần vương lệnh nơi tay, cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trong hắc ám truyền đến một tiếng cười lạnh khàn khàn. Đối phương cố ý thay đổi thanh âm, không nghe ra là ai, nhưng Phong Phi Vân có thể khẳng định, người này mình nhất định có biết. Dùng tu vi của ngươi. Nhiều nhất một ngày chỉ điều động được lực lượng của thần vương lệnh 3 lần, ở tuyệt sắc lâu ngươi điều động 1 lần, vừa rồi lại đánh ra 1 lần, ngươi còn có thể lại đánh ra 1 lần, đến khi ngươi không thể điều động lực lượng thần vương lệnh được nữa cũng chính là lúc ngươi nuốt hận. Một thanh âm khác vang lên, cũng mang theo vài phần khí tức quen thuộc. Phong Phi Vân hai mắt trở nên càng lúc càng ngưng trọng, đối phương cũng mang theo sát binh khủng bố, vừa rồi Phong Phi Vân tế ra thần vương lệnh. Cho rằng có thể điều động lực lượng của lịch đại thần vương, cho dù không thể đè chết đối phương, cũng có thể đánh cho hắn trọng thương, lại không nghĩ đến, trên người của đối phương mang theo thần phù siêu cấp cự phách khắc lục, chặn được một kích của thần vương lệnh, đương nhiên tấm thần phù kia cũng rách nát rồi, rơi trên mặt đất. Những người này, đều là có chuẩn bị mà đến. Ngươi sợ hãi không? Phong Phi Vân chăm chú nắm lấy cánh tay có chút lạnh như băng của Dạ Tiêu Tương, hai mắt tỉnh táo nói. Không. Không sợ, Dạ Tiêu Tương nói. Xoẹt xẹt, Phong Phi Vân lột xuống một mảnh quần áo, che ánh mắt nàng lại, nhẹ nhàng thắt ở sau ót nàng, sau đó lại vác nàng lên lưng, dẫm lấy luân hồi tật tốc, thân ảnh giống như quỷ mị, lần nữa xông lên. Trong thân thể Phong Phi Vân ẩn chứa 9.932 đạo dị thú chiến hồn, giờ phút này toàn bộ đều kích phát ra, hối tụ trên thân thể, vô số thú giống từ trong thân thể hắn truyền ra, rung trời động địa. Gào khóc thảm thiết. Bành! Phong Phi Vân ra tay vô tình, hai mắt có chút hiện hồng, giống như đang nhỏ máu,
mỗi một chưởng đánh ra đều có một tử sĩ nằm trong vũng máu, có đầu bị vỡ ra như dưa hấu, có trái tim trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cơ thể, có người xương cốt toàn thân đều bị biến thành bột máu. Qua trong giây lát, lại có 8 người té trên mặt đất, tử tướng vô cùng thê thảm. Dạ Tiêu Tương lá gan quả thật không nhỏ, tuy rằng bên tai có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết sởn hết cả gai óc và tiếng huyết nhục vỡ vụn, nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng, một chút thanh âm sợ hãi cũng không phát ra, sợ Phong Phi Vân vì nàng mà phân tâm. Giết! Phong Phi Vân hai mắt như dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Di cách đó không xa, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Lão bà này khinh người quá đáng, chỉ có đánh chết nàng, mới có thể tiêu đi tâm ma trong lòng Dạ Tiêu Tương. Hừ, không biết sống chết. Tần Di cười lạnh một tiếng, còng xuống thân thể, biến mất tựa như quỷ mị. Phong Phi Vân một chưởng đánh ra ngoài nhưng chỉ đánh nát được một đạo hư ảnh của nàng, chân thân nàng đã biến mất vô tung vô ảnh. Vô tướng thần thông. Phong Phi Vân nhíu mày, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, mặc dù là Tần Di triển khai vô tướng thần thông cũng không có chỗ lẩn trốn, theo tay vung lên, miểu quỷ ban chỉ liền từ trên ngón tay cái rời tay bay ra ngoài. Sáu bức thần đồ liền tự động bay đi, hào quang lập lòe, oanh kích trong màn đêm hư vô. Miểu quỷ ban chỉ đã đạt đến cấp bậc nhị phẩm linh khí, uy lực cường đại hơn trước kia đến mấy lần, sáu bức thần đồ hào quang càng lớn, chấn khiến mặt đất vỡ vụn ra. Bành! Tần Di bị lực lượng miểu quỷ ban chỉ bức ra, ô một quải trượng trong tay nàng biến thành một đầu cự mãng, đánh ra ngoài, chặn lại lực lượng của miểu quỷ ban chỉ. Một đạo bạch sắc trường long đao khí bay qua, trực tiếp đánh rớt cánh tay trái nàng xuống, đao khí lập tức xoắn cánh tay kia thành bột máu. Tần Di phát ra một tiếng hét thảm, bụng lấy cánh tay, vội vàng bỏ chạy. Ao ao! Phong Phi Vân tay cầm bạch thạch cự đao, trên mũi đao vẫn còn nhỏ máu, hai mắt vô tình lạnh như băng, từng bước một truy sát tới. Những cường giả một đời tuổi trẻ kia cũng biết Phong Phi Vân còn có thể gọi ra một lần lực lượng thần vương lệnh. Đều không muốn là người đầu tiên xuất thủ, miễn cho gặp phải thần vương lệnh công phạt. Mọi người liên thủ, lại không ra tay nữa thì Phong Phi Vân sẽ thoát mất. Trong bóng tối vang lên một tiếng quát chói tai, một đạo cột sáng đường kính dài chừng một thước bị đánh ra ngoài, không khí chung quanh đều bị xung kích khiến vặn vẹo, nơi cột sáng đi qua, tất cả đều biến thành bụi. Đây là một đạo kiếm ba, dùng tử phủ linh khí ngưng tụ mà thành, vô cùng sắc bén, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đây tuyệt đối là một vị thiên tài cấp bậc sử thi ra tay. Long Hoàng đao quyết đệ tam đao, Long Hoàng quán nhật. Phong Phi Vân đề đao bổ ra, một đạo bạch sắc cầu vồng từ trên thân đao xông ra, cũng là một đạo đao khí đường kính 1 mét, mãnh liệt cuộn trào như bạch hồng quán nhật. Ầm ầm, hai cột sáng trùng kích vào nhau, bộc phát ra hào quang vô cùng cực nóng, chiếu sáng cả mảnh hắc ám. Phong Phi Vân thấy được hắc y nhân vừa ra tay ban nãy. Hai tay cầm đao, lôi ra một đạo đao lãng dài hơn 10 thước ầm ầm chém xuống. Hắc y nhân này đứng trên đỉnh một cự mộc cao hơn 30 mét, thong dong mà lạnh nhạt, khí độ bất phàm, vươn tay khẽ điểm, trước người liền tạo thành một vòng xoáy cực lớn, phảng phất như một vòi rồng do cuồng phong tạo thành vậy. Tiện tay có thể điểm ra một đạo thuật pháp, đây là tu vị cường đại cỡ nào chứ, quả thực khiến người cảm thấy sợ hãi. Hô! Một hồi tiếng xé gió mãnh liệt vang lên. Trên đỉnh đầu, có 9 khỏa ngôi sao rơi xuống dưới, mỗi một khỏa đều cao tới 100 mét, tựa như 9 tòa núi nhỏ, bộc phát ra lực lượng trầm trọng. Đó là một kiện linh khí cửu diệu tinh thần, bị một vị vương giả một đời tuổi trẻ tế ra, đồng thời đánh về phía Phong Phi Vân. Những người tập sát núp trong bóng tối kia tu vị đều rất không tầm thường, lực lượng cường đại đến dị thường. Phong Phi Vân trực tiếp tế ra thanh đồng cổ thuyền, lực lượng khẽ dẫn. Thanh đồng cổ thuyền bộc phát ra một cổ lực lượng cổ xưa mà mênh mông, bành trướng đến cực hạn, ầm ầm hướng đập lên bầu trời, như muốn đục bầu trời ra một lỗ thủng vậy. Bành, bành, bành. 9 khỏa ngôi sao kia bị đánh bay ngược trở về, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng vô cùng cường đại kia. Một đạo bóng đen kêu thảm một tiếng, từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, ngay khi thân hình rơi xuống một nửa rốt cục cũng ổn định được thân hình, đình chỉ hạ thấp, giữ được một mạng. Không đến nổi bị rớt chết. Oanh! Hắn vừa mới thở ra một hơi, cho rằng đã giữ được một mạng thì Phong Phi Vân đã từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm nát đỉnh đầu hắn, trực tiếp ép hắn xuống trên mặt đất, thân thể chìm vào trong đất bùn. Phong Phi Vân kéo khăn che mặt của hắn ra, tuy rằng đầu của hắn đã nứt đôi ra,
trên mặt tràn đầy máu đen, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Người này Phong Phi Vân có biết, lúc ở Tuyệt Sắc Lâu đã từng gặp hắn, lúc ấy hắn và Tây Việt Lan Sơn tương đối thân cận. Phong Phi Vân một cước giẫm nát ngực của hắn, triệt để làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Linh khí thật cường đại, cái cổ thuyền này ta muốn rồi. Một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân, trên bàn tay đánh ra một mảnh hắc vụ, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm màu đen, lập tức bổ tới đầu Phong Phi Vân. Bành! Phong Phi Vân trở tay đập thanh đồng cổ thuyền ra ngoài, một cổ sóng cồn mãnh liệt kinh khủng xông đánh tới, đánh nát chiến kiếm trong tay hắc y nhân kia, khăn che mặt trên mặt hắc y nhân cũng bị chấn nát, lộ ra một cái mặt nạ màu vàng và đôi mắt trẻ tuổi những đầy lãnh ngạo. Cạc cạc! Hắc y nhân ấy vui mừng không sợ, hai tay huy động trong không khí, ngưng tụ thành một tòa cổ đỉnh đỏ thẫm, cổ đỉnh này cao hơn 30 mét, trên đó có khắc long văn, có khắc phượng đồ, xích hồng như hỏa, chuyển động trong không khí, bộc phát ra sóng lửa cực nóng. Thanh đồng cổ thuyền đập nát cổ đỉnh đỏ thẫm, nhưng lại không làm bị thương đối phương chút nào. Lực lượng của thanh đồng cổ thuyền đã là một trong các lực lượng cường đại nhất mà hiện giờ Phong Phi Vân có thể phát huy ra được. Tổng cộng cũng chỉ có thể sử dụng 9 chiêu, nhưng lại không thể đánh tan đối phương, có thể thấy tu vị người này cường đại đến đáng sợ, thanh đồng cổ thuyền cũng không làm gì được hắn cả. Tu vị bực này, trong một đời tuổi trẻ có mấy ai làm được chứ? Phong Phi Vân mặc dù sử xuất Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không nhìn thấu được gương mặt thật của đối phương, những người này cũng đều không sử dụng thần tông mà mình am hiểu, căn bản không cách nào suy đoán ra được thân phận của bọn hắn cả. Tối nay chính là cơ hội tuyệt hảo để giết Phong Phi Vân, một khi bỏ lỡ tối nay, sẽ khó mà còn cơ hội tốt như vậy thêm nữa. Bá! Một đạo ánh đảo như thiểm điện bay ra, tốc độ nhanh như linh xà, trực chỉ vào yết hầu Phong Phi Vân. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, ngay cả Phong Phi Vân cũng không thấy rõ hình dạng của hắn, chỉ có thấy được thanh đao kia. Phong Phi Vân đạp chân một cái, vội xoay người bay ngược. Nhưng thanh đao kia vẫn để lại trên cổ Phong Phi Vân một vết máu, một mực đến gần bên lỗ tai, tốc độ đối phương cực nhanh, thủ đoạn che giấu khí tức cực kỳ cao minh, trong một đời tuổi trẻ tuyệt đối thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. Thân ảnh đối phương lại biến mất. Đây là một sát thủ. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Không, hắn không biến mất, hắn đứng ngay sau lưng Phong Phi Vân, tuy rằng ăn mặc hắc y, nhưng trên mặt lại không hề che lại, lỗi lạc đứng trên cổ đạo. Cái bóng kéo ra thật dài dưới ánh trắng. Trên người hắn có đạo đạo hắc sắc khí lưu chuyển, đao trong tay cũng đã rỉ sắt, giống như đã nhiều năm chưa đánh bóng lại vậy. Minh sát thủ, đỗ thủ cao. Trong bóng tối có người nhận ra sát thủ không mang khăn che mặt này. Nếu tìm giết người đao, liền tìm đỗ thủ cao. Đệ nhất sát thủ một đời tuổi trẻ thái thượng đoạt mệnh cung, giết người cũng không ám sát, chỉ minh sát cho nên có danh xưng minh sát thủ. Xếp thứ 5 trên hạ sử thi thiên tài bảng, chỉ sau lệnh Đông Lai một bậc, đây chỉ là luận chiến lực, nếu luận thủ đoạn giết người thì lệnh Đông Lai căn bản kém xa hắn. Mà Phong Phi Vân ở trên hạ sử thi thiên tài bảng bài danh thứ 3, chỉ cao hơn lệnh Đông Lai một bậc, gặp được sát thủ đáng sợ như đỗ thủ cao, trong lòng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể không chết. Thủ đoạn giết người của sát thủ vĩnh viễn không thể dùng chiến lực đơn thuần để đánh giá được. Phong Phi Vân sờ lên vết máu trên cổ. Dẫn theo đao xoay người đến, nhìn chằm chằm vào người kia, cười lạnh nói. Đêm nay thật đúng là hay, sát thủ giết người không mang mặt nạ, không phải sát thủ thì lại mang mặt nạ. Phong Phi Vân, đây là lần thứ 2 ngươi thoát khỏi tay ta. Đỗ thủ cao nói xong lời này, liền dẫn theo đao, xoay người rời đi. Hiểu rồi, đỗ thủ cao giết người đến giờ chỉ dùng một đao nếu không giết chết được, vậy thì dù người này đã nằm sấp trên đất, không thể động đậy. Cũng có thể sống lâu thêm một ngày, đỗ thủ cao tuyệt đối với không có khả năng trong vòng cùng một ngày, đối với cùng một người dùng ra hai đao, trừ phi đối phương muốn giết ngươi. Phong Phi Vân nói, lấy người tiền tài, thay người thiêu tai, ngày mai ta còn có thể ra tay với ngươi, trước đến giờ chưa có ai có thể thoát khỏi tay ta 3 lần. Đỗ thủ cao đã biến mất trong màn đêm. Sát thủ đệ nhất một đời tuổi trẻ cũng không gì hơn cái này, Phong Phi Vân, để ta đến chấm dứt tính mệnh ngươi đi. Một thanh âm âm tàn vang lên trong bầu trời đêm. Một trưởng ấn cự đại đánh xuống, trong thủ ấn bao vây lấy một biển máu, huyết vụ mãnh liệt, tựa như một mảnh huyết sắc đám mây. Phong Phi Vân tế ra thần vương lệnh, điều động lực lượng của thất đại thần vương, ngưng tụ ra 7 tôn nhân ảnh màu vàng cao lớn mà nguy nga,
đánh vào trong trưởng ấn cực lớn kia, trưởng ấn bị đánh nát, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, một hắc y nhân bị đánh nát thân thể, biến thành một đoàn huyết vụ. Ha ha, Phong Phi Vân người trúng kế, đây chẳng qua chỉ là một cỗ khôi lỗi chiến thi mà ta khống chế, lại khiến người dùng ra lực lượng thần vương lệnh lần cuối, hiện giờ ngươi còn lực lượng phản kháng sao? Một hắc y nhân từ phía trên bay thấp xuống, không hề cố kỵ ra tay với Phong Phi Vân. Không có thần vương lệnh uy hiếp, hắn căn bản không sợ Phong Phi Vân. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo thần sắc khinh thường, khẽ đảo tay, lần nữa điều động lực lượng của lịch đại thần vương, đánh ra kích thứ tư, trực tiếp đánh cho tên vương giả một đời tuổi trẻ này chia năm xẻ bảy, huyết vũ phiêu tán. Hắn lúc nuốt hận cũng không biết, tại sao mình lại chết. Cái gì, Phong Phi Vân dùng tu vi của ngươi, làm sao có thể điều động lực lượng thần vương lệnh lần thứ tư, ba lượt đã là cực hạn rồi. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiếng thét kinh hãi này cũng bại lộ thân ảnh của hắn, Phong Phi Vân đằng không bay lên, lần thứ năm điều động lực lượng lịch đại thần vương, đánh xuống, trực tiếp đánh cho người nọ tan thành mây khói, máu rơi vãi trên mặt đất, thanh âm im bặt lại. Điều động lực lượng thần vương lệnh dựa vào chính là thần thức, thường nhân chỉ có 10 đạo thần thức, nhưng Phong Phi Vân có được 40 đạo thần thức, trình độ cường đại của thần thức căn bản không phải những người này có thể tưởng tượng, số lần có thể điều động thần vương lệnh cũng không phải bọn hắn có thể đoán được. Tình huống có biến, rút. Những tu sĩ trẻ tổ khăn đen che mặt kia nhao nhao bỏ trốn, triển khai tật tộc, thân ảnh nhanh như u hồn. Phong Phi Vân đứng ở trung ương cổ đạo, thần vương lệnh vung lên, đánh ra lần thứ sáu, trực tiếp đánh cho hai đạo bóng đen trên thiên mạc phía tay bay ra ngoài, trên người nứt ra từng lỗ hổng, trên người của bọn hắn mặc dù có bảo vật hộ thân, nhưng vẫn không cách nào ngăn được lực lượng từ thần vương lệnh, từ trên bầu trời rơi xuống, ngã chết trên mặt đất. Những người khác thì đều đã đào tẩu, căn bản không cách nào đuổi giết. Bá! Đúng lúc này, Phong Phi Vân sinh lòng cảnh giác, cảm thấy trên lưng chợt nhẹ, có người đã bắt đi Dạ Tiêu Tương trên lưng hắn. Ra tay chính là lâu chủ Thiên Kim Nhất Thiếu Lâu, Vạn Hóa Trúc, nàng một tay dẫn theo Dạ Tiêu Tương, chân đạp một đầu quỷ tiên kiều, đã đến bên ngoài hơn 10 dặm. Muốn chết! Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, trên đầu tóc dài cuồng vũ, bay ngược lên. Hai mắt như huyết châu, như một thần ma, ầm ầm đánh ra thần vương lệnh. Vạn Hóa Trúc một tay cầm lấy Dạ Tiêu Tương, quay người, ống tay áo vung lên, một mảnh lưu quang đánh ra ngoài, trực tiếp phai mở lực lượng thần vương lệnh, nói. Phong Phi Vân, tu vi của ngươi còn quá thấp, cho dù có thần vương lệnh nơi tay, cũng xa không phải đối thủ của ta. Dạ Tiêu Tương chính là người của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, nàng vĩnh viễn cũng trốn không thoát, ai cũng không thể thay đổi, giết hắn đi. Đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vạn Hóa Trúc nói xong lời này, liền nghênh ngang rời đi, dẫm lên quỷ tiên kiều rời khỏi mảnh thành vực này, đã đến bên ngoài ngàn dặm. Phong Phi Vân trơ mắt ếch ra nhìn Dạ Tiêu Tương bị nàng mang đi, từ trên lưng của mình, sống sờ sờ bị mang đi, giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé, cùng cường giả chân chính vẫn còn kém quá xá. Dạ Tiêu Tương quá đáng thương, nàng có gì sai chứ? Nàng vốn không có chút sai lầm nào cả, dựa vào gì mà ông trời lại bất công với nàng như vậy? Không. Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, trong lòng càng thêm tự trách mình, nếu không phải mình, nàng sao có thể bị người phát hiện ra là đang ẩn thân trong tuyệt sắc lâu, nếu không phải mình, nàng sao có thể chạy khỏi tuyệt sắc lâu? Lời hứa hẹn của mình với Hồng Nhan đâu mất rồi? Phong Phi Vân như muốn cắn nát hàm răng, điều động lực lượng toàn thân, đuổi theo, nhất định phải cứu Dạ Tiêu Tương về. Vô luận phải trả giá giá lớn như thế nào. Lưu lại cho ta. Một vị nhân vật nửa bước cự phách đứng trên đỉnh một lầu nhà, ầm ầm đánh ra một đạo trưởng ấn khổng lồ, một trưởng này kinh thiên động địa, từ trên bầu trời trấn áp xuống. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, hai tay tế ra thần vương lệnh, một ngụm máu tươi phun lên trên thần vương lệnh, bảy tôn bóng người màu vàng phóng lên trời, đánh tan một kích của nửa bước cự phách. Ầm ầm. Cảnh giới của Phong Phi Vân cũng chỉ có thể điều động một bộ phận lực lượng của thần vương lệnh, so với nửa bước cự phách còn yếu một bậc, trực tiếp bị thủ ấn kia chân áp xuống, hai chân đều chìm vào trong đất đất, hai tay cánh tay nứt ra từng vết máu, như muốn xé nát thân thể hắn vậy. Đây là lực lượng nửa bước cự phách, vượt xa tu vị thiên mệnh đệ ngũ trọng, kém một giai, đã có cách biệt một trời. Vị nửa bước cự phách thứ hai ra tay, cũng là người Thiên Kim Nhất Thiếu Lâu, thân thể giống như một viên cầu. Đứng trên đám mây, một cước dẫm xuống,
một dấu bàn chân lớn chừng hơn 100 mét mang theo ma diễm đen kịt, ngưng tụ lực lượng khổng lồ. Bành! Mặc dù là bất tử phượng hoàng thân cũng không chịu cổ lực lượng này, huyết nhục trên hai tay Phong Phi Vân đều nổ tung, lộ ra xương cốt trắng hếu, nếu không phải hắn từng dùng phượng hoàng huyết rèn luyện qua xương cốt toàn thân thì chỉ sợ xương cốt đã nứt vỡ hết rồi. Lực lượng nửa bước cự phách căn bản không phải cảnh giới hắn hiện giờ có thể chịu nổi, huống chi là hai nửa bước cự phách. Bành! Phong Phi Vân quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng ho ra máu, nếu không có lực lượng thần vương lệnh đang chèo chống thì hắn đã bị đánh chết rồi. Đùng đùng! Sống lưng Diêm Vương trên lưng Phong Phi Vân tựa như một khối ma cốt màu đen, như một dãy sơn mạch hùng vĩ, kích động ra tà lực mãnh liệt. Oanh! Sống lưng Diêm Vương tựa hồ như sống lại vậy, khiến lưng Phong Phi Vân cũng bắt đầu phập phồng cao thấp, xương cốt và kinh mạch toàn thân đều biến thành màu đen, từ lưng đến xương sườn, đến xương đùi và cánh tay, năm ngón tay, xương cốt toàn thân đều tựa hồ lây dính tà tính, tử khí giạt rào. Sống lưng Diêm Vương, đại biểu lực lượng tuyệt đối, có thể dùng lưng khởi động một mảnh thiên không, đỉnh thiên lập địa, vĩnh viễn không phai mờ, Diêm Vương đã chết, nhưng lưng lại không ngã. Ngao! Phong Phi Vân thét dài một tiếng, xương cốt trong thân thể đều đang ma sát như kim lọ ai, làn da và huyết nhục trên người đều biến thành màu đen, tóc dài bay ngược, hai mắt đỏ thẫm, tựa như một yêu ma vậy. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng thẳng lưng lên, tay không xé nát trưởng ấn và dấu ấn cho hai vị nửa bước cự phách đánh ra, thân thể như đạn pháo bắn lên, một quyền đánh tới một người trong đó. Thứ quỷ quái gì thế? Vị nửa bước cự phách kia trong lòng cảm thấy sợ hãi, bị khí tức Diêm Vương khiến tâm thần run rẩy. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng dù sao hắn vẫn là tu sĩ cấp bậc nửa bước cự phách, tu vị tâm cảnh cao thâm, bỗng nhiên ra tay, chống cự tới, cũng ả đánh ra một quyền, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên nắm tay Phong Phi Vân trùng kích qua, tựa như một tòa thần sơn đụng vào trên cánh tay, khiến xương ngón tay vị nửa bước cự phách kia đều cắt đứt, thân thể bay ngược ra ngoài. Vị nửa bước cự phách này trong lòng cực kỳ rung động, Phong Phi Vân làm sao có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế chứ? Nhưng hắn có tu vị nửa bước cự phách, sao có thể bị đánh bại được? Ngao! Bên tai của hắn truyền đến một tiếng kêu tựa như dã thú, thập phần chói tai, chấn khiến đại não hắn ngất đi, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, vội vàng dẫn động bổn mạng pháp khí trong tử phủ đan điền, đánh tới sau lưng. Phong Phi Vân bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, một tay bắt lấy vai trái, một tay bắt lấy vai phải ao, mặc cho kiện bổn mạng pháp khí kia xuyên thấu qua trong thân thể mình. Hắn thét dài một tiếng, phốc, trực tiếp xé thân thể vị nửa bước cự phách kia thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ rơi vãi đầy đất. Ngực Phong Phi Vân lưu lại một lỗ máu lớn như nắm đấm, đang không ngừng tuôn máu, nhưng hắn lại không hề phát giác. Ba vị nửa bước cự phách còn lại trong lòng đều chấn nhiếp không thôi, giờ phút này Phong Phi Vân quả thực tựa như một tà thần, trong lòng không kìm được tuôn ra cảm giác sợ hãi, toàn thân đều đang bốc lên hàn khí. Hắn đã bị trọng thương, không thể lâu dài. Chúng ta liên thủ đánh chết hắn. Một vị nửa bước cự phách dẫn đầu xuất thủ trước, đánh ra một đạo linh thuật, ngưng tụ ra một đầu thú ảnh khổng lồ, đánh xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngửa mặt lên trời há miệng ra, trong miệng toát ra hào quang màu đen, trực tiếp đem nuốt đạo thú ảnh kia vào trong bụng, sau đó xung phong liều chết tới. Ba tôn nửa bước cự phách đều triển khai công kích mạnh nhất, mới miễn cưỡng ngăn cản được Phong Phi Vân. Bốn người chiến thành một đoàn, khiến mảnh thành vực này cũng bị san thành bình địa, toàn bộ biến thành phế tích, tu sĩ trong thành vực đều tử vong. Ầm ầm, ba tôn nửa bước cự phách đều bị thương không nhẹ thế, một người mặt bị Phong Phi Vân bẻ vụn, nửa đầu đều đang nhỏ máu, tên còn lại tay phải bị Phong Phi Vân xé nát, trên bờ vai vẫn còn tuôn máu, người thứ ba thì con mắt bị móc ra, sống mũi bị đánh sụp, cả khuôn mặt đều thiếu chút nữa lõm vào. Phong Phi Vân bị thương lại quá nặng. Toàn thân cao thấp đều đang chảy ra máu tươi, quần áo trên người cũng đã bị nhuộm đỏ, xương cốt trong thân thể cũng không biết đứt gãy bao nhiêu căn, đặc biệt là hai vết thương trên lưng và phần bụng thiếu chút nữa đã khiến thân thể hắn bị phân thành hai đoạn. Phong Phi Vân một quyền phá vỡ không gian bình chướng, phi độn về phía xa xa. Không thể để cho hắn đào tẩu được, bằng không thì hậu quả không thể lường. Ba tôn nửa bước cự phách, biến thành ba đạo bóng đen, hăng hái truy sát Phong Phi Vân. Phong Phi Vân giờ phút này thần trí đã bắt đầu hỗn loạn, thân thể càng lúc càng không còn chút sức lực nào, gần như đã chết lặng, tà khí màu đen trong làn da và huyết nhục cũng chậm rãi thối lui,
lui về trong sống lưng Diêm Vương, một cổ cảm giác hư thoát đánh úp tới, khiến hắn buồn ngủ. Không thể nhắm mắt chính là chết. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được ba vị nửa bước cự phách sau lưng càng đuổi càng gần, cắn chặt hàm răng, tiếp tục phi hành, nhưng cuối cùng linh khí trong thân thể hao hết, rơi thẳng xuống từ trên bầu trời. Một đạo bóng đen yểu điệu từ trong góc bay lên, ngay khi Phong Phi Vân sắp rơi xuống đất liền tiếp được, ôm lấy hắn, bàn chân dẫm mạnh trên đất, một mảnh trận vân chợt hiện lên, thân thể hai người trực tiếp chìm vào lòng đất, biến mất vô tung. Oanh! Ba vị nửa bước cự phách đuổi tới nơi đây, đồng thời đánh xuống mặt đất, đánh ra một vài cái rãnh sâu đến 10 mét, nhưng hai người kia đã đào tẩu, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Là tà linh tầm bảo thuật, quỷ tiên lánh đời, bọn hắn đào tẩu rồi, rốt cuộc là người phương nào cứu đi Phong Phi Vân. Phiền toái lớn rồi, lập tức trở về bẩm báo lâu chủ. Ở một nơi bí ẩn khác trong thần đồ, hai đạo nhân ảnh chui lên từ lòng đất, Phong Phi Vân nắm lấy Long Thương Nguyệt, hai mắt lạnh như băng, nói. Quay lại, thần vương phủ, triệu hồi, tam đại thiên hầu, dẫn thần vũ quân vào thành, diệt, thiên kim nhất tiếu lâu. Tình huống thân thể Phong Phi Vân đã cực kỳ hỏng bét. Đây là hậu quả do cưỡng ép kích phát sống lưng Diêm Vương, tà khí trong máu nổi dậy, mang theo vầng sáng màu đen nhàn nhạt, tuy rằng tuyệt đại đa số đều lui về trong cột sống, nhưng tà lực trong máu vẫn không tiêu tan, đang vô tình thôn phệ sinh cơ trong máu. Kích phát ra lực lượng của sống lưng Diêm Vương khiến Phong Phi Vân đạt được lực lượng có thể xé nát nửa bước cự phách, nhưng tác dụng phụ thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn. Phong Phi Vân đã bị đưa về thần vương phủ. Tà tính thật khổng lồ, không chỉ đang công kích thần trí và linh hồn của ta, mà còn đang sơi tái sinh cơ trong cơ thể ta nữa. Phong Phi Vân xếp bằng ở đấy, hai tay nắm bắt linh thạch, đang cố gắng áp chế tà lư xê Diêm Vương khuếch tán. Sống lưng Diêm Vương tuy rằng đã sớm tồn trong thân thể, nhưng lực lượng của nó vẫn luôn bảo tồn trong cốt cách, vẫn chưa bị kích phát qua, có yêu ma chi huyết khắc chế sống lưng Diêm Vương, thân thể ở vào trạng thái tương đối ổn định, cũng không đến nổi bết bát như hiện giờ. Dùng lực lượng bản thân căn bản không cách nào áp chế tà tính trong cơ thể, thẳng đến khi điều động lực lượng thanh đồng cổ thuyền mới miễn cưỡng ngăn cản được tà lực Diêm Vương khuếch tán. Lực lượng sống lưng Diêm Vương tuy rằng cường đại, nhưng nếu không ngăn chặn nó thì sẽ ảnh hưởng tâm thần, cuối cùng sẽ bị nó chiếm cứ thần thức, trở nên giống như Phong Mặc vậy. Phong Mặc đã luyện hóa được trái tim Diêm Vương, nhưng lại bị trái tim Diêm Vương ảnh hưởng tới tâm thần, đi lên tà đạo, đã không thể xem như gia chủ Phong gia trước kia nữa, trên thực tế đã biến thành một người khác. Phong Phi Vân nếu không thể khắc chế tà lực của Diêm Vương hủ huyết thì cũng sẽ giống như hắn ta, mất đi bản tâm. Thương thế trong thân thể Phong Phi Vân ngay ngày sau khi quay về thần vương phủ đã khỏi hẳn, nhưng vì tà khí của sống lưng Diêm Vương ẩn trong thân thể mới khiến hắn đến giờ vẫn không thể mở mắt ra được. Quá hung hiểm rồi, khi tu vị chưa đạt tới cấp bậc cự phách, sau này tuyệt đối không thể lại sử dụng lực lượng sống lưng Diêm Vương nữa, bằng không thì căn bản không có khả năng áp chế được lực lượng của nó, đó quả thực chẳng khác gì tự sát cả. Phong Phi Vân điều động lực lượng thanh đồng cổ thuyền, trấn áp toàn thân. Một tia sương mù màu đen chậm rãi chảy về trong sống lưng, huyết dịch lần nữa biến thành màu đỏ thuần khiết, tà khí và tử khí trên làn da cũng dần biến mất, tản mát ra sinh cơ. Phong Phi Vân từ từ mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân đều vô cùng đau đớn, cũng không biết đã qua bao lâu. Hắn lấy ra một hộp ngọc từ trong giới linh thạch, từ bên trong lấy một gốc tích linh hồng hoa 4.000 năm tuổi, đây là từ trong tay một trong đạo môn tam đại tán nhân, chữ Phong Tiên đạt được. Phong Phi Vân bán kim tàm tử bán cho lão đạo kia liền thiếu nợ hắn một nhân tình, càng tặng tích linh hồng hoa cho hắn. Tích linh hồng hoa đối với huyết khí tu sĩ có tác dụng rất lớn, tích linh hồng hoa 4.000 năm càng là tuyệt thế hiếm thấy, ở thần tấn vương triều tuyệt đối không tìm ra gốc thứ hai. Loại kỳ chân dị thảo này, thập phần khó tìm, nếu không phải Phong Phi Vân cấp bách khôi phục nguyên khí thì cũng căn bản không nỡ dùng. Đây là một gốc linh hoa màu đỏ có 4 múi. Óng ánh sáng long lanh tựa như phỉ thúy màu đỏ, mang theo một cổ mùi thuốc kỳ dị, người bình thường chỉ cần nhẹ nhàng hít một hơi liền có thể nhiều ra mấy năm tuổi thọ. Phong Phi Vân gỡ xuống một cánh hoa trong đó, ngậm trong miệng, lại cẩn thận cất ba cánh hoa còn lại lại. Linh lực khổng lồ dũng mãnh vào thân thể, cực kỳ tinh thuần, bổ dưỡng lấy thân thể, nội thương do nửa bước cự phách gây ra đều bị dược lực của tích linh hồng hoa chữa trị, linh khí trong tử phủ rất nhanh khôi phục lại.
Sau khi luyện hóa tích linh hồng hoa, nội thương trong thân thể Phong Phi Vân đã triệt để khỏi hẳn, hơn nữa tử phủ linh khí trong tử phủ trung cung càng gia tăng lên 3.000 đạo. Đạt đến 73.000 đạo tử phủ linh khí. Cách cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng lại tới gần một bước. Đát đát. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Phong Phi Vân chỉ cần thần thức khẽ động, cũng đã biết rõ, đến chính là Long Thương Nguyệt, lúc này mới thu hồi linh khí trên bàn tay, tiếp tục nhắm mắt điều dưỡng. Ngươi đã tỉnh rồi. Thanh âm Long Thương Nguyệt vang lên. Vào đi. Ấn tượng của Phong Phi Vân đối với Long Thương Nguyệt đã có chút thay đổi, ít nhất nàng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, ở trong tay ba vị nửa bước cự phách cứu được mình về. Tuy rằng nàng làm như vậy, cũng chính là vì bản thân, dù sao nàng hiện giờ còn cần Phong Phi Vân, nàng muốn trở thành thái tử thì phải nhờ vào lực lượng của Phong Phi Vân, nhưng vô luận nói như thế nào, mình dù sao cũng thiếu nàng một ma bi di, tương lai nếu sinh tử tương đối, Phong Phi Vân cũng sẽ tha nàng một con đường sống, sẽ không đuổi tận giết tuyệt nàng. Mẫu hậu biết được ngươi bị thương, đặc biệt từ chỗ tần đế vì ngươi cầu được một quả tứ phẩm linh đan, thất hoa linh đan. Long Thương Nguyệt dáng vẻ ngàn vạn, ngọc gia thanh y, dáng người yểu điệu, trên người mang theo một cổ quý khí tuyệt sắc, cực kỳ giống hoàng gia thiên nữ thâm cư trong nội cung. Linh đan lên tam phẩm, cũng đã cực kỳ khó tìm, tứ phẩm linh đan càng đã ít càng thêm ít, trình độ chân quý còn hơn xa linh thảo 4.000 năm. Thất hoa linh đan là do Thái sư đương triều tự tay luyện chế 77 năm, tổng cộng chỉ được 7 khỏa, dược lực khổng lồ, tuy rằng không thể khởi tử hồi sinh, nhưng chỉ cần còn một hơi thở liền có thể khiến hắn trong thời gian cực ngắn sống lại được. Linh đan như vậy quả thật là thần dược cứu mạng. Hôm nay toàn bộ thần tấn vương triều cũng chỉ còn 3 khỏa, đây là một trong số đó. Vậy thì thay ta cảm ơn thần phi nương nương, linh đan này ta xin thu lấy. Ô Hồng Phi Vân cũng không khách khí, nhà nơ lấy thất hoa linh đan, mặc dù thương thế trên người mình đã khỏi hẳn, nhưng lưu lại trên người để phòng có khi cần dùng để. Phong Phi Vân lại hỏi. Ta ngủ say bao nhiêu ngày? 4 ngày. Long Thương Nguyệt nói. Lâu như vậy. Phong Phi Vân không nghĩ đến lần này mình bị thương nghiêm trọng như thế, dùng sự cường đại của bất tử Phượng Hoàng thân cũng cần khôi phục đến 4 ngày, sát khí trong mắt càng lớn, thù này không báo há là nam nhân. Nói. Tam Đại Thiên Hầu có quay về Thần Vương Phủ không? Long Thương Nguyệt nói. Có người quấy nhiễu, Thần Vũ Quân không cách nào vào thành. Người phương nào? Phong Phi Vân nói. Thái Tế Đương Triều, Bắc Minh Lão Hồ Ly lấy thiên hạ không ổn định làm lý do, mệnh lệnh cửu môn đề đốc và thần đô cấm vệ quân thống lĩnh phong bế thần đô cửu môn, cấm Thần Vũ Quân tiến vào thần đô, nếu mạnh mẽ xông tới, dùng phản loạn để xử trí. Long Thương Nguyệt nói, tần đế sau khi tiến vào trạng thái thần thức bế quan, thì hệ thống phòng ngự cường đại nhất thần đô, cửu môn thủ vệ quân và thần đô cấm vệ quân cơ hồ có hơn phân nửa đều đã rơi vào trong tay Bắc Minh Mặc Thủ, đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của cả thần tấn vương triều. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu nhất định là đã âm thầm hối lộ Bắc Minh Mặc Thủ, giữa cả hai chỉ sợ có ngàn vạn lần quan hệ, muốn ngăn cản Thần Vũ Quân vào thành nào dễ dàng như vậy, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu phải bị diệt. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, trên người chiến ý bàng bạc, vô luận là vì mình, hay là vì Dạ Tiêu Tương, cơn tức này đều khó có khả năng nuốt xuống được. Long Thương Nguyệt nói, mẫu hậu muốn ta chuyển cho ngươi một câu, thần đô hôm nay thế cục không rõ, không nên đơn giản đánh vỡ loại cách cục này, tận lực đừng cho Thần Vũ Quân sớm vào thành, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến bố trí của nàng. Việc này không thể thương lượng, ngày mai sẽ là Hoa Đế phong quan thi đấu, chính vào ngày mai. Ta muốn cho Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu biến thành một mảnh tu la tràng. Long Thương Nguyệt im lặng. Phong Phi Vân trực tiếp đi ra ngoài, ở trong Thần Vương Phủ gặp được một thái giám, đúng là Tất Ninh Suất mới leo tường tiến vào Thần Vương Phủ. Tên này ở Tuyệt Sắc Lâu đã trộm đồ của rất nhiều vương giả một đời tuổi trẻ, phát một số tiền của phi nghĩa lớn. Hắn lén lút đi trong Thần Vương Phủ, bị Phong Phi Vân vừa hay đụng phải, lập tức liền tóm lấy hắn. Ai, ôi, buông tay, buông tay. Tất Ninh Suất kêu lên. Người kẻ cắp này rõ ràng trộm đến Thần Vương Phủ, lá gan không nhỏ a hát. Phong Phi Vân nắm lấy bả vai Tất Ninh Suất, khẽ dùng thêm vài phần lực lượng, niết khiến hắn nhếch miệng, kêu thảm thiết liên tục. Cái gì gọi là trộm, nếu thật sự muốn trộm thì ta sớm đã dọn sạch Thần Vương Phủ của ngươi rồi, lão tử là đặc biệt đến thăm ngươi, nghe nói ngươi bị người đánh trọng thương, cách cái chết chỉ còn nửa bước, hắc hắc, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Ai ôi! Nhẹ chút,
nhẹ chút, chỉ đùa một chút thôi mà. Tất Ninh Xuất lại kêu thảm thiết. Ngươi nghe ai nói thế? Phong Phi Vân thả hắn ra. Thiên toán thư sinh. Tất Ninh Xuất nói. Phong Phi Vân nói. Đi, mang ta đi tìm hắn, ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi hắn. Tất Ninh Xuất vuốt vuốt bả vai, nói. Tìm hắn làm gì vậy? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có tin ta nhốt ngươi vào thần đô thiên lao, khiến tiểu tặc ngươi trọn đời không thấy mặt trời không? Phong Phi Vân uy hiếp nói. Đừng a hát, mang ngươi đi còn không được sao? Tất Ninh Xuất toàn thân đều run rẩy, thần đô thiên lao cũng không phải nơi bình thường, nếu bị nhốt vào, mặc dù hắn thủ đoạn thông thiên cung khó mà chạy ra được. Tất Ninh Xuất một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói. Nói cho cùng thì ai lá gan lớn như vậy, lại dám vây giết thần vương đương triều. Người chết. Phong Phi Vân thanh âm lạnh lẽo nói. Tất Ninh Xuất nghe được ngữ khí Phong Phi Vân âm trầm như vậy, liền không dám lại hỏi tiếp. Hiển nhiên Phong Phi Vân lần này đã thật sự tức giận rồi, đi tìm thiên toán thư sinh khẳng định cũng có quan hệ với việc này. Hắn đã nghe thấy được một cảm giác mưa gió ập đến, thần đô sắp phát sinh đại sự kinh thiên động địa rồi. Chỗ ở của thiên toán thư sinh thập phần bí mật, hơn nữa phiêu hốt bất định, nhưng Tất Ninh Xuất mỗi lần đều tìm được hắn. Thiên toán thư sinh ở chỗ này. Phong Phi Vân khẽ ngẩng đầu lên, nhìn qua tấm biển trên đỉnh đầu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là chỗ của Tô Quân ở, Thấm Tâm Sơn Trang. Khi Phong Phi Vân nhìn thấy thiên toán thư sinh, thiên toán thư sinh đang đánh cờ với Tô Quân, bên cạnh bày một bình trà thơm, hai người lộ ra đặc biệt nhàn nhã, có hai vị mỹ thị ở bên châm trà, lộ ra thập phần hưởng thụ. Bành! Phong Phi Vân đi qua, một cước đá bay bàn cờ của bọn hắn, cờ đen cờ trắng rơi vãi đầy đất, mà ngay cả chén trà thanh đồng bên mép bàn cờ cung bay ra ngoài, trà vụn rơi đầy đất. Thiên toán thư sinh nho y thanh sam, mặt trắng răng hồng, lông mày nhíu lại, tiếp theo cười cười, nói. Tô huynh, hôm nay quân cờ này chỉ sợ là không hạ được rồi, bất quá may là ta đã nhớ kỹ tàn cuộc, đợi tí nữa chúng ta tiếp tục. Tô Quân có chút cười, nói. Phong huynh, sao lại nóng nảy như vậy, vân vân, còn không mau pha cho Phong huynh một bình linh trà bình tâm tĩnh khí, nhớ rõ bỏ nhiều trà hoa một chút, bằng không sợ rằng không tiêu được hỏa khí đâu. Phong Phi Vân áo bào nhếch lên, tư thế oai hùng chắc tuyệt, không chút khách khí liền ngồi xuống, trầm giọng nói. Hôm nay nếu ai cùng ta đàm trà, ta liền một mồi lửa đốt trụi tòa Thấm Tâm Sơn Trang này. Một tòa trang viên tốt như vậy nếu bị đốt đi, thật sự là đáng tiếc. Tất Ninh Xuất nói thầm một câu, ánh mắt nhìn qua bốn phía, muốn tìm một ít thứ đáng giá, thuận tay trộm đi. Thiên toán thư sinh và Tô Quân đều an tĩnh lại, trở nên nghiêm túc, cảm nhận được lửa giận trên người Phong Phi Vân nên không hề đàm thiếu nữa. Kỷ Vân Vân pha một bình trà thơm, thản nhiên đi qua. Rót cho Phong Phi Vân gấp đôi, hương trà nhẹ nhàng bốc lên, mang theo một cổ trà hương. Phong Phi Vân cũng không uống trà, nói. Ta có ba vấn đề muốn hỏi, hỏi xong sẽ đi ngay. Cứ hỏi đi. Thiên toán thư sinh biết rõ Phong Phi Vân là đến tìm hắn, hơn nữa đã tính toán được ba vấn đề mà Phong Phi Vân muốn hỏi. Vấn đề thứ nhất, Bắc Minh Mặc Thủ và Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu là quan hệ như thế nào? Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh thoáng trầm ngâm một lát, trong ống tay, bay ra một mảnh vầng sáng vô hình, ngăn cách phiến không gian này, sợ bọn họ nói chuyện sẽ bị một ít cường giả nghe được. Sau khi làm xong tất cả đề phòng, hắn mới nói. Sau lưng Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chính là Tà Đạo Thánh Địa, Phổ Đà Sơn, mà vị tồn tại kia của Phổ Đà Sơn cùng hoàng tộc có sâu xa sâu đậm, mà người vị tồn tại kia ủng hộ chính là Thái Tử, Bắc Minh Mặc Thủ ủng hộ cũng là Thái Tử, quan hệ của bọn hắn chính là như thế. Thiên toán thư sinh mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng Phong Phi Vân vẫn nghe ra được, lực lượng của Phổ Đà Sơn Tà Đạo có lẽ có rất nhiều đều thẩm thấu vào các chỗ trong thần đô, mà chỗ ẩn thân có lẽ chính là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu và Bắc Minh Mặc Thủ đều muốn phụ tá Thái Tử kế vị, như vậy Phong Phi Vân muốn động Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Bắc Minh Mặc Thủ dĩ nhiên phải can thiệp rồi. Nếu cường giả Tà Đạo Phổ Đà Sơn thật sự ở ngay trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, vậy thì muốn tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chém giết người, thậm chí tiêu diệt Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, độ khó ít nhất lớn hơn gấp 3 lần. Phong Phi Vân lại nói. Vấn đề thứ hai, làm sao mới có thể dẫn thần Vũ Quân vào thành? Không cần dẫn thần Vũ Quân vào thành, nếu muốn diệt Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, binh ở chỗ tinh, mà không tại ở số lượng.
Thiên toán thư sinh nói. Đạo lý này Phong Phi Vân tự nhiên cũng hiểu, nhưng nếu chỉ thỉnh Tam Đại Thiên Hầu vào thành, mà để Thần Vũ Quân ở bên ngoài, vậy thì rất có thể sẽ bị người thừa dịp hư mà vào, dò xét hậu viện, hôm nay thần đô thế cục phi diệu, hơi có sai lầm sẽ lập tức dẫn động phong vân thiên hạ. Phong hiểm này, Phong Phi Vân không thể bốc lên được. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Vấn đề thứ ba, một trong đạo môn Tam Đại Tán Nhân, chữ Phong Tiên ở nơi nào? Lão đạo này thiếu Phong Phi Vân một nhân tình lớn như vậy, hơn nữa lại là một thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng, nếu có thể mời hắn đến tọa trấn, đủ để ứng phó tất cả biến số. Thiên toán thư sinh để tay trong tay áo, có chút kháp động một phen, sau nửa ngày từ từ mở to mắt nói. Nam Thiên Tự, đa tạ chỉ điểm, vậy xin từ biệt các ngươi tiếp tục đánh cờ đi. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, nước trà cũng không kịp uống một ngụm, liền rời khỏi Thấm Tâm Sơn Trang. Phong Phi Vân cũng không trực tiếp liền tiến đến Nam Thiên Tự, mà đi Phong gia biệt phủ gặp Vạn Hương Sầm, sau đó có đi gặp Ngọa Long Sinh. Phong Phi Vân cũng không phải một người lỗ mãng, ngược lại làm việc rất cẩn thận, cân nhắc chu toàn, làm bố trí nhiều mặt, điều động lấy tất cả cường giả của Phong gia và cường giả binh tiền thi động ở thần đô, sau đó mới lại quay trở về Thần Vương Phủ. Bao lâu động thủ? Long Thương Nguyệt thấy Phong Phi Vân đã quyết định chủ ý, sẽ không sửa đổi nữa, cho nên cũng không ngăn trở tiếp. Ngày mai sẽ là Hoa Đế Phong Quan thi đấu, trước trưa mai, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu liền nhất định phải biến mất khỏi thần đô. Phong Phi Vân ánh mắt âm trầm, trên ngón tay ngưng tụ lấy linh mang, ở trên thạch bích khắc ra từng đạo đường vân và ký hiệu, vị trí trung ương nhất, thình lình đánh dấu lấy chữ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Trên thạch bích có rất nhiều ký hiệu bất đồng, biểu hiện lấy thế lực bất đồng, có vẽ lấy hình tam giác, có vẽ lấy vòng tròn, có họa vẽ xiên, có dấu tròn. Mà hai thế lực có quan hệ thì dùng gạch nối lại với nhau, đánh dấu ra quan hệ trong đó. Thần đô thế cục phức tạp, như một tổng thể, chỉ có nắm rõ tất cả, mới có thể bảo đảm không xuất hiện sai lầm gì. Long Thương Nguyệt đứng ở sau lưng Phong Phi Vân, nói. Thế lực Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu rất cường đại, hơn nữa cùng thế lực khắp nơi đều có lợi ích xen kẽ, một khi ra tay với bọn họ, tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, ví dụ như Thiên Nhai Nô Lệ Tràng và Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, bọn hắn nhất định sẽ không đứng ngoài nhìn, sẽ có cường giả đuổi đến cứu viện. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Thiên Nhai Nô Lệ Tràng, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, đều là thế lực dưới trướng Phổ Đà Sơn, lợi ích đã luyện thành một mảnh, khiên một phát động toàn thân. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói. Những cái này đều trong phạm vi cân nhắc của ta, tối nay ngươi tiến cung một chuyến, thỉnh thần phi nương nương chuẩn bị tốt tất cả trong cung, hy vọng trước khi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị diệt sẽ không có tin tức truyền đến trong đế cung, về phần hậu quả sau khi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị diệt, do một mình ta gánh chịu. Tần đế đã tiến nhập thần thức bế quan, trừ phi có người truyền tin tức vào tai hắn, bằng không thì hắn sẽ không biết thần đô đến cùng xảy ra chuyện gì. Một mình ngươi có thể ứng phó được không? Long Thương Nguyệt nói. Phong Phi Vân ngón tay điểm lên thạch bích, tất cả khắc vân trên đó đều chóc xuống, biến thành vôi trên đất, quay đầu, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào nàng, nói. Ứng phó được. Long Thương Nguyệt nhìn hắn thật sâu, liền xoay người rời đi, đổi lại cung trang, mang theo một đám thái giám ngồi trên một cổ xe màu vàng, suốt đêm tiến cung. Trong mắt Phong Phi Vân lộ vẻ ngưng trọng, một mình một người đứng trong Thần Vương Phủ, nhìn qua ánh trăng sáng ngời trên đỉnh đầu, trong màn đêm, một đoàn hỏa diễm lăng không bay đến, nhảy lên mấy cái sau lưng Phong Phi Vân liền thu liễm lại, biến thành một tiểu mỹ nhân. Nàng giống như trống rỗng xuất hiện vậy, ngay cả một ít cường giả của Thần Vương Phủ cũng không phát giác được nàng. Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt dễ thương hàm yên, nói. Ngươi sẽ ra tay với Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi, phải tự tay giao Dạ Đại Gia vào tay ngươi. Phong Phi Vân trên mặt mang theo dáng cười nhàn nhạt. Nam Cung Hồng Nhan đứng dưới ánh trăng, trên người như phủ lên một tầng ngân sa, âm thanh lạnh lùng nói. Loại chuyện này, ngươi vì sao không cho ta biết? Phong Phi Vân dừng một chút, cười nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được, người đi xem náo nhiệt làm gì. Loại chuyện này, ta không đi không được. Nam Cung Hồng Nhan biết rõ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu cũng khó đối phó, liên lụy đến quá nhiều thế lực, hơn nữa sau lưng còn có Phổ Đà Sơn. Mặc dù Phong Phi Vân triệu hồi Tam Đại Thiên Hầu và Thần Vũ Quân, muốn công phá Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu cũng chỉ là tỷ lệ 55. Trong đó có rất nhiều hung hiểm, không cẩn thận sẽ thua sạch, huyết nhuộm thần đô.
Phong Phi Vân không muốn nàng đi theo mạo hiểm, cho nên mới không báo cho nàng việc này. Vậy được rồi, lúc động thủ với Thiên Kim Nhất Thiếu Lâu, ta nhất định mang theo ngươi. Phong Phi Vân nói. Khi nào động thủ? Nam Cung Hồng Nhan hỏi. 3 ngày sau. Phong Phi Vân dừng một chút, lại nói. Ta cần 3 ngày để bố trí, 3 ngày sau, ngươi đến Thần Vương Phủ tìm ta, ta mang ngươi cùng đi cứu Dạ Đại Gia Gia. Thật là 3 ngày sau sao? Nam Cung Hồng Nhan có chút không tin lời Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Chuyện trọng yếu như vậy ta làm sao có thể lừa ngươi, ngươi bây giờ trở về Tuyệt Sắc Lâu, an tâm chờ tin tức của ta đi. Phong Phi Vân thẳng đến sau khi xác nhận Nam Cung Hồng Nhan đã rời khỏi, lúc này mới một mình một người ra khỏi Thần Vương Phủ, hướng về Nam Thiên Tự. Muốn đối phó Thiên Kim Nhất Thiếu Lâu, nhất định phải có tuyệt đỉnh cường giả tọa chấn. Nếu có thể mời chữ Phong Tiên đến, lực lượng Phong Phi Vân sẽ càng đủ. Một đêm này, toàn bộ thần đô đều ở trong tối dậy sóng, rất nhiều người thông minh cũng đã ngửi được một cổ mùi khói thuốc súng đầm đặc, biết rõ thần đô sắp có đại sự phát sinh, chỉ là đều không xác định được chuyện này sẽ bộc phát khi nào. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tiếng chuông trong thần đô cửu môn còn chưa vang lên, Cố Thành Môn ở thành Nam đã nghênh đón một đội tu sĩ cưỡi thiết lân kỳ ngưu. Đát đát! Kỳ ngưu gót sắt đạp vỡ tuyết động dày đặc, phát ra tiếng kim loại va chạm phiến đá. Phong Phi Vân mặc trên người một kiện chiến giáp màu đen, trên đầu đeo chiến khôi hình rồng, trên bờ vai vác một thanh chiến đao dài 7 mét, cưỡi trên lưng một đầu kỳ ngưu ở trước nhất. Hai bên trái phải hắn chính là một tăng một đạo, tăng nhân thoạt nhìn chỉ chừng 7, 8 tuổi, chính là một tiểu sa di, toàn thân đều là bảo quang màu vàng, bộ dáng có chút ngây thơ, nhưng càng nhiều hơn là một loại tang thương và trang nghiêm. Tiểu hòa thượng này lai lịch không nhỏ, đúng là trụ trì Nam Thiên Tự Đại Di Lặc, tu luyện bất lão thiền, đã sống hơn 700 tuổi nhưng vẫn như một đứa bé con. Mà đạo nhân bên kia đúng là một trong 3 vị tán nhân đạo môn, chữ Phong Tiên. Đằng sau một tăng một đạo chính là một đội tử sĩ Thần Vương Phủ, cả đám đều sát khí hoàn thân, nhuệ khí khiếp người, khiến những người đi trên đường phố đều tránh lui không kịp, kinh hãi không hiểu, sớm như vậy, chẳng lẽ sắp phát sinh đại sự gì sao? Người đến dừng lại, còn chưa đến thời gian mở ra cửa thành. Trên tường thành tựa như một tòa sơn mạch kéo dài truyền đến một thanh âm nguy nga, quát lớn một câu. Phong Phi Vân lấy ra thần vương lệnh, trên bàn tay bộc phát ra một cổ linh mang, khiến thần vương lệnh trở nên chói mắt, hào quang màu đen từ trong thần vương lệnh vọt lên, như một đạo cột sáng, bay thẳng lên cao mấy trăm thước. Mở cửa. Phong Phi Vân lạnh giọng quát lớn. Bái kiến thần vương. Bái kiến thần vương. Cửa thành, tất cả quân sĩ đều quỳ trên mặt đất, thanh âm thiết khải va chạm vang lên, phát ra tiếng vang rầm rầm. Thủ vệ thống lĩnh Cố Thần Môn Trương Trọng Lâm đi ra, người mặc cửu hàn huyền vũ khải, mắt hổ như đèn lồng, trên người huyết khí đầm đặc đến tựa như hồng hoang man thú, thanh âm như hổ sư thét dài, nói. Thái tế có mệnh, thế cục thiên hạ bất ổn, thần đô cửu môn mỗi ngày chỉ mở 3 canh giờ. Tướng sĩ thần vũ quân không thể tùy ý xuất nhập thần đô. Trương Trọng Lâm có thể trở thành một trong thống lĩnh cửu môn, tự nhiên là loại tu vị cao tuyệt, lực lượng trong thân thể cường đại khiếp người, không chút để Phong Phi Vân vào mắt. Theo hắn thấy thì Phong Phi Vân tuy rằng chính là thần vương đương triều, nhưng tu vị quá thấp, căn bản không có tư cách khiến hắn quỳ xuống. Phong Phi Vân trên mặt lộ vẻ âm tàn, cất thần vương lệnh vào, nói. Gặp thần vương mà không quỳ, coi rẻ hoàng quyền. Này tội đáng chu. Trong mắt Trương Trọng Lâm mang theo vầng sáng màu đen, giống như là hai tòa thâm uyên minh mông, cười lạnh nói. Ha ha, Phong Phi Vân tiểu nhi, ngươi cho rằng ngươi làm thần vương thì rất giỏi sao, trong mắt đại nhân vật triều đình chính thức, ngươi chẳng qua chỉ là một cái bài trí thôi, trong vòng 1 năm, ngươi nhất định bỏ mạng ở thần đô, ngươi muốn giết ta, ngươi có thực lực kia sao, tu luyện thêm vài chục năm nữa còn không sai biệt lắm. Trương Trọng Lâm căn bản không để Phong Phi Vân vào mắt, hắn đã tu luyện hơn 400 năm, đã ngồi ở vị trí cửu môn thống lĩnh hơn 160 năm, tay nắm mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ, vô luận là tu vị bản thân hay căn cơ ở thần đô đều xa xa không phải Phong Phi Vân có thể so sánh được. Dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện giờ, coi như là tế gia thần vương lệnh cũng không thể làm gì được hắn. Tốt, nhục mạ thần vương, tội thêm một phần, vậy ta cũng chỉ có thể tiền trảm hậu tấu rồi. Kính xin chữ tiền bối ra tay, đánh chết loại cuồng vọng này. Phong Phi Vân vừa vặn không tìm được cớ chu sát Trương Trọng Lâm,
lại không nghĩ rằng đối phương lại tự nhảy ra cho mình chém. Chữ Phong Tiên tuy rằng là người tu đạo, nhưng cũng không phải người thanh tâm quả dục, có thể tu luyện tới cảnh giới như hắn hiện giờ, có mấy người tay không dính đầy máu tươi chứ. Tu vị Trương Trọng Lâm cực kỳ cường đại, quát lớn nói. Phong Phi Vân, người muốn giết ta, người giết được sao? Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo cũng không muốn nhiễm quá nhiều huyết tinh, nhưng tiếc rằng thiếu Phong đạo hữu một nhân tình, thật xin lỗi vậy. Ánh mắt chữ Phong Tiên bỗng trở nên sắc bén, hai mắt như biến thành lôi cầu, đan xen vô số tia chớp. Một đạo điện quang lớn như chén ăn cơm đột nhiên từ trên bầu trời đánh xuống, đánh lên đỉnh tường thành. Cửu tiêu, thần, lôi. Trong thân thể Trương Trọng Lâm bộc phát ra một cổ cự lực, đánh ra chín đạo long hổ cao lớn như núi, nhưng cửu hổ chi lực lại bị điện mang đơn giản xé nát, điện quang hung hăng bổ vào trên người Trương Trọng Lâm. Ầm ầm. Thiết khẩu trên người hắn biến thành bột phấn, thân thể biến thành than cốc, lăn xuống từ trên tường thành, biến thành cho tàn. Cửu tiêu thần lôi căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, một vị cửu môn thủ vệ quân thống lĩnh lại cứ vậy vẫn lạc. A-di-đà Phật. Trên người đại di lạc vàng chói, chắp tay trước ngực, đọc lên một câu Phật hiệu. Những quân sĩ coi giữ cố thần môn đều bị dọa, bọn hắn tận mắt nhìn thấy thống lĩnh bị giết chết, thần vương này cũng quá không dễ chọc rồi. Thật sự là người nào cũng dám giết. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Phong Phi Vân khiêng chiến đao, sát khí bức người nói. Trương Trọng Lâm coi rẻ thần vương, không tôn hoàng quyền, đã bị ta chém giết tại chỗ, các ngươi còn không mau mở cửa thành ra, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn coi rẻ thần vương sao? Có mấy tướng sĩ cảnh giới thiên mệnh đều bị dọa đến đổ mồ hôi, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, tiến đến mở ra cửa thành. Sợ bước theo gót Trương Trọng Lâm. Thần Vũ Quân hạo hạo đáng đáng đã đợi bên ngoài cửa thành vừa mở ra, bên ngoài liền quỳ xuống một mảng lớn, người ta tấp nập, cũng không biết có bao nhiêu quân đội đồng thời hò hét. Bái kiến thần vương! Bái kiến thần vương! Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng mấy trăm dặm. Thần vương dưới trướng có ba tôn thiên hầu, phân biệt là đấu chiến thiên hầu, sư thiên hầu, thần tượng thiên hầu, nắm giữ lấy 700 triệu thần vũ quân. Một chi thần vũ quân này chính là thuộc về thần vương, quanh năm đóng trong đất phong của thần vương đời trước Long Xuyên Phượng trước khi thiền vị đã triệu hồi tam đại thiên hầu về thần đô, chính cả sợ hãi sau khi hắn bế quan Phong Phi Vân không chấn được tràng diện ở thần đô. Có tam đại thiên hầu tỏa chấn, đủ để cho rất nhiều người đều cố kỵ thần vương phủ. Tam đại thiên hầu cũng không đưa tất cả thần vũ quân đến thần đô, mà mỗi người chỉ thống lĩnh 1.000 vạn quân đội, tổng cộng 3.000 vạn. Chú đóng ở 72 trọng trấn bên ngoài thần đô. Phong Phi Vân ra lệnh. Đấu chiến thiên hầu thống lĩnh bộ hạ chiến tướng, theo ta tiến đến thiên kim nhất tiếu lâu, sư thiên hầu cùng quân của mình lưu thủ ở cố thần môn, thần tượng thiên hầu thống lĩnh đại quân trấn thủ thiên nhai nô lệ tràng, nếu có người dám viện trợ thần đô, giết chết bất luận tội, xuất phát. 3.000 vạn thần vũ quân, đều là chiến tướng tinh nhuệ nhất, phân làm ba cổ, trong đó có một cổ khí thế như cầu vồng xông vào thần đô. Cổ thần vũ quân kia chiến khí ngưng tụ hành một mảnh đám mây màu đen, hạo hạo đáng đáng đánh tới thiên kim nhất tiếu lâu. Thần vũ quân ngao kêu lên, hơn 1.000 vạn quân sĩ sát nhập vào thần đô, khiến mặt đất thần đô đều chấn động, khiến những tu sĩ đang tu luyện sợ tới mức gà bay chó chạy, cho rằng trời sập đất sụt rồi. Ầm ầm, 8 vạn chiếc chiến xa vào thành, mỗi một chiếc chiến xa đều có kỳ ngưu kéo dẫn, tinh thiết chế tạo, nặng đến mấy vạn cân, cao tới 9 mét. Có phù văn và trận pháp hiển hiện trên chiến xa, hình dạng tựa như chiến hổ dị thú. Một mặt đại kỳ màu đen đón gió bay, cắm trên cột cờ ở đằng trước, dùng thần huyết tinh hồng sắc viết hai chữ to uy mãnh đấu chiến. Phốc phốc, đại kỳ phiêu động, thanh âm niếc tai. Một nam tử thân cao chín xích đứng trước chiến kỳ, đứng trên chiến xa, lưng hùm vai gấu, cơ bắp trên người tựa như thép đồng, cánh tay tựa như bánh xe, áo giáp trên người chính là do thiên ngoại vẫn thạch luyện thành. Nặng đến 318 vạn cân. Tiểu thần vương ở đâu? Đấu chiến thiên hầu nghiêm nghị giống lên, liền có vài chục tòa kiến trúc cổ xưa sụp đổ, bị thanh âm của hắn chấn khiến lún vào đất. Phong Phi Vân cũng bị thanh âm của hắn chấn cho đầu ngất đi, chiến lực của đấu chiến thiên hầu này cũng thật đáng sợ, vượt xa khỏi dự đoán của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân giơ thần vương lệnh lên cao, nói. Bổn vương ở đây. Đấu chiến thiên hầu hai mắt tựa như chuông đồng. Nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, thân thể bất động như tùng, kiên cố, nói.
Đánh nơi nào? Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Phong Phi Vân không sợ hãi cùng hắn đối mặt, con mắt đối phương vô cùng lợi hại, người bình thường đối mặt với hắn sẽ lập tức bị chọc mù mắt ngay. Ầm ầm. Đấu Chiến Thiên Hầu cầm đến một cây đại kỳ to như thùng nước, thân thể nổ bắn lên, biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay đến trên giữa không trung, hai tay mãnh liệt ném bay chiến kỳ trong tay ra ngoài. Bá! Cột cờ kéo lấy chiến kỳ, vạch phá thiên mạc, bay ra ngàn dặm, ầm ầm cắm ở bên ngoài Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, khiến đại môn Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu cũng bị chấn vỡ, cột cờ hãm xuống mặt đất sâu hơn 10 mét. Đại kỳ phiêu đãng, đất rung núi chuyển, phát ra thanh âm ầm ầm, cung điện bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đã bị chấn sụp trước vài tòa. Đấu Chiến Thiên Hầu đứng ở giữa không trung, chỉ về phía đại kỳ phương xa, hét lớn một tiếng. Giết! Một tiếng giết này tựa như cửu tiêu thần lôi nhấp nhô trong bầu trời đêm, khiến vô số tu sĩ đều bừng tỉnh, khiến những trận pháp trong thần đô đều bị làm vỡ nát vô số. Những thần vũ quân kia nghe được chữ giết của Đấu Chiến Thiên Hầu, cả đám đều như gà trọi, điên cuồng xung phong liều chết xông tới. Chữ Phong Tiên nhẹ nhàng vuốt chòm râu trắng trên cằm, nói. Phong Tiểu Hữu, người sớm nói qua có cuồng nhân Đấu Chiến Thiên Hầu quay về thần đô thì cũng không cần lão đạo xuất thủ rồi. Phong Phi Vân đã nghe nói qua đại danh của Đấu Chiến Thiên Hầu, trong thập bát thiên hầu xếp hàng thứ nhất, nhưng lại không nghĩ tới tên này lại sinh mãnh như vậy khiến Phong Phi Vân cũng bị kinh ngạc đến nhảy dựng. Nếu không phải thấy những thần vũ quân kia đều ngay ngắn trật tự giết tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thì hắn còn tưởng rằng hắn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành nữa ấy chứ. Đấu Chiến Thiên Hầu có lẽ cũng đã có được thực lực thiên mệnh đệ cửu trọng rồi. Phong Phi Vân nói. Chữ Phong Tiên nói. Vào 180 năm trước cũng đã là đệ nhất nhân dưới chân nhân, chỉ là người này cuồng vọng đến cực điểm, tính cách nóng nảy, mà ngay cả Tấn Yên Kinh cũng không để vào mắt, đã từng phạm vào sai lầm lớn, thiếu chút nữa đã bị chém đầu, chính là thần vương xin tha cho hắn, nên hắn mới sống được. Phạm vào sai lầm lớn gì? Phong Phi Vân có chút tò mò. Việc này nói ra rất dài, hơn nữa thập phần mịt mờ, lão đạo cũng chỉ biết là việc này có quan hệ với Thái Tế Đại Nhân. Chữ Phong Tiên nói. Tiểu Hòa Thượng vẫn một mực không mở miệng nói. Chuyện này Bần Tăng ngược lại biết một chút, Thái Tế muốn diệt trừ Đấu Chiến Thiên Hầu, cho nên liền dụng kế lừa gạt Đấu Chiến Thiên Hầu tiến cung, dẫn hắn tiến vào hậu cung cấm địa, bị Tấn Đế bắt gặp tại chỗ, Tấn Đế giận dữ, trực tiếp trấn áp Đấu Chiến Thiên Hầu, muốn xử trảm, chính là thần vương tiến nhập hoàng tộc thánh địa, mời ra tổ tiên hoàng tộc, xin tha cho hắn, Tấn Đế mới buông tha hắn một mạng. Bất quá vẫn bị giam giữ trong thiên lao thần đô 80 năm, mới bị thả ra. Cũng vì việc này, thần vương cũng bị liên lụy, chủ động thối lui ra khỏi triều đình, đi đến Nam Man, ẩn cư ở Vạn Tượng Tháp, 180 năm cũng không ra khỏi Vạn Tượng Tháp một bước. Đấu Chiến Thiên Hầu sau khi được thả ra khỏi thiên lao thần đô liền trực tiếp sát nhập vào Thái Tế Phủ, đánh chết con trai trưởng của Bắc Minh Mặc Thủ, treo xác ở cửa chính Thái Tế Phủ, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Đến đất Phong Thần Vương lĩnh binh, hơn trăm năm qua cũng không bước vào thần đô một bước. Phong Phi Vân nhìn lên bầu trời, mảnh chiến vân kia đã sát nhập vào thần đô nội địa, như nước lũ, thập phần khiếp người, Đấu Chiến Thiên Hầu cũng xung trận ngựa lên trước, khí thế không ai có thể ngăn. Cũng quá bưu hãn rồi, người này thật đúng là một mãnh nhân, rõ ràng dám đuổi giết con trai trưởng Thái Tế, treo xác ở cửa lớn, phần khí phách này khiến nhân tâm sục sôi a. Phong Phi Vân đuổi về phía Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, rất sợ hãi Đấu Chiến Thiên Hầu sau khi san Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thành bình địa lại dẫn thần vũ quân đi đánh Thái Tế Phủ, dùng tính tình của vị mãnh nhân này, chuyện như vậy, cũng không phải không thể làm. Phong Phi Vân tuy rằng cũng không thích Bắc Minh Mặc Thủ, nhưng lúc này tuyệt đối chưa thể đụng vào hắn, hơn nữa thực lực Thái Tế Phủ cũng vô cùng cường hoành, nếu liều mạng, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, sẽ bị người khác kiếm tiện nghi. Hơn nữa thế cục thần đô nhất định không khống chế được, đó cũng không phải là kết quả mà Phong Phi Vân muốn thấy. Chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc liếc nhau một cái, biến thành hai đạo cầu vồng, đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Ầm ầm, ngàn vạn thần vũ quân bao vây toàn bộ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, tổng cộng vây quanh 18 tầng, người ta tấp nập, quả thực như biến nơi này thành một chiến trường to lớn. Tất cả kiến trúc phạm vi 200 dặm quanh Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đều bị 8 vạn chiếc chiến xa san thành bình địa, vô số tu sĩ đều chạy thục mang ra xa, rất nhiều người sợ tới mức hai chân như nhũn ra, chưa từng thấy qua trận thế lớn như thế. Giết, giết, giết. Hơn 1.000 vạn thần vũ quân đồng thời hò hét,
bộc phát ra thanh âm rung trời động địa, kích động đất thạch bay lên, thiên kim nhất tiếu lâu bị vây quanh ở chính giữa quả thực giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trên biển, tùy thời đều có thể bị sóng biển nhấn chìm. Một mặt đại kỳ cắm trên cửa lớn, đón gió mà bay, phát ra thanh âm phần phật, khiến những tu sĩ và thanh nhã nhân trong thiên kim nhất tiếu lâu sợ tới mức phát run. Đây là sát ý và chiến ý của thần vũ quân, ngưng tụ một chi quân đội chiến hồn, căn bản không phải khí thế của cường giả tu tiên có thể sánh bằng, người bình thường đối mặt trận thế như vậy, sẽ trực tiếp bị sợ đến vỡ mật. Hôm nay đúng là hoa đế phong quan thi đấu, thiên kim nhất tiếu lâu đang bố trí lấy phác ngọc hoa thai, những nô lệ và bọn nha hoàn kia đều giống trống khua chiêng bố trí lấy hội trường thi đấu, căn bản không ngờ tới sẽ xảy ra biến cố lớn như vậy. Ngoài đại môn thiên kim nhất tiếu lâu có bố trí cửu đại thiên huyền trận, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả cấp bậc cự phách, nhưng giờ phút này cũng đã sụp đổ, biến thành phế tích. Trận pháp bị một mặt chiến kỳ đè nát, đại môn trực tiếp bị nứt thành hai nửa, mặt đất cũng nứt ra một đạo khe hở, lan vào trong thiên kim nhất tiếu lâu. Cao tầng thiên kim nhất tiếu lâu bị nhao nhao kinh động, cả đám đều kinh ngạc không hiểu, tất cả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Thần vũ quân nhập thành. Phong Phi Vân giết đến. Thái tế đại nhân không phải nói thần vũ quân tuyệt đối không có khả năng vào thành sao, đây là có chuyện gì? Phong Phi Vân mặc thiết khải, bao trùm toàn thân, trên vai khiêng một thanh đại đao. Sau hôm nay, thiên kim nhất tiếu lâu, liền biến mất khỏi thần đô. Lớn mật, nếu ai dám tiến lên trước một bước, sẽ phải máu tươi ba thước. Trong thiên kim nhất tiếu lâu bay ra một đạo thân ảnh hơi có vẻ thương lão, đỉnh đầu kim quan, thân thể khô gầy, trên đỉnh đầu lao ra một mảnh thần hồn khí tượng. Chính là một cường giả cấp bậc nửa bước cự phách, tên là Lục Vân, hắn lỗi lạc đứng trên tường cổ cao ngất, uy nghiêm túc mục nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng ở trước nhất. Cạc cạc, không biết sống chết. Sau lưng Phong Phi Vân có một đạo bóng đen bay vút ra ngoài, chính là một nhân vật cấp bậc cự phách. Đây là một vị tiền bối của binh tiền thi động, vừa vặn dừng lại ở thần đô, bị Phong Phi Vân mời đến trợ trận. Hoắc Tâm Bệnh mặc một bộ thiết y cản thi bào, trên mặt mang dáng cười âm trầm, vươn người bay lên, trong tay đánh ra một đạo ô quang, vầng sáng vô cùng khiếp người. Ầm ầm, một tấm thi phù nhô lên cao rơi xuống, đánh lên đỉnh đầu Lục Vân, trực tiếp đánh cho vị nửa bước cự phách này bay ra khỏi đầu tường, trên người máu tươi đầm đìa, đã chịu trọng thương. Đây là công kích của cường giả cấp bậc cự phách, chỉ một kích đã đánh nát mất chục tòa trận pháp phòng ngự trong thiên kim nhất thiếu lâu, có ba tòa ngọc điện cổ xưa bị áp sập, có trên trăm tên tu sĩ tu vị khá thấp mất mạng tại chỗ. Lục Vân chúng phải công kích của cự phách, trong lòng chấn nhiếp, lập tức chạy thục mạng vào chỗ sâu trong thiên kim nhất thiếu lâu. Hoắc Tâm Bệnh cởi xuống cản thi bào trên người, trực tiếp ném bay ra ngoài, biến thành một cái túi tử vong bao trùm màn trời, chụp Lục Vân về. Thu vào trong cản thi bào, bị hắn cầm trong tay. Cản thi bào tựa như một cái túi sắt, bị Hoắc Tâm Bệnh nắm trong tay, không ngừng giãy giụa lên, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt của Lục Vân. Cạc cạc, một vị nửa bước cự phách, đủ để tế luyện thành một chiến thi cường đại rồi. Trong đôi mắt Hoắc Tâm Bệnh mang theo lãnh mang, phát ra tiếng kêu như âm thi lão quỷ. Nếu vào lúc bình thường, mặc dù tu vị Hoắc Tâm Bệnh cao hơn đối phương cũng không dám tùy tiện săn giết tu sĩ cấp bậc nửa bước cự phách, tế luyện chiến thi, dù sao đây là chuyện sẽ kích thích công phẫn, có khả năng khiến hai thế lực đại chiến. Nhưng hôm nay lại khác, sau lưng có thần vương làm chỗ dựa, hắn có thể yên tâm can đảm giết người luyện thi, hậu quả do một mình Phong Phi Vân gánh chịu, hắn có gì phải cố kỵ nữa. Hoắc Tâm Bệnh triệt để trấn áp Lục Vân, biến thành một cỗ thây khô màu đen, đổ ra khỏi cản thi bào. Đối với người khác mà nói cái này chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với cản thi nhân mà nói, đây chính là vật báu vô giá. Còn ai muốn đánh một trận với lão phu nữa không? Lão phu hôm nay đang muốn giết cho thống khoái đây. Hoắc Tâm Bệnh giống to lên với bên trong thiên kim nhất tiếu lâu. Ầm ầm, một mảnh mây mù màu vàng từ bên trong thiên kim nhất tiếu lâu lan ra. Một bàn tay cực lớn từ trong đám mây mù màu vàng duỗi ra, đánh xuống đỉnh đầu Hoắc Tâm Bệnh. Cường giả cấp bậc cự phách trong thiên kim nhất tiếu lâu xuất thủ, lực lượng thập phần đáng sợ, chấn khiến không khí rung rung. Hoắc Tâm Bệnh không chỉ không sợ, ngược lại cười lớn một tiếng, chủ động nghênh giết lên, đánh ra cản thi thần pháp, lòng đất đất tầng vỡ ra, có ba bộ thi vương cấp bậc cự phách từ dưới nền đất chui lên. Ba bộ thi vương kia được tế luyện cứng rắn như thần thiết,
trong đôi mắt phảng phất khảm nạm lấy lôi cầu, mà ngay cả hàm răng và móng tay cũng lóe ra hào quang kim loại. Hoắc Tâm Bệnh mang theo ba tôn thi vương giết ra ngoài, cùng vị cự phách thiên kim nhất tiếu lâu kia đại chiến, đánh cho kinh thiên động địa, thi khiếu phong chu. Phốc, cuối cùng ba tôn thi vương chấn áp được vị cự phách kia, đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, huyết dịch thiêu đốt trong không khí, tựa như một mảnh sóng lửa, Hoắc Tâm Bệnh tế ra cản thi bảo bao lấy vị cự phách kia, muốn chấn áp lấy hắn. Ầm ầm, nhân vật cấp bậc cự phách há có thể dễ dàng tế luyện, hắn đánh ra một đạo bạch sắc cấm pháp, phá vỡ cản thi bào, chạy thục mạng vào TNG Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Ngay khi vị nhân vật cấp bậc cự phách kia chạy vào trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, lại bị đấu chiến thiên hầu một tát đánh cho hắn ngã xuống đất, thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung, huyết nhục thiêu đốt trong không khí. Quá cường hãn, thật là bá đạo. Một vị tu sĩ cấp bậc cự phách cũng bị một cái tát cho đánh chết, khiến cao thấp trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đều bị chấn nhiếp. Quá lãng phí rồi, quá lãng phí rồi. Hoắc Tâm Bệnh trong miệng không ngừng thì thầm, trong miệng thổi ra một mảnh gió rét lạnh, dập tắt hỏa diễm trên khuôn mặt cự phách kia, thu lại mấy khối tàn thi. Cự phách thi cốt, đối với cản thi nhân bọn hắn mà nói cũng là bảo bối, ngàn vàng khó mua, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Qua trong giây lát đã có một vị cự phách và một vị nửa bước cự phách vẫn lạc khiến rất nhiều người bị hù sợ, biết rõ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu hôm nay khó thoát đại kiếp nạn, sắp sửa máu chảy thành sông rồi. Bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu có một nữ tử dung mạo tuyệt lệ đi ra, đầu cài châm, eo nhỏ lưu to, dung mạo thanh nhắc động lòng người, nhưng tu vị lại cực kỳ không tầm thường, đã đạt đến thiên mệnh đệ tứ trọng. Mạc Tâm Lam thản nhiên cúi đầu với Phong Phi Vân, ôn nhu nói. Thần Vương Đại Nhân, lâu chủ chúng ta biết rõ Thần Vương Đại Nhân chính là vì Dạ Đại Gia mà đến, nếu Thần Vương Đại Nhân lui binh, lâu chủ nhất định sẽ tự mình đưa Dạ Đại Gia đến Thần Vương Phủ, cũng đến nhà xin lỗi. Phong Phi Vân cười lạnh nói. Ngươi là người phương nào? Tiểu nữ tử chính là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đệ nhất thanh quan nhân, Mạc Tâm Lam. Mạc Tâm Lam đôi mắt dễ thương gợn sóng, làn thu thủy khẽ liếc qua, có một loại mỹ vận nói không nên lời. Vạn Hóa Trúc điều động nàng đi ra đàm phán, cũng chính bởi vì nàng rất xinh đẹp, tu vị đủ cao. Phong Phi Vân quả quyết nói. Ngươi không đủ tư cách cùng ta nói chuyện, gọi lâu chủ các ngươi ra. Nụ cười trên mặt Mạc Tâm Lam cứng đờ, nàng còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Phong Phi Vân quát lớn một tiếng, nàng chỉ đành thối lui. Vạn Hóa Trúc leo lên trên một tòa cung khuyết cao nhất của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, có mấy vị lão giả đi theo nàng, cùng Phong Phi Vân xa xa tương vọng, nói. Thần Vương Đại Nhân, lão thân ở chỗ này chịu tội với ngươi, chỉ cần Thần Vương Đại Nhân lui binh, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Phong Phi Vân cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh thôi, giao Tiêu Tương ra đây, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Vạn Hóa Trúc tâm cơ thâm trầm, đối với Phong Phi Vân càng đuổi tận giết tuyệt, điều động bốn tôn nửa bước cự phách vây giết hắn, Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong tay nàng, thù này há có thể không báo. Hiện giờ nàng chịu thua, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, muốn đợi Phổ Đà Sơn và Thái Tế Phủ viện trợ. Chút tâm tư đó của nàng há có thể gạt được Phong Phi Vân. Vạn Hóa Trúc sắc mặt trầm xuống, nói. Phong Phi Vân, người biết sau lưng Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chúng ta là ai không? Người dám động chúng ta, thần vương vị của ngươi cũng không giữ được đâu. Không phải là tà đạo Phổ Đà Sơn sao, ngươi cho rằng ta không biết sao? Phong Phi Vân không chút bị uy hiếp, giơ lên thần vương lệnh, ra lệnh. Thần Vũ Quân nghe lệnh, công chiếm Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Phàm là người không hàng phục, giết không tha. Thần vương lệnh vừa ra, tất cả thần vũ quân đều xung phong liều chết đi lên, sát khí xông lên trời, trong đó người tu vị cường đại xông ở phía trước, công phá trận pháp, đánh nát tường cao, gặp người liền giết. Sát khí cường hoành chấn nhiếp tâm linh, cung điện Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu từng tòa sụp đổ, quả thực không ai có thể kháng cự. Giết! Giết! Thanh âm sát phạt, chiến đao chảm địch vang lên từng mảnh. Phong Phi Vân cũng vác theo bạch thạch chiến đao xung phong liều chết đi lên, bước chân vào trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, những tử sĩ kia căn bản không ngăn được đao mang của hắn, một đường đánh vào sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, trên mặt đất để lại từng mảng huyết thi. Ầm ầm, tà đạo cao thủ Phổ Đà Sơn rốt cục vọt lên, chính là ba vị cự phách, còn có tám vị nửa bước cự phách, đều là siêu cấp cường giả, lực lượng hùng hậu. Là ba vị lão quái Phổ Đà Sơn,
đều tu luyện 500 năm trở lên, ở trong cự phách cũng thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. Ba vị lão quái này đều nắm lấy linh khí, một tòa huyết sơn, một mảnh huyết hồ, một cây huyết sắc chiến thương, ba vị này lão quái ở tu tiên giới hung danh hiển hách, mà ngay cả tà đạo tu sĩ nghe thấy tên của bọn hắn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Ba vị hung nhân này vậy mà ẩn trong thiên kim nhất tiếu lâu, rất hiển nhiên là có mưu đồ, một khi thần đô có biến, bọn hắn chính là chiến lực vô cùng cường đại. Hôm nay chính là ngay huyết vân tam lão các ngươi bỏ mạng. Đấu chiến thiên hầu bỗng nhiên bắn ra, không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp giết tới ba vị tà đạo lão giả kia, một người độc chiến ba vị lão quái. Đấu chiến thiên hầu không có bất kỳ binh khí, dựa vào một đôi thiết trưởng, mỗi một thủ ấn đánh ra, cũng khiến cho huyết vân tam lão phải thổ huyết, hoàn toàn không phải giao phong cùng cấp bậc. Trong thần vũ quân dưới trướng đấu chiến thiên hầu cũng có cường giả cấp bậc cự phách và nửa bước cự phách, chính là nhân vật cấp bậc thần tướng, nguyên một đám dũng mãnh thiện chiến, đằng đằng sát khí, đánh cho những cao thủ Phổ Đà Sơn kia không hề có lực hoàn thủ. 8 vạn chiếc chiến xa, nghiền áp ra thanh âm nổ vang, chậm rãi tiến đến thiên kim nhất tiếu lâu, quả thực giống như 8 vạn chiếc cối xay thịt, tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng không thể ngăn cản. Đó căn bản không như tranh đấu giữa hai tu sĩ, mà là một hồi chiến dịch bài binh bố trận, hơn 1.000 vạn thần vũ quân đồng thời đẩy mạnh, coi như là tu sĩ cấp bậc cự phách cũng phải chạy thục mạng. Khởi động hoàng tuyền đại trận, triệu hoán địa để hoàng tuyền cổ thú. Vạn hóa trúc ra lệnh. Dưới lòng đất thiên kim nhất tiếu lâu vọt lên 99 đạo cột sáng, mỗi một đạo cột sáng đều to 3 mét, 99 đạo cột sáng đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo vầng sáng chói mắt, đánh lên trên mặt đất, giống như nước màu trắng chảy vào trong đất bùn vậy. Mỗi một thế lực lớn đều có trận pháp cường đại thủ hộ, càng có nội tình vượt qua tưởng tượng của mọi người, một khi dốc sức liều mạng, sẽ bộc phát ra lực lượng khủng bố. Hoàng tuyền đại trận chính là do một vị đại trận pháp sư bố trí, dùng linh thạch làm dẫn, cần 99 vị tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cảnh giới đồng thời phát lực, mới có thể khởi động, có thể gọi đến hoàng tuyền cổ thú sinh hoạt trong lòng đất. Một cổ khí tức nước cuộn trào từ trong lòng đất trào đến, tử khí giạt rào, chấn nhiếp tâm linh, mặt đất kịch liệt rung rung, toái vân từng đạo, tựa như mạng nhện lan khắp nơi. Một đầu cổ thú toàn thân đều dài khắp lân giáp từ dưới lòng đất chui lên, cao như núi nhỏ, một miệng phun ra một mảnh tử khí liền có mấy trăm vị thần vũ quân biến thành bạch cốt, áo giáp trên người đều bị ăn mòn sạch sẽ. Súc sinh, ta đến tàn sát ngươi. Một vị thần tướng cấp bậc cự phách trong thần vũ quân dẫn theo một cây chiến mâu, ngưng tụ 3.000 đạo hào quang sát phạt đuổi giết tới đầu hoàng tuyền cổ thú kia. Đầu hoàng tuyền cổ thú thứ hai chui lên từ lòng đất, giống như dao long, toàn thân đều chảy xuôi nọc độc, một giọt nọc độc nhỏ trên mặt đất cũng có thể khiến bùn đất bị ăn mòn bốc lên khói đen. Hoàng tuyền đại trận chỉ là một phương vị chiến trường, ở phương vị khác chiến đấu càng thêm thảm thiết, tà đạo cường giả trong thiên kim nhất tiếu lâu có rất nhiều, muốn triệt để công phá nó cũng cần trả một giá lớn thảm trọng mới được. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được dưới lòng đất chấn động kịch liệt, đại địa nhảy lên như trái tim, bành, bành, bành. Còn có hoàng tuyền cổ thú muốn từ dưới đất chui lên. Muốn ngăn cản hoàng tuyền cổ thú lao ra khỏi mặt đất, trước tiên phải công phá hoàng tuyền đại trận. Phong Phi Vân phóng về phía 99 đạo cột sáng kia, một đao chém tới một đạo cột sáng trong đó, trên thân đao lao ra một đầu đao khí bá đạo, hình dạng tựa như bạch long, phát ra tiếng long ngâm. Xôn xao. Một nữ tử cảnh giới thiên mệnh ngăn cản lấy Phong Phi Vân công phá trận bàn hoàng tuyền đại trận. Đây là một thanh quan nhân trong thiên kim nhất tiếu lâu, cũng là cường giả tu luyện, tóc dài bồng bềnh, mỗi một sợi tóc đều như một cây cương châm, đâm về phía Phong Phi Vân đâm đến. Phốc! Phong Phi Vân một đao chém bay đầu nàng xuống, đầu thân tách rời, máu tươi nhuộm hồng cả lưỡi đao. Phong Phi Vân một đao chém lên mặt đất, khiến lòng đất xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, 7 mét sâu bên dưới có một tòa trận bàn bị phách toái, đạo cột sáng kia cũng phai nhạt xuống, cuối cùng vầng sáng triệt để biến mất. Một đạo cột sáng biến mất, hoàng tuyền đại trận liền sinh ra thiếu hụt, tốc độ hoàng tuyền cổ thú lao ra khỏi mặt đất cũng bị trì hoãn. Không có bất kỳ dừng lại, Phong Phi Vân lại lao tới cột sáng thứ hai. 99 đạo cột sáng, mỗi một đạo cột sáng đều có một vị tu sĩ cảnh giới thiên mệnh thủ hộ, Phong Phi Vân ra tay tàn nhẫn, mặc dù đối phương là nữ tử xinh đẹp dung mạo khuynh thành cũng không chút nương tay, lúc này cũng không cho phép hắn thương hương tiếc ngọc. Một khi trì trệ một chút không biết sẽ có bao nhiêu thần vũ quân phải mất mạng nữa. Bành, bành, bành.
Phong Phi Vân liên tiếp chém giết 7 vị cao thủ cảnh giới thiên mệnh, chém vỡ 7 trận bàn nhỏ. Mặt khác cường giả thần vũ quân cũng đánh gục 15 vị cao thủ cảnh giới thiên mệnh, đánh nát 15 tòa trận bàn khác. 99 tòa trận bàn, đã hư hao 20 tòa, rốt cục không thể tiếp tục vận chuyển được nữa, Hoàng Tuyền đại trận lập tức sụp đổ, mặt đất lần nữa xác nhập, không còn Hoàng Tuyền cổ thú tê ở bên trong lao ra nữa. Chỉ có 5 đầu Hoàng Tuyền cổ thú từ lòng đất chui ra, đều có tu sĩ tu vị cường đại đối phó, nguy cơ ở phương chiến trường này tạm thời được giữ vững. Phương vị Phong Phi Vân lao đến chính là mặt phía bắn hiên kim nhất tiếu lâu, là hướng có chiến đấu hơi ôn hòa một chút, chiến đấu ở ba hướng khác đều càng thêm huyết tinh khủng bố, thiên kim nhất tiếu lâu thỉnh đến không ít tu sĩ tu vị cường đại, giờ phút này những người này cũng đã ra tay, lực công kích khiến người phải rung động. Oanh! Trên bầu trời, một mảnh huyết sắc núi cao rơi xuống, nện R xuống trên mặt đất xuất hiện một hố to. Một lão giả tóc hoa râm ngồi trên huyết sắc núi cao. Trên khuôn mặt như xác chế bốc lên hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, sóng nhiệt khiến người cảm thấy nóng bỏng. Đây là thi thể một vị nhân vật cấp bậc cự phách, chính là một trong Phổ Đà Sơn Huyết Vân Tam lão bị đấu chiến thiên hầu đánh chết. Loại người hung ác như thế, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử sát kiếp, đều tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng hôm nay lại không may mắn thoát khỏi, nuốt hận ở đây. Đấu chiến thiên hầu hung uy khiếp người, coi như là tà đạo đại lão cũng bị dọa đến vỡ mật. Bành! Đấu chiến thiên hầu trong miệng phun ra một mảnh hống lãng màu vàng, tựa như một đầu thiên hà đọng trên trời cao, trên không truyền đến một tiếng hét thảm, người thứ hai trong huyết vân tam lão bị đánh chết, huyết sắc trường thương trong tay đứt thành hai đoạn, thi thể rơi xuống dưới, mới rơi xuống giữa không trung, đã bị Hoắc Tâm Bệnh lấy đi. Nhận được cái xác cấp bậc cự phách này hắn lại có thể tế luyện ra một thi vương mới rồi, trong lòng đại hỉ. Ba vị tà đạo lão quái trong thời gian ngắn đã vẫn lạc hai vị, vị lão quái thứ ba trong lòng chấn nhiếp không hiểu, chân đạp lên trên huyết hồ, muốn chạy thục mạng. Đấu chiến thiên hầu bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn, trực tiếp nâng hắn dậy, một tay ôm lấy cổ, một tay ôm lấy chân, trực tiếp bị kéo thành hai đoạn, thân thể bị ném xuống dưới. Huyết phân tam lão, đều vẫn lạc. Đây chính là ba vị nhân vật cấp bậc cự phách, từng danh chấn một thời đại, nhưng bây giờ lại thân tử đạo tiêu. Hoắc Tâm Bệnh thu gom hết thi thể ba vị cự phách, bên miệng cười đến không khép lại được, huyết phân tam lão trong cự phách cũng thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm, đạt được thi thể của bọn hắn, quả thực còn khiến hắn vui vẻ hơn cả được ba siêu cấp mỹ nữ. Cự phách, cũng phân có phần gia cấp bậc, thiên mệnh đệ thất trọng, được xưng là cự phách. Thiên mệnh đệ bát trọng, được xưng là siêu cấp cự phách. Thiên mệnh đệ cửu trọng, được xưng là thượng vị cự phách. Mà thiên tài cấp bậc sử thi. Đạt tới thiên mệnh đệ cửu trọng, chiến lực vô cùng, uy năng chấn thế, được xưng là sử thi cự phách, vô thượng cự phách. Nhân vật cấp bậc vô thượng cự phách khắp toàn bộ thần tấn vương triều cũng tuyệt đối không tìm ra 5 người, chính là tu sĩ cường đại nhất dưới chân nhân. Đấu chiến thiên hầu chính là người đứng đầu trong 18 thiên hầu, là một vị vô thượng cự phách. Mà huyết phân tam lão đều chỉ có thể coi là cự phách, cũng là thiên mệnh đệ thất trọng đỉnh phong. Thực lực kém quá nhiều, căn bản không phải một cấp độ. Hoắc Tâm Bệnh chính là thiên mệnh đệ thất trọng trung kỳ, trong cự phách coi như là cường giả, nhưng so với huyết phân tam lão phải kém hơn một bậc, nếu dựa vào lực lượng bản thân hắn, căn bản không có khả năng đạt được thi thể của nhân vật cấp bậc như huyết phân tam lão. Chiến lực của đấu chiến thiên hầu có thể sánh với Phong Si. Trong lòng Phong Phi Vân làm ra phán đoán như thế. Xa xa, chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc đứng chung một chỗ. Trong lòng một đạo một tăng này cũng chấn nhiếp không thôi, chiến lực đấu chiến thiên hầu cường đại, khí tức hung hãn, quả thực tựa như một đầu man long, không ai có thể kháng cự. Trên người của hắn đã ẩn chứa chân nhân chi khí, xem ra đã lĩnh ngộ được một tia chân nhân đại đạo, trong vòng 10 năm tiếp theo sẽ độ thiên kiếp, trùng kích chân nhân đại đạo. Chữ Phong Tiên cũng là tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng, chính là một vị thượng vị cự phách, đang tìm hiểu chân nhân kính. Hắn sau khi đạt được kim tầm tử đã tìm được con đường đột phá chân nhân đại cảnh. Đại Di Lặc có chút nhẹ gật đầu, nói. Thần tấn vương triều thập đại cường giả, có một nửa đã biến mất, ngàn năm chưa từng hiện thế, rất có thể đã tỏa hóa nơi không người biết, nếu đấu chiến thiên hầu đột phá chân nhân đại cảnh, chỉ sợ sẽ đền bù ghế trống trong thập đại cường giả. Theo lão đạo biết, hai trong số thập đại cường giả đã rời khỏi thần tấn vương triều, đi tìm cảnh giới tiên lộ cao. Có một người tọa hóa ở Cửu U Khâu, bất quá cũng đã để lại truyền nhân,
về phần mấy vị khác đều thần long không thấy thần vĩ, đương thời ít có thể thấy được. Chữ Phong Tiên nói, chữ đạo hữu làm sao biết được chuyện này? Đại Di Lặc giật mình, đối với chuyện thập đại cao thủ đương thời tương đối để bụng. Mấy ngày trước, lão đạo ở thần đô gặp sư thúc, những chuyện ơn íp đều là sư thúc nói cho bần đạo. Chữ Phong Tiên nói, chữ Phong Tiên cũng đã sống gần ngàn năm, chính là một trong mấy người bối phận cao nhất trong đạo môn, sư thúc của hắn bối phận chẳng phải rất cao sao. Thì ra là Hoa Sinh tiền bối, lão nhân gia ông ta rõ ràng đến thần đô, lão nhân gia ông ta ở nơi nào, tiểu tăng phải tiến đến bái phỏng mới được. Đại Di Lặc có chút kinh ngạc. Bần đạo cũng chỉ gặp sư thúc một lần, sư thúc liền lại rời đi rồi. Chữ Phong Tiên nói. Đại Di Lặc cảm thấy thất vọng, vậy mà lỡ mất dịp tốt với một vị đạo môn tiên hiền trong truyền thuyết. Thần Tấn Vương triều thập đại cường giả, đều là do một vị đại hiền vào 1800 năm trước lập ra, mỗi người đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, đạt đến chân nhân chi cảnh, chính là 10 người cường đại nhất thần vương vương triều. Như Phong Mặc và Nữ Ma, tu vi của bọn hắn cũng đã cường hoành vô biên, nhưng vẫn không thể xếp vào hàng ngũ thập đại cường giả, vẫn kém những nhân vật trong truyền thuyết thần thoại kia một bậc. Sư thúc Hoa Sinh của chữ Phong Tiên là một trong thập đại cao thủ, chính là tục gia đệ tử đạo môn, du lịch thiên hạ, mấy trăm năm cũng chưa hẳn hiện thế một lần. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu cũng không phải một ngôi lầu đài, ngược lại đất đai cực kỳ rộng lớn, cung điện hợp thành phiến, bên trong càng có núi lớn và tiểu hồ, cũng có không ít mật địa hiểm quan. Thần Vũ Quân đã giết vào trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, có rất nhiều tu sĩ đều chết trận, tử thi chồng chất, máu tươi tụ tập, mang đến cho người cảm giác như tu la tràng. Phong Phi Vân tiến vào sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, triển khai thần thức đến cực hạn, tìm kiếm nơi hạ lạc của Dạ Tiêu Tương. Đột nhiên, một cổ hàn ý lạnh như băng đánh úp về phía trong lòng Phong Phi Vân, đây là một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm vào, mang theo một loại tử vong chi khí, khiến tim người không nhịn được co rú lại. Có sát thủ. Phong Phi Vân vội vàng dừng bước lại, biết rõ đã bị sát thủ tu vị cường đại tập trung, bị hắn dùng cảm giác cường đại áp bách, đúng lúc này, một khi lộn xộn thì sẽ trúng phải một kích mạnh mẽ lành lùng nhất từ đối phương ngay. Ẩn nặc thuật của đối phương vô cùng cường đại, Phong Phi Vân tuy rằng cảm giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng lại không cách nào tìm ra được. Chung quanh chiến thanh không dứt, tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhưng Phong Phi Vân lại không nghe được, đã thu hồi toàn bộ tâm thần về quanh thân thể, đề phòng siêu cấp sát thủ đang ẩn nấp. Mà đúng lúc này, con mắt Phong Phi Vân liếc thấy thân ảnh Dạ Tiêu Tương ở ngay cách đây vài trăm mét, bên cạnh của nàng còn có một bà lão cụt tay kéo lấy Dạ Tiêu Tương, tựa hồ muốn mang nàng đi chỗ nào đó. Các nàng đã càng chạy càng xa, rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, không chút bối rối, sát thủ ẩn núp trong bóng tối kia tu vị không hề yếu hơn Phong Phi Vân, lúc này tuyệt đối không thể loạn, ai loạn trước, người đó phải bỏ mạng. Một mảnh chiến loạn, hồng lâu cổ đài sụp xuống, lưu ly biến thành gạch ngói vụn, máu tươi nhuộm đỏ bạch hoa. Nơi này là nơi gió trang đệ nhất thiên hạ, hôm nay biến thành tàn sát tràng, rất nhiều tuyệt sắc nữ tử đều bị vô tình chém giết, ở trong mắt Thần Vũ Quân Thiết Huyết, quân lệnh quan trọng hơn nữ sắc rất nhiều. Phong Phi Vân đứng giữa cung điện sụp đổ, khói thuốc súng chung quanh cơ hồ như muốn nhấn chìm thân thể hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chung quanh thân thể lơ lửng sáu bức thần đồ. Vầng sáng sáng ngời, thủ hộ thân thể. Thiên địa đều trở nên yên lặng, Phong Phi Vân vẫn không nhúc nhích, giống như đã hóa thành một cổ thạch điêu, linh tính hai lỗ tai mở rộng, có thể nghe được từng tiếng động nhỏ nhất. Xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phá không đâm ra, tựa như một đạo thiểm điện bổ qua trong không khí. Thân thể Phong Phi Vân đột nhiên xoay tròn, biến thành một đạo tật phong, biến mất nguyên tại chỗ, tránh thoát khỏi một kiếm tất sát này, chợt. Trở tay bổ lại một đạo, đao lãng như dao long, mang theo uy năng khai mở thiên địa. Oanh! Một đạo bóng đen từ trong hư không nhảy lên đi, thân thể ảm đạm như một đạo quỷ ảnh tử, không gian chung quanh hắn phát ra rung động như vần nước, tựa hồ như muốn ấn vào không khí vậy. Đây là sát thủ của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, một đời tuổi trẻ anh kiệt, ẩn nặc thuật đặc biệt cường đại. Còn muốn đi? Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. 9.932 đầu thú ảnh hiện ra trên cánh tay, một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh bay tên sát thủ kia ra ngoài, khiến miệng hắn hộc ra máu tươi. Bành! Phong Phi Vân một cước giẫm nát trên người hắn, trực tiếp giết chết hắn. Tên sát thủ này cực kỳ cường đại,
hơn nữa thủ đoạn giết người cũng đặc biệt đáng sợ, so với sát thủ đệ nhất một đời tuổi trẻ Đỗ Thủ Cao cũng không kém bao nhiêu. Đánh chết tên sát thủ này, Phong Phi Vân liền biến thành một đạo lưu quang, đuổi theo Dạ Tiêu Tương. Không quá lâu, Phong Phi Vân đuổi theo bà lão kia và Dạ Tiêu Tương, vượt qua hư không, bỗng nhiên xuất hiện trước người các nàng, kéo theo bạch thạch cự đao nhuốm máu, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bà lão cụt tay kia. Bà lão cụt tay này, đúng là Tần Di. Cánh tay kia của nàng chính là bị Phong Phi Vân chặt bỏ, giờ phút này lần nữa bị Phong Phi Vân chặn đường, đôi mắt tràn đầy nếp nhăn già nua kia của Tần Di, lộ ra đặc biệt dữ tợn, ô một quải trượng trong tay nhấc lên, chỉ tới yết hầu Dạ Tiêu Tương, hào quang trên quải trượng phun ra nuốt vào, rét lạnh tựa như lợi kiếm. Phong Phi Vân hai mắt như đao, nói. Người định mang Dạ đại gia đi đâu? Phong Phi Vân, lão thân biết rõ người thu vị cường đại, nhưng nếu người dám động một chút, người có tin ta đâm khiến cổ họng nàng xuất hiện một lỗ hổng không? Thanh âm Tần Di lộ ra có chút khô khốc, mang theo rét lạnh chi khí. Lại có mấy vị lão giả đuổi đến, thủ hộ ở sau lưng Tần Di, đều là nhân vật cấp bậc nguyên lão của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, đắp tu luyện 2.300 năm. Một lão giả hơi có vẻ phúc hậu trong đó hai mắt sáng ngời, hai tay mang theo thần hoa, trong tay nắm một đầu thiết giáp dị thú, nói. Tiêu Tương, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chính là nhà của ngươi, ngươi cũng không muốn thấy Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị diệt như vậy chứ, còn không mau thỉnh thần vương đại nhân lui binh. Dạ Tiêu Tương bị Tần Di phong bế đan điền, giam cầm tu vị, lộ ra đặc biệt nhu nhược, hàm răng óng ánh nhẹ cắn môi, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ cảm động, nói. Lần này ngươi là vì ta mới tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Nàng sợ mình lại một lần nữa tự mình đa tình, thật giống như lúc ở Tuyệt Sắc Lâu. Nàng không thể tin được Phong Phi Vân sẽ vì nàng lại làm ra động tác lớn như thế, khiến cả thần đô đều chấn động, biến cả Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thành chiến trường. Phong Phi Vân nói, ta từng đáp ứng Hồng Nhan, phải mang ngươi trở về bình yên vô sự. Nghe nói như thế, Dạ Tiêu Tương lại cười khổ nhẹ gật đầu, thật lâu sau, mới gian nan nói. Cảm ơn. Hai chữ cảm ơn đại biểu cho lễ phép và khách khí, nhưng cũng đại biểu cho xa lạ. Giữa bằng hữu chân chính, người yêu chính thức không cần nói ra hai chữ này. Không cần cảm ơn. Lời Phong Phi Vân còn chưa dứt, thân thể liền biến mất tại chỗ, một đao bổ tới Tần Di. Tần Di tu vị cũng không tầm thường, từ đầu đến cuối đều chú ý đến trên người Phong Phi Vân, ngay khi Phong Phi Vân khẽ động nàng liền cắn răng một cái, đâm tới Dạ Tiêu Tương đâm tới, muốn trước hết giết Dạ Tiêu Tương, sau đó lại liều mạng với Phong Phi Vân. Nhưng nàng vẫn xem thường tốc độ của Phong Phi Vân. Phốc, ánh đao như thủy mạc rơi xuống, chém bay cánh tay thứ hai của Tần Di, cùng với cây quải trượng trong tay nàng rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng loảng xoảng. Phong Phi Vân rơi xuống bên người Dạ Tiêu Tương, một tay kéo nàng qua, bảo hộ trước người, bổ ra đao thứ hai, trực tiếp đánh bay Tần Di ra ngoài, đao khí cuồng bạo khiến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng đều bị cắn nát, tựa như chó chết rơi xuống trên mặt đất, không chút động đậy. Phong Phi Vân lôi kéo cánh tay Dạ Tiêu Tương, nói nhỏ bên tai nàng. Từ giờ rốt cục ngươi không cần sợ nàng nữa. Động tác Phong Phi Vân thật sự quá nhanh, tất cả đều xảy ra trong tốc độ ánh sáng. Mấy lão giả Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu kia còn chưa kịp phản ứng, Tần Di đã chết dưới đao của Phong Phi Vân rồi. Đáng giận! Trên tay mấy vị lão giả này ngưng tụ ra tử phủ linh khí, từng người đánh ra một đạo tử sắc sát quang, đồng thời giết tới Phong Phi Vân. Dạ Tiêu Tương lo lắng thay Phong Phi Vân, sợ hắn không phải đối thủ của mấy vị lão bối Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu này. Bành! Phong Phi Vân điều động dị thú chiến hồn chi lực. Trực tiếp ngưng tụ ra 9.932 đạo lực lượng, một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh bay mấy vị lão giả kia, thân thể bị lực lượng khổng lồ đánh cho rách tơi, máu tươi rơi vãi đầy mặt đất. Lực lượng Phong Phi Vân hiện giờ vẫn không thể chống lại nửa bước cự phách, nhưng giết chết những tu sĩ thế hệ trước này cũng không phải việc khó. Theo ta đi, Phong Phi Vân lôi kéo Dạ Tiêu Tương, lao ra bên ngoài Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Tay Dạ Tiêu Tương bị Phong Phi Vân nắm chặt. Tình cảm trong lòng vô cùng phức tạp, có nữ tử nào không hy vọng nam nhân vì nàng xông quan giận dữ, nhưng Phong Phi Vân lại không phải vì nàng, mà là vì Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan chính là muội muội tốt nhất của nàng sao có thể sinh ra lòng ganh tị được. Có lẽ cùng Nam Cung Hồng Nhan quay về thần đô là một việc sai lầm, trong lòng Dạ Tiêu Tương nghĩ như thế.
toàn bộ thành vực chung quanh Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đều đã bị cao thủ Phong Gia Phong Phi Vân mời ra phong tỏa, bố trí rất nhiều tầng kết giới, trừ phi là tuyệt đỉnh cường giả mới biết ở đây xảy ra một hồi đại chiến. Thành vực tuy rằng bị phong tỏa, nhưng tu sĩ trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu vẫn truyền tin tức này ra ngoài. Có người đuổi đến cứu viện. Một cổ lực lượng mãnh liệt cuộn trào từ Thiên Mạc phương Bắc truyền đến, phát ra lực lượng khiến tâm thần người sợ run. Đây là lực lượng của tứ phẩm linh khí. Phong Phi Vân tự nhiên cũng cảm nhận được cổ sát uy kinh khủng này, ánh mắt nhìn về Thiên Mạc phương Bắc, trông thấy một đạo vầng sáng màu xanh ra trời, đánh nát phong tỏa không gian cực bích, bay nhanh về phía Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Đó là một kiện tứ phẩm linh khí. Một vị cự phách nắm giữ một kiện nhất phẩm linh khí, có thể ngàn dặm hủy diệt một tòa cổ thành. Chỉ là nhất phẩm linh khí đã có uy lực đáng sợ như thế, tứ phẩm linh khí lại càng thêm khủng bố, toàn bộ thần tấn vương triều cũng không tìm ra vài món, chỉ có thế lực tu tiên cấp bậc như tứ đại môn phiệt mới có thể nắm giữ lấy tứ phẩm linh khí, đây mới thực là chấn thế sát binh. Tựa như huyết nhân thần quán mà Tất Ninh xuất trộm được từ chỗ Dương Giới Chi Vương vậy, đó chính là tứ phẩm linh khí. Linh khí một khi đạt đến tứ phẩm, liền có thể được xưng là chấn thế sát binh, ở thần tấn vương triều, chỉ cần nắm giữ lấy một kiện tứ phẩm linh khí, là có thể chèo chống một tiên môn và gia tộc khổng lồ, có thể bảo trì tiên môn muôn đời không suy. Tứ phẩm linh khí uy năng tuy rằng khủng bố, nhưng tế luyện thập phần gian nan, tài liệu cần thiết rất nhiều đều là thần tài hiếm thấy, ở thần tấn vương triều rất khó tìm được. Hơn nữa cho dù tìm đủ tài liệu, cũng nhất định phải có đại luyện khí sư tự tay tế luyện, cơ hồ phải hao phí một thân tâm huyết của một vị đại luyện khí sư mới có thể tế luyện thành công một kiện tứ phẩm linh khí. Hơn nữa tế luyện thành công tứ phẩm linh khí, còn cần thời gian vạn năm để uẩn dưỡng linh tính, chỉ có khi linh tính khí linh tứ phẩm linh khí đạt đến trình độ nhất định thì kiện linh khí này mới có thể được xưng là tứ phẩm linh khí. Coi như là Phong Gia hiện giờ, cũng không có một kiện tứ phẩm linh khí. Tứ phẩm linh khí khắp toàn bộ thần tấn vương triều cộng lại chưa đủ 20 kiện, mỗi một kiện đều có danh tiếng, mang theo sắc thái truyền kỳ, một khi tế ra tứ phẩm linh khí, tất nhiên sẽ phát sinh đại sự sơn băng địa liệt. Mặc dù là cự phách, nếu bị lực lượng bổn nguyên của tứ phẩm linh khí đánh trúng, cũng sẽ thân tử đạo tiêu, bị phai mờ thành cho tàn. Bổ nguyên lực lượng của kiện tứ phẩm linh khí này đã bị kích phát, chỉ đánh ra một đạo sát quang liền trực tiếp gạt bỏ một vị nửa bước cự phách của thần vũ quân, thân thể bị bốc thành khói xanh. Kiện tứ phẩm linh khí này bị lam sắc quang mang chói mắt bao lấy, căn bản không thấy rõ hình dạng, càng không biết là kiện nào trong số tứ phẩm linh khí. Ầm ầm, tứ phẩm linh khí khí tức hoàn toàn bạo phát ra, áp bách khiến vô số thần vũ quân bạo thể mà vong, tử thi chồng chất như núi, máu tươi tụ tập thành sông, lực lượng khổng lồ, khiến người cảm giác tim đập nhanh. Huyền, Phong Phi Vân cũng thiếu chút nữa bị hào quang tứ phẩm linh khí đâm trúng thân thể, tuy rằng hắn lợi dụng tật tốc bỏ trốn ra ngoài, nhưng vẫn tổn thương cánh tay, ống tay áo cũng biến thành cho tàn. Chữ Phong Thiên và Đại Di Lặc thủ hộ ở bên ngoài Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bên ngoài, hai vị tuyệt đỉnh cường giả này đồng thời ra tay, bọn hắn từng người tế ra một kiện nhị phẩm linh khí, nhưng chỉ vừa tế ra đã bị tứ phẩm linh khí cho chấn vỡ, biến thành hai luồng sắt vụn, rơi xuống trên mặt đất. Nhị phẩm linh khí ở trước mặt tứ phẩm linh khí cũng chênh lệch như côn gỗ với đại đao vậy. Bần đạo, còn cũng không tin. Chữ Phong Tiên cầm trong tay phất trần, đứng ở trên hư không, trên lưng đạo mang như nước, ngưng tụ ra một tam thanh đạo ảnh khổng lồ, dưới chân lộ ra một đầu tiên hà màu xanh, phất trần vung ra ngoài, hai tay ngưng tụ pháp ấn, triệu hoán đến cửu tiêu thần lôi. Cửu tiêu thần lôi có thể so với thiên kiếp uy, là đạo môn sinh sát đại thuật. Chữ Phong Tiên chính là thượng vị cử phách thiên mệnh đệ cửu trọng, tu vị cường hãn vô biên, triệu hoán đến cửu tiêu thần lôi càng vô cùng đáng sợ, tổng cộng đánh xuống 18 đạo lôi đình, muốn đánh lui kiện tứ phẩm linh khí này, nhưng cửu tiêu thần lôi cũng không thể dung chuyển tứ phẩm linh khí, ngược lại huy đi một góc đạo bào của chữ Phong Tiên. Không tốt, kiện tứ phẩm linh khí này sát huy vô cùng, chính là do 8 vị cử phách đồng thời tế ra, cách một phiến hư không, công phạt qua. Nếu bần đạo trong tay không có tứ phẩm linh khí, cũng không cách nào ngăn trở được nó. Chữ Phong Tiên lui trở về. Lực công kích khủng bố của tứ phẩm linh khí khiến thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng cũng phải thúc thủ vô sách. Trên bầu trời, hào quang màu xanh da trời chói mắt, như một vòng trăng sáng màu xanh da trời. Kiện tứ phẩm linh khí kia bao trong quang vụ nồng đậm, không thấy rõ hình dáng,
chỉ có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố nó bộc phát ra, có người đang tận lực che giấu kiện trấn thế sát binh này, không muốn bị người nhìn thấu. Đây là một siêu cấp thế lực lớn đang âm thầm viện trợ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. 8 vị nhân vật cấp bậc cự phách đồng thời phát lực, tăng thêm uy năng trấn thế của tứ phẩm linh khí khiến thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng như chữ Phong Tiên cũng phải lùi bước, cửu tiêu thần lôi cũng không thể làm gì được. Mỗi một kiện trấn thế sát binh đều có danh tiếng, uy danh trấn thế, chỉ cần thấy được hình dạng kiện trấn thế sát binh này liền có thể biết là người phương nào đang viện trợ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Một vị tu sĩ đưa mắt nhìn vào trong vầng sáng màu xanh kia, nhưng lại bị hào quang của trấn thế sát binh chọc mù hai mắt, máu tươi chảy dọc theo đôi, phát ra kêu rên. Oanh! Trấn thế sát binh lần nữa chớp động, một mảng lớn vầng sáng mờ mịt đáp xuống, tựa như vạn đạo cửu thiên phi bộc, không biết có bao nhiêu thần vũ quân bị trấn áp, biến thành bùn máu, giáp sắt trên người đều vỡ vụn. Có hai vị thần tướng thần vũ quân, đều là tu vị thiên mệnh đệ ngũ trọng, cầm trong tay chiến mâu, như nắm lấy hai đầu dao long, chiến ý sôi trào, nhưng trấn thế sát binh vầng sáng lóe lên, hai vị thần tướng thiên mệnh đệ ngũ trọng này liền nứt vỡ thân thể, biến thành huyết sa trên đất. Lực lượng trấn thế sát binh không thể đỡ, mặc dù là một kiện linh khí đánh ra ngoài cũng lập tức bị chấn nát, hóa thành một kiện phế binh. Lại đến, chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc liếc nhau một cái, hai người đồng thời ra tay. Một đạo một tăng này tu vị đều thâm bất khả chắc, tu luyện vô tận tuế nguyệt, thủ đoạn rất nhiều, đạo thuật và Phật hiệu cũng đã tinh xảo đến cực hạn, hai người đồng thời ra tay chặn lấy kiện thứ phẩm linh khí kia. Thánh đạo thuật, chữ Phong Tiên trên người đạo tắc rậm rạp, tiên hà trôi dưới chân, đỉnh đầu ngưng tụ tam thanh hoa, đánh ra một môn thánh pháp, như ngàn vạn tầng mây đang bắt đầu khởi động, bao lấy kiện trấn thế sát binh kia lại. Bất tử thiện kinh, Đại Di Lặc cực kỳ ngây thơ, tựa như một đứa bé con, chắp tay trước ngực. Xếp bằng ở giữa không trung, trong miệng tụng kinh Phật, nguyên một đám Phật tự màu vàng từ trong miệng hắn bay ra, biến thành một đầu kim hà, đánh vào trời cao. Hợp lực hai người này cũng khó mà ngăn cản được trấn thế sát binh, thánh đạo thuật và bất tử thiện kinh đang bị công phá rất nhanh. Lực lượng trấn thế sát binh bành trướng vô hạn, chỗ xa xa, đối phương có tuyệt đỉnh cường giả gia nhập chiến đấu, liên hợp 8 vị cự phách đồng thời khống chế tứ phẩm linh khí khiến lực lượng kiện trấn thế sát binh này trở nên càng thêm đáng sợ, khiến nhân tâm phải run sợ. Đối phương có siêu cấp cự phách đang khống chế tứ phẩm linh khí, lực lượng trấn thế sát binh đã được kích phát hoàn toàn rồi. Chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc liên tiếp lui về phía sau, tu vi của bọn hắn tuy rằng cao thâm, nhưng đối phương đã có trấn thế sát binh, có thể phá tận vạn pháp, khiến bọn hắn thúc thủ vô sách, rất nhanh liền bại lui. Một khi để tứ phẩm linh khí lao ra, dùng uy năng khủng bố khi tứ phẩm linh khí bị hoàn toàn kích phát thì thần vũ quân rất có thể sẽ bị đánh tan, khiến tà đạo cao thủ bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chạy đi được, thần vũ quân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tất Ninh Xuất, đưa huyết nhân thần quán cho ta mượn dùng một chút. Phong Phi Vân quát lớn một tiếng, đánh bay Tất Ninh Xuất ra từ trong một tòa đại điện. Tòa đại điện kia chính là kim khố của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Đã bị kẻ cắp này vơ vét sạch không còn gì, giờ phút này hắn bị Phong Phi Vân đánh bay đi, trên người có vô số linh thạch lăn ra ngoài. Tất Ninh Xuất vội vàng đi nhặt linh thạch trên mặt đất, vừa nói. Huyết nhân thần quán không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu dẫn dương giới chi vương đến thần đô, lão tử không bị hắn lột ra mới lạ đấy. Nếu ngươi không lấy huyết nhân thần quán ra, giờ ta sẽ rút gân lột ra ngươi ngay. Phong Phi Vân một bả bắt lấy cổ Tất Ninh Xuất. Nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Phong Phi Vân tuy rằng nắm giữ lấy thanh đồng cổ thuyền, đây là một kiện vô thượng thánh binh, so với tứ phẩm linh khí còn đáng sợ hơn vô số lần, nhưng tu vị hắn lại quá thấp, căn bản không cách nào dẫn động được thanh đồng cổ thuyền, cho dù có tế thanh đồng cổ thuyền ra cũng không bao nhiêu tác dụng cả. Chỉ có đạt tới cảnh giới chân nhân mới có thể miễn cưỡng sử dụng lực lượng của thanh đồng cổ thuyền. Hiện giờ Phong Phi Vân cho dù đưa thanh đồng cổ thuyền cho chữ Phong Tiên, hắn cũng không cách nào tỉnh lại lực lượng thanh đồng cổ thuyền, căn bản không ngăn được uy năng khủng bố của tứ phẩm linh khí. Trên bầu trời, ánh sáng màu lam nổ bắn ra, giống như một mảnh hải dương bao la bát ngát mênh mông cuồn cuộn, kiện trấn thế sát binh kia muốn lao ra khỏi thánh đạo thuật và bất lão thiện kinh, chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc đều cảm thấy vô lực, bọn hắn tu vị cường hoành, nhưng lại không chống đỡ nổi lực lượng của tứ phẩm linh khí, nó giống như một thanh thượng cổ chiến đao chém vỡ tất cả thuật pháp của bọn hắn vậy. Huyết nhân thần quán bị Hồng Liên Nhất thu rồi, không ở trên người của ta.
Tất Ninh suốt lời nói thấm thía mà nói. Chúng ta chính là bạn tốt, có thể giúp đỡ, ta sao không giúp người chứ? Uy uy, trước tiên thả tay ra đi, linh thạch của ta còn trên mặt đất đấy. Người đâu, bắt được một tên ăn trộm, nhốt hắn vào thiên lao thần đô cho ta. Phong Phi Vân gọi đến hai chiến tướng thần vũ quân, bọn hắn mang theo khóa sắt mà đến, trực tiếp cột vào trên cổ Tất Ninh suốt, muốn mang hắn đi. Đừng a hát, ta cho ngươi mượn không được sao? Tất Ninh suốt mang theo khóc nức nở lấy huyết nhân thần quán ra, đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười. Cảm ơn a hát. Huyết nhân thần quán chính là đệ nhất linh khí của dương giới chi vương, cũng là một kiện chấn thế sát binh, trên đó tà khí rất nặng, hình dạng cực kỳ giống một cái đầu người máu chảy đầm đìa, bên trong có máu lưu động, mờ mịt như huyết hải, chỉ cầm trong tay thôi đã mang đến cho người một loại cảm giác toàn thân lạnh buốt. Phong Mặc đã từng nói qua đầu lâu Diêm Vương bị dương giới chi vương cướp đi, dương giới chi vương chẳng lẽ dùng đầu lâu Diêm Vương tế luyện ra kiện chấn thế sát binh huyết nhân thần quán này sao? Phong Phi Vân cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, cầm theo huyết nhân thần quán, liền đạp không mà lên, định giao kiện chấn thế sát binh này cho chữ Phong Tiên. Trên thiên mạc, một cổ chiến uy hồng động đánh xuống, xé toang trời cao, mang đến cho người cảm giác áp bách vô hạn, tựa như bầu trời sụp đổ xuống vậy. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc rút lui về, trên người đều có vết máu, bị tứ phẩm linh khí chấn tổn thương. Đây là bởi vì bọn hắn tu vị cao tuyệt, huyết khí hùng hậu, nếu để cho một vị cự phách tiến đến thì chỉ cần bị hào quang của tứ phẩm linh khí quét qua thôi cũng đủ biến thành cho bụi rồi. Tiền bối, cho ngươi mượn một kiện chấn thế sát binh. Phong Phi Vân ném huyết nhân thần quán ra ngoài. Phong Phi Vân yên tâm giao huyết nhân thần quán cho chữ Phong Tiên, cũng không sợ hắn mang theo huyết nhân thần quán chạy đi, dù sao thế nhân đều biết đây chính là linh khí của dương giới chi vương. Ai muốn nuốt một mình huyết nhân thần quán, vậy thì sẽ chọc đến đại địch khủng bố như dương giới chi vương ngay. Chữ Phong Tiên nhận lấy huyết nhân thần quán, cảm nhận được uy năng khủng bố từ trong thần quán truyền đến, hơi kinh ngạc nói. Huyết nhân thần quán, tốt, có kiện chấn thế sát binh này trong tay, bần đạo ta hôm nay liền đến đổ diệt mấy tôn cự phách. Trong thân thể chữ Phong Tiên bộc phát ra một cổ đạo hồn bàng bạc khiếp người, đạo bào trên người giống như biến thành một mảnh thanh thiên. Dùng lực lượng một người, tế ra huyết nhân thần quán, một cổ huy hoàng chi khí kích động đi, chấn động trời xanh. Đây là uy năng chính thức của huyết nhân thần quán, so với Phong Phi Vân và Tất Ninh xuất tế ra huyết nhân thần quán không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng vốn đã là ngưu nhân thế gian hiếm thấy, hiện giờ cầm lấy chấn thế sát binh, quả thực khủng bố đến cực hạn, cùng mảnh hải dương màu xanh trên bầu trời kia va chạm ra ngàn vạn lôi phạt. Chấn khiến đất nứt ra từng khe rãnh to. Phong Phi Vân lôi kéo Dạ Tiêu Tương thối lui ra xa, mặc dù đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 dặm nhưng vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ. Phong Phi Vân tế ra Miểu Quỷ Ban Chỉ và Lôi Hỏa Châu, hai kiện linh khí mới có thể ngăn được dư âm của tứ phẩm linh khí. Thần Đô tuy rằng chính là trung tâm của tu sĩ thiên hạ, thế lực tiên đạo cường đại đông đảo, nhưng thế lực có thể có được tứ phẩm linh khí cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái, nhất định là Bắc Minh Phiệt ra tay. Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh. Minh băng trác của Bắc Minh Phiệt chính là chấn thế sát binh, cùng lực lượng mà mảnh lam sắc hải dương trên bầu trời kia bộc phát ra cực kỳ tương tự nhau. Một phương hướng khác, cũng truyền đến lực lượng chấn động rung trời động địa, thần vũ quân đã đánh vào sâu trong thiên kim nhất tiếu lâu. Oanh! Một mảnh kim mang trùng thiên mà đi, phá tan không gian giam cầm, đánh nát tầng mây trên không trung, giống như đã vọt vào thiên ngoại tinh hải rồi vậy. Có chân nhân uy năng bộc phát, so với chấn thế sát binh còn khủng bố hơn, có vô số thần vũ quân chiến tướng bị cổ lực lượng này đánh chết, biến thành huyết vụ. Ông trời, chẳng lẽ bên trong thiên kim nhất tiếu lâu có chân nhân ẩn cư sao? Đây tuyệt đối là lực lượng chân nhân, quá kinh khủng. Phong Phi Vân cũng cảm nhận được cổ khí tức chân nhân kia, nếu bên trong thiên kim nhất tiếu lâu thật sự ẩn cư một vị chân nhân. Vậy thì đêm nay cho dù có ngàn vạn thần vũ quân công phạt cũng có thể sẽ bị giết sạch mà về. Chẳng qua chỉ là một đạo chân nhân chân hồn mà thôi, ta đến chiến ngươi. Đấu chiến thiên hầu thanh âm to lớn cao ngạo, trên thân thể kim mang đan vào, thân thể tựa như đúc bằng đồng đánh tới đạo kim sắc chân nhân chân hồn kia. Phong Phi Vân thở dài một hơi, thì ra là một đạo chân hồn do chân nhân ngưng tụ. Ta đã nói sao lại có nhiều chân nhân như vậy?
coi như là tà đạo thánh địa Phổ Đà Sơn cũng chỉ có một vị chân nhân thôi, ở cách xa đây cả mấy chục vạn dặm, ở vương triều xa xôi bên kia, sao có thể xuất hiện ở thần đô được. Bất quá mặc dù chỉ là một đạo chân hồn do chân nhân lưu lại, nhưng vẫn khủng bố vô biên, chỉ có loại nhân vật cấp bậc như đấu chiến thiên hầu ra tay mới có thể đánh một trận, những người khác căn bản không địch lại một chiêu. Tà đạo cao thủ bên trong thiên kim nhất tiếu lâu tử thương vô số, rất nhiều đều là loại người hung ác, đêm nay đẫm máu ở đây, đã trở thành lịch sử. Những tu sĩ thế hệ trước của thiên kim nhất tiếu lâu đều đang lùi bước, dùng vạn hóa trúc cầm đầu, chạy vào sâu bên trong thiên kim nhất tiếu lâu. Chẳng lẽ thiên kim nhất tiếu lâu còn nội tình gì chưa dùng ra sao? Trong lòng Phong Phi Vân cực kỳ hiếu kỳ. Ta đã biết, ở sâu trong thiên kim nhất tiếu lâu khẳng định cất giấu một tòa bảo khố, bọn hắn đây là muốn mang theo bảo vật đào mệnh. Tất Ninh xuất hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng cũng chỉ có bảo vật, tuy rằng sâu trong thiên kim nhất tiếu lâu thập phần nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không chút chùn bước. Dạ Tiêu Tương thoáng do dự một lát, sau đó nói. Ta nghe nói sâu trong thiên kim nhất tiếu lâu tựa hồ nhốt một đầu ngàn năm linh thú, cách mỗi một tháng, thiên nhai nô lệ chàng đều đưa đến rất nhiều nô lệ để nuôi nấng linh thú. Bên trong thiên kim nhất tiếu lâu thậm chí có một đầu linh thú, còn nuôi nấng bí ẩn thế nữa, nhất định có cổ quái. Phong Phi Vân hai mắt tỏa ánh sáng, một đầu ngàn năm linh thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu có thể thu được tinh hồn đầu linh thú này, tế luyện vào trong miểu quỷ ban chỉ thì rất có thể sẽ khiến miểu quỷ ban chỉ tấn thăng đến cấp bậc tam phẩm linh khí. Tam phẩm linh khí đã cực kỳ cường đại rồi, di sơn đảo hải, khai thiên liệt địa, uy năng không thể đo lường được. Phong Phi Vân giao Dạ Tiêu Tương cho tiểu hòa thượng, sau đó liền triển khai luân hồi tật tộc, cũng bay vút vào nơi sâu trong thiên kim nhất tiếu lâu. Đến lúc này, đại chiến ở thiên kim nhất tiếu lâu chấn động toàn bộ thần đô, mà ngay cả không gian phong tỏa cũng không thể che giấu được từng đợt rung động khủng bố kia nữa. Thế nhân phải sợ hãi. Buổi sáng hôm nay thần vũ quân vào thành, khiến cả thành vực phía nam đều dê chấn động, sợ là có mấy trăm vạn đại quân giết vào thần đô a. Nơi chiến đấu bộc phát chính là thiên kim nhất tiếu lâu, chẳng lẽ có người muốn đổ diệt nơi gió trăng đệ nhất thiên hạ này sao? Buổi tối hôm nay chính là hoa đế phong quan thi đấu. Toàn bộ thiên chi kiều nữ thần đô đều đã tề tụ ở thần đô, lại xảy ra đại sự như vậy, thật sự là trên đời hiếm thấy. Không lâu sau, có tin tức chuyện đến, chấn kinh tu sĩ thần đô. Đấu chiến thiên hầu dưới trướng thần vương phủ dẫn binh vào thành, đánh cho thiên kim nhất tiếu lâu thành một mảnh phế tích, tử thi chồng chất thành núi. Đây là lần thứ hai Phong Phi Vân ra tay vì Dạ đại gia, trước đó lần thứ nhất vì Dạ đại gia đắc tội với Bắc Minh Phiệt, lúc này vì cứu Dạ đại gia. Càng muốn san bằng toàn bộ thiên kim nhất tiếu lâu thành bình địa. Rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều nhận được tin tức, biết rõ chính là thần vương phủ đang ra tay với thiên kim nhất tiếu lâu, có tuổi trẻ tài tuấn và tuyệt đại giai nhân bội phục bởi phách lực của Phong Phi Vân, nhưng cũng có người lại tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy Phong Phi Vân làm việc lỗ mãng, vì một nữ nhân lại đi gây chiến, không có khí độ thần vương. Ngân, hãy chờ xem, Phong Phi Vân lần này nhất định phải tiền mất tật mang. Thiên kim nhất tiếu lâu há có thể dễ dàng bị diệt như vậy, thiên nhai nô lệ chàng và thái thượng đoạt mệnh cung cũng không phải ăn chay. Huống chi Phổ Đà Sơn còn có một vị siêu cấp đại nhân vật, một khi vị siêu cấp đại nhân vật này ra tay, có thể cách một phiến hư không chạm sát Phong Phi Vân mấy mươi lần. Một vị vương giả một đời tuổi trẻ kết luận như thế. Nói rất có lý, thiên kim nhất tiếu lâu cùng rất nhiều thế lực trong thần đô có dính dáng lợi ích, những thế lực này sẽ không trơ mắt ếch ra nhìn thiên kim nhất tiếu lâu bị diệt. Tất nhiên sẽ âm thầm tương trợ. Phong Phi Vân vẫn quá trẻ tuổi, căn bản không hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, giao thần vương vị vào tay hắn, thật đúng là giao trứng cho ác mà. Thái tử Long Thần nhai cười khẩy nói. Việc này quả thật chấn động thật lớn, thế lực khắp nơi đều đang trông xem thế nào. Cử động này của Phong Phi Vân đã triệt để phá vỡ hài hòa mặt ngoài của thần đô, rất nhiều uy hiếp tiềm ẩn đều hiện ra, nguyên một đám người vốn núp trong bóng tối đều bị bách nhảy ra. Thế cục trở nên dần dần trong sáng. Phong Phi Vân một chiêu này nhìn như lỗ mãng nhưng kỳ thật đã thương lượng qua với Phong Mặc, hắn phải đánh vỡ thế cục thần đô, mở rộng thế lực Phong ra, mà Phong Mặc cần phải làm chính ngăn trở vị siêu cấp tồn tại kia của Phổ Đà Sơn cách công kích. Phong Mặc và vi dây tồn tại kia của Phổ Đà Sơn rất có thể đang cách không đọ sức, bằng không thiên kim nhất tiếu lâu đã sắp bị diệt, nhưng vị kia của Phổ Đà Sơn vẫn không có chút động tĩnh, đây là chuyện không bình thường chút nào.
hai vị nhân vật cấp bậc chân nhân khẳng định đã cách không giao phong, chẳng qua là nhân vật như bọn hắn giao thủ, căn bản không phải người bình thường có thể biết được. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phong Phi Vân che giấu khí tức, chân đạp độ trận liên đài, rất nhanh đuổi theo Tất Ninh Xuất, hai người đi theo sau lưng những tu sĩ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu kia, bước vào sâu bên trong. Tất Ninh Xuất rúm rúm bàn tay, kích động phi phàm, nói. Ta đã ngửi thấy hương vị của Linh Bảo, dưới cánh cửa đá kia, nhất định là một tòa bảo khố kinh thế. Ta đoán cũng như thế. Hai mắt Phong Phi Vân co rụt lại, thấp giọng nói. Chúng ta nhanh theo sau, bọn hắn đã tiến vào rồi. Đám tu sĩ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu kia thần thần bí bí tiến nhập cửa đá, bên trong một mảnh tĩnh mịch, có hàn khí từ bên trong tuôn ra, ngay cả thần thức cũng không dò xét được. Tất Ninh Xuất cũng đã sớm không chờ được nữa, vội vàng vọt vào trong cửa đá, sợ bên bảo vật bên trong bị người cướp, hắn vừa mới xông vào, đã bị một thủ ấn đánh tới, trong miệng hộc máu như điên, co quắp nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Có cường giả thủ hộ sau cửa đá, là một tử sĩ mặc thạch bì khải giáp, trên người một tia sinh khí cũng không có, trong tay cầm theo một thanh trường thương màu đen to như cánh tay, như một tử thần thủ hộ ở đó. Phong Phi Vân bay đi, dẫn theo chiến đao, giao thủ với tên tử sĩ kia. Lực lượng của đối phương cường đại, lực có thể chuyển núi, đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh đệ tứ trọng, trên thạch bì khải giáp trên người khắc lục lấy trận vân, bạch thạch cự đao chém lên đó phát ra mảng lớn hỏa hoa, đùng đùng không dứt. Phong Phi Vân vận chuyển lực lượng 9.932 đạo dị thú thực hồn đến trên thân đao, hợp dị thú chiến hồn chi lực, thi triển ra long hổ đao quyết đệ tứ đao long hoàng phách quân. Dùng lực lượng bản thân Phong Phi Vân vốn không cách nào sử xuất ra đệ tứ đao, chỉ có ngưng tụ uy năng dị thú chiến hồn mới có thể chém ra một đao long hoàng phách quân kia. Bành! Bạch thạch cự đao chém nứt trường thương trong tay tử sĩ kia, một đao chạm phá thạch bì khải giáp, đao khí trào vào thân thể tử sĩ. Tử sĩ ngã xuống đất, máu tươi từ giữa thạch bì khải giáp chảy xuôi, biến thành một dòng suối nhỏ đỏ bừng. Trên lưỡi đao trong tay Phong Phi Vân cũng nhiều ra một lỗ hổng nhỏ, trong đó hào quang kim loại nhàn nhạt tràn ra, chỉ là Phong Phi Vân giờ phút này lại không phát giác ra, trực tiếp đuổi theo vào trong cửa đá. Hắn cho Tất Ninh Xuất ăn một viên linh đan, trong miệng không còn thổ huyết nữa, cũng bò dậy từ mặt đất, đuổi theo vào trong cửa đá. Qua, đây là một khối ngũ cốc linh thạch. Một khi nuốt lấy khối linh thạch này, luyện nhập vào trong trái tim liền có thể đạt tới cảnh giới tích cốc, 3 năm không ăn cơm, cũng sẽ không cảm giác được đói khát. Tất Ninh Xuất đã phá vỡ một mảnh thạch bích giam cầm, từ trên thạch bích lấy xuống một cái hộp ngọc, từ bên trong lấy ra 9 khối linh thạch ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, đều là ngũ cốc linh thạch. Rõ ràng thật sự bị hắn tìm được linh bảo, ngũ cốc linh thạch, bài danh thứ 17 trong 18 loại linh thạch. Cũng không tính là quá chân quý, nhưng cũng là bảo vật khiến nửa bước cự phách và cự phách phải động tâm. Phong Phi Vân Tịnh không để ý những linh bảo này, đuổi theo bước chân những tu sĩ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu kia, không nhanh không chậm đuổi tới trước. Tất Ninh Xuất lại kêu lên một tiếng, từ trong một mảnh linh tuyền màu ngà sữa lấy ra một cái bình ngọc còn chưa mở ra đã có thể nghe thấy được mùi thuốc bên trong, linh khí nồng đậm đến mức khiến linh hồn người thoải mái dễ chịu. Tất Ninh Xuất nước miếng cũng như muốn chảy ra, nói. Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, bên trong khẳng định chứa một lọ tam phẩm linh đan, ặc, rõ ràng bị người lấy đi rồi. Tất Ninh Xuất mở bình ngọc ra, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, còn lưu lại đan khí khổng lồ của tam phẩm linh đan, hiển nhiên chỉ vừa mới bị lấy đi, nhất định chính là bị đám tu sĩ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu vừa rồi mang đi rồi. Mật thất dưới lòng đất này một mực kéo dài xuống dưới, không biết đi thông nơi nào. Vốn trên đường đi có bố trí vô số trận pháp, nhưng đều đã bị đám tu sĩ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu tiến vào lúc trước phá vỡ, cho nên trên đường đi, hai người Phong Phi Vân không có chút trở ngại nào cả. Nơi này có rất nhiều bảo khố, chính là nơi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu giấu bả, nhưng bảo vật chân chính đều đã bị người lấy đi, chỉ có một chút bảo vật cấp thấp lưu lại. Bọn hắn rõ ràng lấy đi tất cả linh bảo chân quý, chẳng lẽ là muốn chạy trốn sao, nơi này hẳn là có một thông đạo đào mệnh rồi. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Không gian đã bị phong tỏa, bên ngoài Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu càng có cường giả thủ hộ khắp nơi, coi như là mở ra Quỷ Tiên Kiều cũng không thể đào thoát, nếu dưới lòng đất thật sự có một cấm đạo thì quả thật có thể đào thoát được. Phong Phi Vân phóng xuất ra thần thức, chuyển đến mặt đất, thông chi cường giả Phong gia và binh tiễn thi động mau chóng đuổi đến,
tuyệt đối không thể để cho những dư nghiệt thiên kim nhất tiếu lâu này đào tẩu được. Cũng không biết đi tới sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất, bên tai Phong Phi Vân truyền đến thanh âm thủy triều manh liệt, thật giống như lòng đất cất giấu một mảnh biển cả vây, tiếng nước mấy ngày liền, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Linh khí thật nồng đậm, đây đến cùng là nơi nào? Phong Phi Vân đẩy nhanh bộ pháp, rất nhanh bên tai truyền đến tiếng thú giống nổ vang, thật giống như man hoang cổ thú đang gào thét vậy. Rốt cục đến cuối thông đạo, ánh vào tầm mắt Phong Phi Vân chính là một mảnh hải dương màu vàng, vô biên vô hạn, đó là sông lớn do linh khí tụ tập thành, linh khí nồng đậm cũng đã ngưng tụ thành trạng thái dịch, như giang hà gào thét lao nhanh. Trên đại hà màu vàng, gió lốc trận trận, đánh vỡ thạch bích, có thể lập tức quấn tinh thiết thành bụi phấn. Trong đại hà, có một ít dị thú dữ tợn giang du đáng, hình thái như thần tượng, như cổ kình, như sư hổ mãnh thú, hàm răng như đao, móng vuốt như kiếm. Đây chẳng lẽ là địa để long mạch của thần đô sao? Phong Phi Vân hai mắt chờ mong, nhìn qua một mảnh linh khí trường hà mênh mông lao nhanh này. Đây tuy rằng là một đầu linh mạch, nhưng căn bản không phải tiểu linh mạch bình thường có thể so sánh được, cơ hồ kết nối toàn bộ Trung Hoàng Phủ, mà thần đô chính là khu vực linh mạch mênh mông cuồn cuộn nhất, cho nên được xưng là long mạch. Tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu vậy mà đã thông địa để long mạch, chẳng lẽ bọn hắn muốn bỏ chạy trong long mạch sao? Thế nhưng trong long mạch có vô số hung hiểm, linh mạch chiến thú, cương phong tuyền qua, một khi gặp phải những thứ này, có thể khiến cho cả cự phách cũng phải toi mạng, huống hồ hoàng tộc còn có cường giả thủ hộ trong địa để long mạch, cách mỗi đoạn thời gian đều có cường giả thị sát, một khi phát hiện có người ngấp nghé long mạch, sẽ lọt vào giết chết. Nơi thiên kim nhất tiếu lâu thông tới long mạch, thập phần bí ẩn, ở trong một góc khuất âm u, không dễ bị phát hiện. Phong Phi Vân đi ra ngoài, vội vàng lại tránh trở về, bởi vì hắn phát hiện tu sĩ của thiên kim nhất tiếu lâu ở ngay bên cạnh trường hà màu vàng. Trên chỗ thạch bích mà bọn hắn đứng, có một cái cự đại thần hoàn, hợp với một cái khóa sắt to như chén ăn cơm, cột vào trên mũi một đầu cổ thú lớn hơn 70 mét. Đầu cổ thú này hình dạng như long, mọc ra ba cặp cánh lớn, tám cái móng vuốt, trên đỉnh đầu có ba cái đầu kim sư. Đây là một đầu ngàn năm linh thú, bị chăn nuôi trong long mạch. Những tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu kia vậy mà cưỡi trên lưng ngàn năm linh thú, lái lấy cổ thú khổng lồ lướt đi trên mặt nước long mạch màu vàng, muốn chạy trốn. Linh mạch, chính là địa mạch linh khí ngưng tụ địa thế, vừa bao hàm đại địa mạch lạc, ẩn chứa vận thế và quy tắc. Đầu linh mạch phía dưới thần đô Pê sở dĩ được xưng là long mạch, đó là vì đây là linh mạch lớn nhất cả thần tấn vương triều, ẩn chứa vận thế chi lực khổng lồ, có thể bảo vệ thần đô mưa thuận gió hòa, cường thịnh phồn vinh. Cũng có thể ngưng tụ ra linh khí nồng nặc nhất cho tu sĩ thần đô tu luyện. Lòng đất, long mạch, như một mảnh biển cả màu vàng, mãnh liệt nước cuộn trào. Hơn 30 vị tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu dưới sự dẫn dắt của lâu chủ Vạn Hóa Trúc, ngồi trên lưng ngàn năm linh thú, đánh ra màn sáng phòng hộ, xông vào trong long mạch, xuyên thẳng qua trên hải dương linh khí kim quang mê mang. Ngàn năm linh thú thân thể cường đại, có thể ngăn cản được cương phong tuyền qua trong long mạch. Những dị thú sinh hoạt trong long mạch kia cũng không dám dễ dàng đến gần, đều nhường đường cho nó. Đám tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu đánh ra hào quang phòng hộ, ngăn cách khí tức của bọn hắn, tránh né thần thức và ánh mắt của người hoàng tộc dò xét, liếc mắt qua, căn bản không thể thấy được trên lưng ngàn năm linh thú có người. Ngàn năm linh thú dần dần từng bước đi đến, nhưng cường giả Phong gia và binh tiễn thi động còn chưa đuổi đến, Phong Phi Vân sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng một cái tế ra thanh đồng cổ thuyền, chân đạp trên thanh đồng cổ trên thuyền, cũng vọt vào trong long mạch. Lực lượng của thanh đồng cổ thuyền cũng chưa được kích phát ra, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ phiêu đãng trên long mạch mãnh liệt. Thuyền nhỏ, phong cách cổ xưa mà thê lương, mang theo 18 vân phàm thiết bố rách dưới, dương buồm xuất phát, phá sóng mà đi. Một bức long mã hà đồ, lơ lửng trên thanh đồng cổ thuyền, thủ hộ lấy thanh đồng cổ thuyền. Cương phong sát khí trong long mạch đều không thể đến gần. Lâu chủ, Phong Phi Vân đuổi theo. Một vị bà lão đứng ở phần đuôi ngàn năm linh thú, nhìn tới Phong Phi Vân ở phía sau. Vạn Hóa Trúc quay đầu, nhìn lại đằng sau, chỉ thấy Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền đuổi theo không bỏ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trong long mạch rất nhiều hung hiểm, ngay cả nàng nếu không có ngàn năm linh thú làm tọa kỵ, cũng không dám đơn giản xông vào. Tu vị cảnh giới của Phong Phi Vân hiện giờ chỉ mới là thiên mệnh đệ nhị trọng, rõ ràng lại xông vào, hơn nữa lại bình yên vô sự, quả thật khiến người kinh ngạc.
Rất nhanh nàng đã nhìn ra mánh khóe, không phải vì tu vị phong phi vân cường đại, mà vì tòa thanh đồng cổ thuyền dưới chân hắn kia ẩn chứa một cổ khí tức khiến long mạch cũng phải lui tránh. Một mình hắn cũng dám đuổi theo, thực là muốn chết. Đến đúng lúc lắm, cũng vì hắn nên thiên kim nhất tiếu lâu mới bị diệt, vừa tiện lấy tính mạng hắn, báo trận huyết cừu này. Một nữ tử mặc nguyệt bạch vân y, tư sắc thượng đẳng, hai mắt như nước, thổ khí như lan, tế ra một thanh chiến kiếm phong cách cổ xưa, trong tay nặn ra trên trăm đạo kiếm quyết. Chiến kiếm, biến thành một đạo lợi mang, chém tới Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ trên thuyền, trong tay không ngừng đánh ra đạo đạo linh mạch, lưu lại ký hiệu, để cường giả phong gia và binh tiễn thi động có thể tìm theo. Đúng lúc này, một cổ kiếm khí khiếp người tuôn đến. Hai mắt Phong Phi Vân ngưng tụ, trong con mắt, nổi lên một tia hỏa diễm, truyền ra thanh âm phượng hoàng kêu, hai đạo vầng sáng chói mắt từ trong mắt bắn ra, tựa như xích tuyến, đánh cho thanh chiến kiếm kia phải nứt vỡ. Phượng hoàng thiên nhãn đã đạt đến cảnh giới cực cao, vầng sáng đánh ra đã có thể sánh được với linh khí. Phốc, lực lượng phượng hoàng thiên nhãn trùng kích lên người nữ tử dung mạo xinh đẹp kia, đánh thương nàng, kiếm quyết trong tay bị công phá, một đôi mắt đẹp, nhỏ ra máu tươi. Tâm ngọc thối lui, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một bà lão thân thể còng xuống đứng trước người nữ tử xinh đẹp này, ngón tay khô héo già nua điểm ra một đạo sát quang, như thần kiếm phá không. Tu vị bà lão này cường đại, xa không phải nữ tử xinh đẹp vừa rồi có thể so sánh, trên đạo kiếm chỉ này ngưng tụ linh khí nồng đậm trong long mạch, kiếm khí sắc bén đến cực điểm. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc bay ra ngoài, tránh thoát được kiện kiếm khí này, kiếm khí đánh vào trong thanh đồng cổ thuyền, lực lượng bị thanh đồng cổ thuyền hấp thu, không khiến thanh đồng cổ thuyền ảnh hưởng chút nào. Bá! Phong Phi Vân trở xuống trong thanh đồng cổ thuyền, có chút thả chậm tốc độ, không dám đuổi đến quá gấp. Những tu sĩ trên lưng ngàn năm linh thú tu vị đều rất cường đại, phần lớn đều đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh, trong đó lâu chủ vạn hóa trúc càng là một vị cự phách. Nếu không phải tốc độ Phong Phi Vân đủ nhanh, vậy thì rất có thể đã bị nàng gạt bỏ rồi. Mặt bà lão khác tu vị cũng cực kỳ không tầm thường, đến rất gần vô hạn cự phách. Lâu chủ, Phong Phi Vân vẫn còn theo ở phía sau, nếu không thể vứt bỏ hắn, hắn sớm muộn sẽ dẫn cường giả thần vũ quân đến. Một bà lão góp lời. Vạn Hóa Trúc cũng muốn ra tay với Phong Phi Vân, nhưng trong long mạch chiến lực cự phách cũng bị suy yếu, lại không thể là giảm ra động tính quá lớn. Bằng không thì sẽ bị hoàng tộc phía người phát giác, nàng dưới tình huống không sử dụng toàn lực cũng không làm gì được Phong Phi Vân. Ta đi giết hắn, lâu chủ, các ngươi đi trước đi. Một bà lão thiên mệnh đệ ngũ trọng chủ động xin đi giết giặc, từ trên lưng linh thú bay lên, bay trên long mạch, đánh tới Phong Phi Vân. Tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng chiến lực không phải chuyện đùa, đã có thể xưng bá một phương, trong thế lực lớn cũng có được địa vị rất cao. Phong Phi Vân tế ra thần vương lệnh, điều động lực lượng của lịch đại thần vương đánh tới bà lão kia, bảy tôn hư ảnh cực lớn đồng thời bay ra, chấn áp lấy bà lão này, đánh cho nàng chìm vào dưới đáy long mạch, bị thụ thương không nhẹ. Lực lượng thần vương lệnh chỉ có Phong Phi Vân có thể sử dụng, đủ để chấn áp tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng. Ngao! Một đầu dị thú sinh hoạt bên trong long mạch, cớn lên tựa như thao thiết, toàn thân xích lân, đầu lâu lớn như vạc nước, mở ra miệng lớn. Một ngụm nuốt bà lão chìm vào trong long mạch kia vào bụng. Những dị thú này có thể sinh tồn bên trong long mạch phần lớn đều là cổ chi dị chủng, có được thiên phú thần thông, tăng thêm long mạch rèn luyện, thân thể so với dị thú bình thường cường đại hơn rất nhiều. Chỉ trì hoãn một chút ngắn ngủi, những tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu kia đã không còn thấy bóng dáng. Tu vị ngàn năm linh thú có thể so với cự phách, chiến lực càng ở trên cự phách, tốc độ tự nhiên là khủng bố tuyệt đối. Nháy mắt có thể đi xa hơn 10 dặm. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, lần nữa truy đuổi theo, hắn tu luyện vạn thú chiến thú, khí tức trên thân giống như vạn thú chi vương, những dị thú trong long mạch kia căn bản không dám đến gần hắn, những nơi hắn đi qua, dị thú nhao nhao tránh lui. Phong Phi Vân triển khai thần thức, tìm kiếm tung tích những tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu kia, nhưng bên trong long mạch linh khí cuồng bạo, địa thế phức tạp, trở ngại rất lớn đến thần thức dò xét. Chỉ có thể diễn sinh đến ngoài trăm dặm. Ồ, đó là... Thần thức Phong Phi Vân ở phía trước phát hiện một cỗ xác chết trôi, từ đằng xa phiêu đãng qua. Ống tay áo Phong Phi Vân phất một cái, một mảnh linh mang đã bay ra ngoài, cuốn cỗ nữ thi kia tới, lan ra toàn thân cỗ nữ thi này đã cháy đen,
tử khí giạt rào, tà khí lẫm nhiên. Ngón tay Phong Phi Vân mới đụng nhẹ lên trên người nàng cũng đã cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương, có khí tức thi tà tuôn vào trong ngón tay hắn. Hắn vội vàng vận chuyển huyết mạch, có phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt trong máu, trục xuất cổ thi tà chi khí này ra bên ngoài cơ thể. Đây là đệ nhất thanh quan nhân kia của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Mạc Tâm Lam, nàng không phải cùng cao thủ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu cưỡi ngàn năm linh thú cùng nhau đào tẩu sao, sao lại chết bên trong long mạch, bọn hắn đến cùng gặp phải chuyện gì? Mạc Tâm Lam chính là thiên mệnh đệ tứ trọng, lại có nghịch thiên chi tư, Phong Phi Vân nếu không tế ra thần vương lệnh, cũng không phải đối thủ của nàng, nhưng một vị thiên chi kiều nữ tụ tập mọi sủng hạnh nơi thân này bây giờ lại biến thành một cổ tử thi. Khiến Phong Phi Vân cũng không khỏi không chú ý cẩn thận. Phía trước có nguy hiểm đáng sợ không biết. Tà khí và tử khí thật khổng lồ, ngay cả dị thú trong long mạch cũng không dám nuốt, khó trách thi thể của nàng có thể trôi tới đây. Chẳng lẽ bọn hắn ở trong long mạch gặp phải sinh vật không biết nào đó sao? Phong Phi Vân tế ra miểu quỷ ban chỉ, lơ lửng trên lòng bàn tay, sáu cổ tự trên vách ban chỉ tản mát ra lưu quang nhàn nhạt, ứng phó lấy hung hiểm tùy thời khả năng phát sinh. Oanh! Đột nhiên, cổ nữ thi đã chết đi kia đột nhiên biến thành thi tà, hai mắt mang theo hào quang cốt lục công kích tới Phong Phi Vân. Lực lượng nữ thi này cường đại, da thịt tựa như kim thiết, đã đạt đến lần thứ hai thi biến. Nới vừa tử vong đã biến thành thi tà lần thứ hai thi biến, xem ra trước khi nàng chết bất định chúng phải thi khí cường hoành, thậm chí có khả năng, nàng cũng là vì thi khí nhập vào cơ thể mà chết. Trong đầu Phong Phi Vân nhanh chóng xuất hiện một ý niệm như thế, sau đó liền bắn miểu quỷ ban chỉ tới, trực tiếp đánh bay cổ nữ thi này ra ngoài, bành, đã rơi vào bên trong long mạch, bị một cổ gió lốc trong long mạch cắn nát thi thể, biến thành bột phấn màu đen. Một vị thiên chi kiều nữ khuynh thành tuyệt đại lại vẫn lạc bên trong long mạch như vậy, chỉ để lại một đống cát đen, theo gió rồi biến mất. Khi còn sống phong hoa tuyệt đại, tụ tập ngàn vạn sủng ái nơi thân, sau khi chết ngay cả một sợi tóc cũng không lưu lại. Phong Phi Vân đã nhìn quen sinh tử, trong lòng không chút dao động, tiếp tục đi về phía trước. Không qua lâu sau, phía trước lại trôi đến hai cỗ tử thi màu đen, chính là một bà lão và một nữ tử tuổi còn trẻ. Các nàng nằm ở bên trong long mạch, trên người tử khí bức người, lượn lờ lấy khói đen, những dị thú sống trong long mạch cảm giác được tử khí trên người các nàng đều nguyên một đám chạy thục mạng, tránh không kịp. Chúng ngửi thấy được khí tức nguy hiểm. Hai cổ tử thi này từ bên cạnh thanh đồng cổ thuyền trôi qua, Phong Phi Vân nhận ra các nàng, đúng là hai vị tu sĩ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu vừa rồi, bà lão này còn sắp tiếp cận nửa bước cự phách. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu. Sau đó tiếp tục đi về phía trước thỉnh thoảng lại nhẹ trôi đến một hai cỗ tử thi, lúc nhiều nhất, có sáu tử thi đồng thời phiêu đãng qua, từng cái đều toàn thân biến thành màu đen, tử khí bao phủ thân thể. Có dục dịch, đều muốn biến thành thi tà. Chẳng lẽ tu sĩ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu toàn quân bị diệt rồi sao? Phía trước, chuyện đến tiếng kêu rên của linh thú, còn có chiến lực cường đại chấn động. Phong Phi Vân vội vàng đuổi theo. Muốn xem rốt cuộc là quái vật gì, lại có thể giết chết nhiều cường giả Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu như vậy. Oanh! Một mảnh tử khí màu đen bắt đầu khởi động qua, như màn đêm lăn áp, trùng kích khiến long mạch đều bốc lên không thôi. Đây là một cổ tử khí đáng sợ, va chạm lên thanh đồng cổ thuyền, Phong Phi Vân cắt mở tay ra cổ tay, nhổ ra huyết dịch, bốc cháy lên hỏa diễm, mới thiêu đốt được những tử khí kia. Bành! Một cỗ tử thi bay qua trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Đụng vào trên thạch bích cứng rắn như sắt, thân thể cắm vào sâu trong thạch bích. Phong Phi Vân có chút liếc qua bên bờ long mạch, trong lòng hơi khẽ chấn động, đó là thi thể vạn hóa trúc, đây chính là một vị cự phách hàng thật giá thật a hát. Lâu chủ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu vẫn lạc, đã bị chết trong long mạch. Hung hiểm phía trước có thể giết chết cự phách, khiến Phong Phi Vân do dự, không biết có nên tiếp tục tiến về trước hay không. Tiếng kêu rền của ngàn năm linh thú tiếp tục truyền đến. Thập phần khiếp người. Rầm rầm, một đầu linh thú màu vàng tựa như dao long, từ đằng xa chạy trốn đi, ba khỏa đầu lâu đều bị chặt đứt, tám cái móng vuốt đã đoạn sáu cái, thân thể bị chém đứt thành hai đoạn, chỉ còn lại một đoạn thân thể dài mấy chục thước vẫn tiếp tục bỏ trốn. Linh thú, sinh mệnh lực cường đại, mặc dù bị chém đứt đầu lâu, chỉ cần chiến hồn trong thân thể linh thú bất diệt thì sẽ không chết được. Đây là một bức hình ảnh cực kỳ đáng sợ, trên hải dương màu vàng. Thân thể ngàn năm linh thú cũng đã bị cắt thành hai đoạn, ba khỏa đầu lâu rơi xuống,
máu trên cổ phun ra như huyết tuyền, nhưng vãn đang liều mạng chạy trốn, giống như một đầu minh thú từ trong địa ngục trốn ra vậy. Đầu ngàn năm linh thú này đã bị trọng thương, nơi miệng vết thương còn đang bốc lên khói đen, tử khí và tà lực đang trùng kích thân thể nó. Thân thể ngàn năm linh thú còn cường đại hơn cả cự phách, tốc độ càng nhanh hơn cự phách rất nhiều, nhưng vẫn rơi vào kết quả như vậy. Tuy rằng chạy thoát được nhưng nó lại không thể luyện hóa tà khí trong cơ thể, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Phong Phi Vân rất xa nhìn qua, trên trường hà màu vàng, đầu linh thú cụt đầu kia đang chạy trốn lung tung, hoàn toàn không cảm giác được phương hướng. Ngàn năm linh thú tuy rằng đã trọng thương, lại bị tà khí nhập vào cơ thể, 10 tầng chiến lực không phát huy được một, nhưng cũng không phải với chiến lực Phong Phi Vân hiện giờ có thể trấn áp được, mặc dù sử xuất thần vương lệnh, cũng không đánh lại ngàn năm linh thú đã bị thương. Lực lượng trong thân thể nó đang nhanh chóng xói mòn, nhất định là cổ tà khí kia đang phai mờ sinh mệnh lực của nó, nhiều nhất sau nửa canh giờ nữa thì sinh mệnh lực của nó sẽ xói mòn 99%, đến lúc đó ta lại ra tay rút ra linh thú chiến hồn trong thân thể nó. Linh thú chiến hồn tu luyện ngàn năm mới có thể đủ khiến miểu quỷ ban chỉ tấn thăng đến cấp bậc tam phẩm linh khí. Phong Phi Vân trong lòng bắt đầu trở nên kích động, nhưng cũng không vội vã ra tay, vẫn đang trông xem thế nào. Không ngoài Phong Phi Vân dự liệu, sau nửa canh giờ, tốc độ chạy trốn của đầu ngàn năm linh thú kia càng lúc càng chậm chạp, thật giống như lâm vào trong vũng bùn vậy, da thú toàn thân đều trở nên đen kịt, tà khí đã trào ra toàn thân nó, sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng xói mòn. Lực lượng tử vong thật cường đại tử, linh thú tu luyện ngàn năm cũng không thể chống lại. Phong Phi Vân tế ra thần vương lệnh, trực tiếp bổ tới đầu ngàn năm linh thú kia, trong thần vương lệnh chút xuống mảng lớn vầng sáng màu vàng, chém thân thể đầu ngàn năm linh thú kia thành hai nửa. Oanh! Một đầu linh thú chiến hồn hơn 70 mét, từ bên trong bay ra, mọc ra ba cái đầu lâu, tám cái móng vuốt, ba cặp cánh bằng thịt, vầng sáng vạn trượng, uy năng thập phần khiếp người. Linh thú chiến hồn ngàn năm vẫn cực kỳ cường đại, nếu không phải chiến hồn của nó đã bị tà khí xâm lấn, tinh bì lực tẫn thì Phong Phi Vân căn bản không dám dễ dàng tới gần. Phong Phi Vân nắm lấy thần vương lệnh cùng linh thú chiến hồn đã tinh bì lực tẫn kia đại chiến, linh hồn chiến hồn trở nên ngày càng suy yếu, tiếng gào thét cũng càng lúc càng trầm thấp, rất nhanh đã bị thần vương lệnh trấn áp. Nguy rồi, lực lượng thần vương lệnh đã yếu đi. Bên trong thần vương lệnh chịu tải chính là ý chí thần vương, muốn kích phát ra ý chí của lịch đại thần vương, bộc phát ra lực công kích cường đại, phải dùng linh thạch để cung cấp năng lượng. Linh thạch chi lực bên trong thần vương lệnh đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Phong Phi Vân trực tiếp cất thần vương lệnh vào, lực lượng dị thú chiến hồn cao thấp toàn thân đều kích phát ra, ngưng tụ trên cánh tay, dùng ra lực lượng toàn thân, một quyền đánh tới, đánh bay linh thú chiến hồn. Phong Phi Vân cũng không cho nó cơ hội thở dốc, tiếp tục ra tay, mỗi một lần đều ngưng tụ lực lượng toàn thân, liên tiếp đánh ra 78 quyền. Mới đánh cho linh thú chiến hồn ngàn năm kia hấp hối, không thể nhúc nhích. Phong Phi Vân cũng thở dốc, linh khí trong thân thể tiêu hao cực lớn. Muốn đối phó linh thú chiến hồn ngàn năm không phải chuyện nhẹ nhõm, nếu vào lúc bình thường, cho dù trong thân thể Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn, đối với linh thú chiến hồn đều có được tác dụng áp chế nhất định, nhưng vẫn không có khả năng trấn áp được linh thú chiến hồn. Hôm nay, Phong Phi Vân chiếm cứ thiên thời địa lợi. Hơn nữa đầu linh thú ngàn năm này còn bị trọng thương, mới có thể bị hắn thừa cơ hàng phục. Phong Phi Vân tế ra miểu quỷ ban chỉ, điều động tất cả 6 bức thần đồ trong miểu quỷ ban chỉ, bộc phát ra hắc mang lành lạnh. Từng đạo trận pháp vận chuyển trên miểu quỷ ban chỉ, hào quang màu đen càng lúc càng thịnh, như biến thành một vòng mặt trời màu đen. Mở! Phong Phi Vân dẫn động khí thức thanh đồng cổ thuyền, chấn áp miểu quỷ ban chỉ, cưỡng ép mở ra trên miểu quỷ ban chỉ một lỗ hổng. Truyền ra một mảnh hấp lực như vòng xoáy, hấp linh thú chiến hồn ngàn năm vào trong. Nhất định phải đột phá tam phẩm linh khí. Nhất định phải đột phá tam phẩm linh khí. Phong Phi Vân trong miệng thì thầm. Tam phẩm linh khí và nhị phẩm linh khí có khác nhau về bản chất, lực lượng kém một y đại đẳng cấp, thật giống như chênh lệch giữa một thiếu niên 12, 13 tuổi và một đứa con nít vậy, mà tứ phẩm linh khí chính là một chiến tướng võ trang đầy đủ. Chiến lực chênh lệch cực kỳ lớn. Kém một phẩm cấp, chính là cách biệt một trời. Vẫn kém một chút, linh tính của linh thú chiến hồn ngàn năm cũng không thể khiến miểu quỷ ban chỉ tấn chức tam phẩm linh khí, còn kém một bậc. Phong Phi Vân cảm thấy thất vọng. Miểu quỷ ban chỉ hiện giờ thuộc về nhị phẩm linh khí đỉnh phong,
chỉ kém tam phẩm linh khí một tia, nhưng uy lực đã có chênh lệch về bản chất, một cái trên trời, một cái dưới đất. Kim ti linh thạch. Trong đầu Phong Phi Vân lóe lên linh quang, nghĩ tới kim ti linh thạch. Kim ti linh thạch linh tính rất mạnh, đặc biệt là kim ti thai nghén bên trong, quả thực chính là linh tính chi căn. Chỉ cần một sợi kim ti cũng có thể khiến chuẩn linh khí sinh ra linh tính, trở thành một kiện nhất phẩm linh khí. Hôm nay miểu quỷ ban chỉ đã đạt đến nhị phẩm linh khí đỉnh phong, chỉ kém một tia linh tính là có thể bước vào cảnh cửa tam phẩm linh khí. Linh tính của kim ti linh thạch có lẽ có thể khiến nó triệt để bước vào hàng ngũ tam phẩm linh khí. Phong Phi Vân vội vàng lấy ra kim ti linh thạch, không đợi nghĩ nhiều, liền trực tiếp từ bên trong rút ra một sợi kim ti hết sức nhỏ, lần nữa mở ra linh khí chi môn bên trong miểu quỷ ban chỉ, đánh sợi kim ti kia vào trong đó. Kim ti sau khi tiến vào linh khí liền nhanh chóng hòa tan, biến thành một mảnh hải dương màu vàng tràn ngập linh tính. Linh tính, đề cao một phần. Phong Phi Vân trong lòng vui hơn, liền tranh thủ đánh sợi kim ti thứ hai vào trong miểu quỷ ban chỉ, tiếp theo là sợi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Oanh, miểu quỷ ban chỉ rốt cục phát sinh lột xác, bên trong truyền đến từng đạo thiên âm cùng thú hống. Miểu quỷ ban chỉ từ trong tay Phong Phi Vân bay lên, không ngừng xoay tròn, phát ra thanh âm leng keng, giống như đang hoan minh vậy. Miểu quỷ ban chỉ, đạt đến cấp bậc tam phẩm linh khí. Sáu bức thần đồ trên miểu quỷ ban chỉ trở nên càng thêm chân thật, giống như muốn ngưng tụ ra sáu cái đại thế, khí tức khiếp người. Phong Phi Vân điều động lực lượng toàn thân mới có thể khiến miểu quỷ ban chỉ thức tỉnh, trận pháp vận chuyển, một đạo linh khí chi quang đánh xê ra ngoài, bay ra xa 800 dặm, đè chết một đầu dị thú 800 năm trong long mạch. Ha ha! Phong Phi Vân cười lớn một tiếng, có kiện tam phẩm linh khí này trong tay, chiến lực lại tăng lên không ít. Đã có tiến vốn tranh hùng với người trên thượng sử thi thiên tài bảng rồi. Phong Phi Vân đi tới bên cạnh thi thể linh thú kia, lấy ra bạch thạch cự đao, ở trong thi thể nó lấy ra một khối linh hạch lớn như nắm đấm. Chỉ có trong cơ thể linh thú mới có thể thai nghén ra linh hạch, cái này cùng loại với đan điền và tử phủ của tu sĩ, bên trong có được linh khí và đạo tắc tinh thuần nhất của linh thú. Linh hạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao ở thần tấn vương triều, mà ngay cả linh thú cũng thập phần hiếm thấy, có thể chém giết linh thú, cướp lấy linh hạch của nó lại càng ít. Có khỏa linh hạch này rồi, ta có nắm chắc trong vòng 2 ngày, tăng lên tới cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng. Cảnh giới Phong Phi Vân đã đủ rồi, chênh lệch chỉ là số lượng linh khí trong thân thể, mà linh hạch linh thú thai nghén ra, lực lượng tinh thuần, rất dễ dàng bị nhân thể hấp thu, cũng có thể khiến tử phủ linh khí trong thân thể Phong Phi Vân nhanh chóng tăng trưởng. Phong Phi Vân bây giờ có được 73.000 đạo tử phủ linh khí, chỉ cần tu luyện ra 10 vạn đạo tử phủ linh khí, là có thể bước vào cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng rồi. Một khi bước vào cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng, Phong Phi Vân liền triệt để có được lực lượng tranh hùng với những tuyệt thế thiên kiêu trên thượng sử thi thiên tài bảng kia, những tuyệt đại thiên kiêu kia đại đa số đều dừng lại ở cảnh giới thiên mệnh đệ tứ trọng. Thiên tử Phong Phi Vân cao hơn bọn hắn, có được bất tử phượng hoàng thân và vạn thú chiến thể. Chỉ cần đạt tới thiên mệnh đệ tam trọng liền có thể vượt qua cảnh giới mà chiến, cùng bọn họ tranh hùng. Phong Phi Vân thu linh hạch, ánh mắt nhìn về phía long mạch, chỗ đó tử khí bắt đầu khởi động, trong mơ hồ có một cổ lực lượng bàng bạc giấu giếm trong đó. Hắn triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn về trong tử khí, thiên nhãn chi quang, xuyên phá tử khí, chỉ thấy bên trong tử khí vậy mà ngồi xếp bằng một vị tuyệt mỹ nữ tử, thân thể nàng chìm nổi bên trong long mạch, tóc đen như thác nước. Thu thủy là cơ ngọc là cốt, tuy rằng chung quanh của nàng đều bắt đầu khởi động lấy tử khí, nhưng trong thân thể nàng lại bắt đầu khởi động lấy tia sáng trắng thánh khiết, như nguyệt cung tiên tử vậy. Nàng đang phun ra nuốt vào thần hoa, hấp thu linh khí bên trong long mạch, thai nghén thân thể bản thân, trở nên càng lúc càng óng ánh sáng long lanh. Phốc! Phong Phi Vân chứng kiến nữ tử ngồi xếp bằng trong long mạch kia, trong lòng chấn động thật lớn. Nữ ma sao lại chạy đến bên dưới thần đô? Lại hấp thu long mạch chi lực, luyện hóa thi thể, hơn nữa còn tế luyện toàn bộ cao thủ hoàng tộc dò xét long mạch thành thi tà nô lệ, thủ hộ ở chung quanh nàng. Đột nhiên, Phong Phi Vân cảm giác được xương cốt toàn thân, tựa hồ như đông lạnh lại, có thứ gì đó đang theo dõi mình. Một cảm giác nguy cơ làm cho người ta lạnh sống lưng. Cảm giác nguy cơ này tới từ dưới đáy long mạch, bị thần thức Phong Phi Vân dò thám rõ ràng, đạo lực lượng đáng sợ đang tập kích Phong Phi Vân. Một cái đuôi đầy lân phiến, sợ là dài hơn 100 mét từ dưới đáy long mạch đánh tới.
Bá. Thân ảnh Phong Phi Vân như điện, vận dụng luân hồi tật tốc, hiểm hiểm tránh thoát đi, quần áo bị một chút nước nhờn ăn mòn thành cặn bã. Cái gì đó, dị thú, linh thú. Phong Phi Vân thu hồi thanh đồng cổ thuyền lại, quan sát vách đá bên cạnh long mạch như có một con rơi đang nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Ngao, ngao. Tiếng thú giống đinh tai nhức óc từ dưới long mạch vọng lên, vách đá rung chuyển mạnh mẽ. Long mạch kết nối với hoàng phủ, bởi vì linh khí nồng đậm cho nên sinh ra rất nhiều dị thú tu vị cường đại, thậm chí có linh thú chiếm giữ trong long mạch, tranh phách một phương. Phong Phi Vân cảm giác được đạo khí thức kia chính là linh thú phát ra, hơn nữa lực lượng còn mạnh hơn con linh thú ngàn năm mà tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu chăn nuôi nhiều lắm. Hẳn là khí tức linh thú linh hạch ngàn năm đã dẫn bá chủ trong long mạch đi ra. Phong Phi Vân tránh né nhanh chóng, hắn nghĩ như thế. Hắn hiện tại chỉ có hai biện pháp lựa chọn, thứ nhất, ném linh thạch ra xa, dẫn dắt linh thú bá chủ rời đi sau đó bỏ chạy trối chết. Thứ hai, lợi dụng tay nữ ma bức lùi bá chủ linh thú ở đây. Hai biện pháp này vô cùng nguy hiểm, đương nhiên lựa chọn loại thứ nhất chính là Phong Phi Vân sẽ mất đi linh hạch, đột phá thiên mệnh tam trọng sẽ còn cách hắn rất xa. Loại phương phá thứ hai có tính nguy hiểm cao hơn, nếu như nữ ma bừng tỉnh thì nàng chắc chắn sẽ ra tay với Phong Phi Vân. Nữ ma mà ra tay thì cho dù Phong Phi Vân có 10 cái mạng cũng bị nghiền thành cặn bã không còn thừa. Xôn xao. Cái đuôi to lớn lại đánh tới lần nữa, lần này Phong Phi Vân thấy rõ đó là cái đuôi của con rắn, lân phiến to như bàn tay. Phong Phi Vân vận dụng thân pháp, hóa thành lưu quang, dùng thần vương lệnh che chở thân thể, sau đó bay về phía sau. Đây là vị trí nữ ma đang ngồi xếp bằng. Hắn muốn mượn khí tức của nữ ma trấn nhiếp linh thú bá chủ. Bành! Lực lượng cuối cùng trong thần vương lệnh đã biến mất nhưng vẫn ngăn cản được một kích của linh thú bá chủ. Mặc dù có lực lượng của thần vương lệnh, Phong Phi Vân vẫn bị đánh bay ra ngoài như cũ, thân thể nhảy vào trong tử khí nồng đậm, liền tranh thủ lấy miểu quỷ ban chỉ ra, lợi dụng tam phẩm linh khí uy ngăn cản tử khí này. Đám tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu chính là hấp thu tử khí thi tà mà nữ ma tỏa ra mới chết đi, Phong Phi Vân cũng không muốn bước theo gót của bọn chúng. Tuy Phong Phi Vân tu luyện bất tử Phượng Hoàng cho nên có năng lực ngăn cản tử khí thi tà rất mạnh, nhưng mà dù sao đối mặt chính là nữ ma, Phong Phi Vân vẫn phải cẩn thận mới được, cho nên mới lấy miểu quỷ ban chỉ ra thủ hộ bản thân. Nữ ma ngồi xếp bằng trong long mạch, 30 dặm có hơn, tóc đen bồng bềnh, song mắt nhắm chặt, thu nạp lực lượng từ long mạch. Bốn phía của nàng có 6 thi tà màu vàng, mỗi con đều có trình độ thi tà nhị biến, bọn chúng vốn là người dò xét long mạch hoàng tộc. Nhưng đã bị nữ ma đánh chết, luyện hóa làm thi tà nô lệ, thủ hộ lấy nàng. Khí tức trên người nữ ma thật khiếp người, ngay cả linh thú bá chủ cũng không dám tiếp cận nàng. Phong Phi Vân thu liếm khí tức, chậm đi vào tử khí linh vực của nữ ma, tránh né con linh thú bá chủ đuổi giết. Phong Phi Vân đi tới cách nữ ma 30 dặm thì không dám tiến lên phía trước, bởi vì quá hung hiểm, nếu lại đi về phía trước, có khả năng bị lực lượng thi tà của nữ ma giết chết. Lực lượng chân nhân cường đại không cách nào đo lường được, mặc dù chân nhân thổi một hơi cũng có thể thổi tan thân thể Phong Phi Vân, hóa thành bùn máu. Chân nhân bắn ra một chỉ có thể cách vạn dặm đánh chết cự phách. Linh thú bá chủ chạy ra xa, không dám tới gần, thỉnh thoảng gào thét không cam lòng. Nữ ma đầu này đang cướp lấy long mạch chi lực, tăng thêm huyết tuyền của hàng tỷ dân chúng tại Nam Thái Phủ, xem ra nàng muốn trùng kích thì biến lần thứ 5. Phong Phi Vân kiến thức to lớn, hắn từng nhìn thấy thi vương thi biến lần thứ 6, biết rõ thi tà mỗi lần thi biến đều cần lực lượng khổng lồ, làm rất nhiều chuẩn bị, cũng giống như tu sĩ độ kiếp vậy, không cẩn thận là phải chết. Muốn tiến hành thi biến lần thứ 5, cần phải có huyết khí khổng lồ. Nam Thái Phủ có hơn phân nửa người đã bị đồ sát, máu tươi mấy tỷ người đổ vào trong bùn đất, trong lòng đất tụ tập một dòng sông máu, những thứ này chính là chuẩn bị đột phá thi biến lần thứ 5 của nữ ma. Huyết khí trong lòng đất Nam Thái Phủ có lẽ đã đủ, hiện tại nàng cần chính là năng lượng mà thôi. Linh mạch bình thường không cách nào đủ chèo chống thi biến lần thứ 5, cho nên nàng mới có thể đi tới long mạch dưới thần đô, chỉ có lực lượng long mạch mới dồi dào nhất. Trong tay của nàng nắm giữ hóa đạo thạch, muốn hoàn thành thi biến lần thứ 5 có tỷ lệ 1/10. Dị loại như thi tà, những thi tà bình thường muốn thi biến lần thứ 4 lên lần thứ 5, xác suất chỉ có 1%. 99% thi sẽ vẫn lạc, nhưng mà nữ ma nắm giữ hóa đạo thạch, có tăng xác suất thành công lên gấp 10 lần.
Nữ ma tu luyện tam thi trảm đạo, nếu có làm cho thiện thị, ác thi, bản tôn hợp nhất, như vậy xác suất lột xác thi biến lần thứ 5 khả năng thành công rất cao. Tâm thần Phong Phi Vân trầm trọng, chính mình và Tiêu Nặc Lan chính là cùng một loại người, kiếp trước đều là cường giả tuyệt thế, nhân vật cấp vũ hóa, nhưng đều đã chết đi, hôm nay Tiêu Nặc Lan tu luyện tam thi trảm đạo, tu vị đã trở về từng chút một, mà mình mới là thiên mệnh nhị trọng. Nàng cũng đã tu luyện hơn 1.000 năm, ta mới tu luyện vài năm, tự nhiên không thể so sánh với nàng được, nhưng mà phải tiến bước nhanh hơn, nữ ma đầu này thị sát khát máu thành tính. Một khi để cho nàng hoàn thành thi biến lần thứ 5, có thể luyện hóa cả thần tấn vương triều không chừng. Phong Phi Vân cầm lấy khối linh hạch nhỏ ra, linh hạch cứng rắn như sắt, bên trong ẩn chứa sinh mạng chi lực khổng lồ, nếu tùy tiện chắt lọc lực lượng trong đó, lực lượng linh thú cuồng bạo sẽ làm kinh mạch tu sĩ đứt gãy. Nội hạch linh thú ngàn năm giống như đan điền của cự phách, tu sĩ bình thường không hiểu cách chắt lọc lực lượng bên trong, va chạm vào lực lượng bên trong sẽ biến thành tro bụi. Phong Phi Vân tự nhiên được biện pháp dẫn dắt lực lượng linh hạch chuẩn xác. Hấp thu lực lượng linh hạch, đột phá thiên mệnh tam trọng, tu vị của ta sẽ tăng lên một bước lớn, luân hồi tật tốc sẽ nhanh hơn, cho dù linh thú kia cũng không đuổi kịp ta, chạy đi hẳn không thành vấn đề. Ngón tay Phong Phi Vân như một linh bút, từng đạo linh quang khắc lên linh mạch, hình dạng như lưới, bao phủ linh thạch tầng tầng. Sau khi làm xong một loạt biện pháp, Phong Phi Vân hai tay cầm lấy linh hạch. Trong lòng bàn tay hóa thành vòng xoáy, ngàn vạn linh khí trong linh hạch bay ra, bay về hai tay của Phong Phi Vân. Năng lượng ẩn chứa trong linh thú linh hạch vô cùng khổng lồ, vượt xa linh thạch, hơn nữa cung đã bị linh thú luyện hóa qua, tu sĩ hấp thu cũng dễ dàng hơn nhiều. Trong người Phong Phi Vân vốn đã có được 73.000 tử phủ linh khí, giờ phút này số lượng tử phủ linh khí gia tăng thật nhiều, chỉ trong một phút đã gia tăng thêm 20 tử phủ linh khí trong đan điền. Trong thời gian một ngày, trong người Phong Phi Vân sinh ra hơn 23.000 đạo tử phủ linh khí, đạt tới hơn 96.000 đạo tử phủ linh khí, cách thiên mệnh tam trọng càng gần. Mà ngày hôm nay thần đô sinh ra biến hóa to lớn. Thiên kim nhất tiếu lâu bị san bằng thành bình địa, hóa thành phế tích, chuyện này làm tu sĩ cả thần đô khiếp sợ, lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng đáng sợ của thần vương phủ. Ngày hôm sau tảo triều, trong nội cung sôi trào, cả triều văn võ. Hơn 40 quan viên đồng thời vạch tội thần vương Phong Phi Vân, trong đó càng có Thiên Hầu và Cửu Khanh, liệt ra 13 tội trạng của Phong Phi Vân. Mà chuyện này người trong cuộc, Phong Phi Vân lại không biết tung tích, cũng không có xuất hiện tại đế cung, việc này cũng tạm thời thôi. Các ngươi nói Phong Phi Vân có thể đã chết trong tay cao thủ thiên kim nhất thiếu lâu hay không? Trong một phủ đệ to lớn, có mấy trẻ tuổi tuấn kiệt tụ tập một đường, nữ có nam có, tu vị không tầm thường. Đều là vương giả thế hệ này. Lệnh Đông Lai Mặc Thiết Khải, trong tay cầm một thanh đao, nhẹ nhàng cạo móng tay, cười lạnh nói. Có tin tức để lộ ra, Phong Phi Vân tiến vào long mạch dưới lòng đất, trước đuổi theo giết cao thủ thiên kim nhất thiếu lâu trốn chết, vừa đi đã không quay lại. Việc này nếu là thật, như vậy Phong Phi Vân rất có thể chết trong long mắc rồi. Một nữ tử da thịt tuyết trắng, lông mi kẽ đen nói ra, trên người của nàng có linh hoa lưu động. Chính là thiên chi kiều nữ của đạo môn. Nghe nói hoàng tộc đã phái mấy đại nhân vật đi vào long mạch tìm hắn, ngay cả tấn đế cũng chú ý chuyện này, cảm giác trong long mạch có chấn động kỳ quái, vài con linh thú bá chủ ngàn năm trong linh mạch trở nên dị động, lộ ra chuyện không tầm thường, nếu là trong vòng 3 ngày không tìm được Phong Phi Vân, như vậy hắn rất có thể đã chết trong bụng linh thú. Long thần nhai nói ra, hừ, ta đúng là hy vọng hắn không chết. Như vậy ta có thể tự tay đánh bại hắn. Lệnh Đông Lai bởi vì thua Phong Phi Vân trong đấu giá hạ sử thi thiên tài cho nên canh cánh trong lòng. Long thần nhai cười nói. Nghe nói thần tướng gần đây đạt được một kiện phai bảo, tu vị lại có tinh tiến. Đã đột phá thiên mệnh tam trọng. Lệnh Đông Lai không cố kỵ nói ra. Nghe nói như thế, tu sĩ ở đây chấn động, Lệnh Đông Lai còn chưa tới 20 tuổi, rõ ràng đã đạt tới thiên mệnh tam trọng. Thiên phú bực này còn đáng sợ hơn đám người thượng sử thi thiên tài bảng, ngay cả thần vương đệ nhất thiên tài của thần tấn vương triều Phong Phi Vân, tốc độ cũng không nhanh bằng hắn. Lệnh Đông Lai lạnh nhạt nhìn qua biểu hiện kinh ngạc của đám người, trong lòng cười lạnh, kỳ thật hắn ở quỷ thôn đạt được một gốc linh thảo, từ sớm đã đột phá thiên mệnh tam trọng, hôm nay đạt được thượng cổ kỳ bảo, đã đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong. Nếu nói cho đám người này biết, ta đều sắp đột phá thiên mệnh tứ trọng. Không phải bọn chúng sẽ kinh ngạc thành thế nào.
Lệnh Đông Lai am hiểu che giấu, tự nhiên sẽ không nói ra. Linh khí trong long mạch nồng đậm tới mức hóa thành dịch. Phong Phi Vân ngồi trên long mạch, thân thể lơ lửng, linh hạch trong lòng bàn tay vẫn linh khí đầy đủ như trước, ngàn vạn linh khí rót vào trong người của Phong Phi Vân. Đã 99.000 đạo tử phủ linh khí. Phong Phi Vân phân biệt cho tâm thần tiến vào trong đan điền, bắt đầu mở rộng tử phủ đạo cung, không ngừng khai phá không gian, dung nạp tử phủ linh khí khổng lồ hơn. Thiên mệnh cảnh, tổng cộng chia làm cửu trọng. Mỗi tam trọng là một cái khảm, thiên mệnh nhất trọng, thiên mệnh nhị trọng, thiên mệnh tam trọng đều chỉ cần tu luyện tử phủ linh khí, chỉ cần mở không gian trong tử phủ ra, số lượng tử phủ linh khí đầy đủ là có thể đột phá cảnh giới. Cảnh giới của Phong Phi Vân đã sớm đạt tới thiên mệnh tam trọng, chênh lệch chính là tử phủ linh khí, chỉ cần tu luyện ra 10 vạn đạo tử phủ linh khí là có thể bước vào thiên mệnh tam trọng, tử phủ nội cung càng ngưng thực hơn. Trong tử phủ, số lượng tử phủ linh khí mênh mông như biển, chẳng khác gì một phiến thiên địa. Oanh! Một đám mây bay ra trong tử phủ đạo cung, vầng sáng như mặt trời, linh khí như linh thú. Lúc này trong tử phủ nội cung nổ vang, toàn thân Phong Phi Vân đều chấn động, từ trong có tử sắc quang mang chấn động cả long mạch. Hai bàn tay hình thành vòng nước xoáy, càng cao trào hơn lúc trước, điên cuồng hút lấy linh khí trong linh hạch, từ lỗ chân lông đến kinh mạch, chảy vào huyết mạch, truyền vào đan điền, chuyển hóa làm tử phủ linh khí, cả thân thể như được rèn luyện một lần. Đùng đùng không dứt. Tử phủ linh khí không ngừng tăng trưởng còn nhanh hơn bất cứ thời điểm nào, cơ hồ nháy mắt đã có 100 đạo tử phủ linh khí ngưng tụ ra, 99.100 đạo, 99.200 đạo, 99.300 đạo, oanh. 10 vạn đạo tử phủ linh khí. Cả tử phủ nội cung đột nhiên mở rộng, tăng lớn gấp 10 lần, 10 vạn đạo tử phủ linh khí chạy như điên bên trong, quả thực giống như 10 vạn con mãnh thú hoặc nước lũ đang tàn phá bừa bãi. Phong Phi Vân đạt tới thiên mệnh tam trọng. Đạt tới thiên mệnh tam trọng, Phong Phi Vân đã có được thực lực chống lại những cường giả trên thượng sử thi thiên tài bảng, có lẽ sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà đã cùng cấp bậc. Phong Phi Vân đình chỉ tu luyện, linh khí trong linh hạch mới hấp thu một phần cực nhỏ, còn chưa tới 1/10. Linh thú linh hạch có thể so với đan điền cự phách, đủ để treo chống cho ta tu luyện tới nửa bước cự phách, hơn nữa tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn xa những người khác. Phong Phi Vân thu hồi khối linh hạch này, đây chính là một kiện chân bảo, giá trị liên thành. Phong Phi Vân lấy thần vương lệnh ra, linh khí trong thần vương lệnh đã triệt để hao hết, phải bổ sung linh khí lần nữa mới có thể tiếp tục điều động thần vương lệnh. Phong Phi Vân muốn thoát ra khỏi tầm mắt của linh thú bá chủ, tự nhiên là phải nhờ vào lực lượng thần vương lệnh mới được. Phong Phi Vân kích hoạt trận pháp trong thần vương lệnh, lấy ra một khối chân diệu linh thạch đặt vào trong máng lệnh bài. Trận pháp vận chuyển, linh khí trong linh thạch bị hấp thu nhanh chóng, chỉ hai hô hấp thì linh khí trong linh hạch bị hấp thu không còn, chỉ còn lại cho bụi. Nhanh như vậy, một khối chân diệu linh thạch có thể chống đỡ cho tu sĩ thiên mệnh nhất trọng tu luyện 2 năm, bây giờ ba hô hấp đã bị thần vương lệnh hấp thu xong. Phong Phi Vân cảm thấy đau lòng, sau đó lấy viên linh thạch thứ hai đặt vào rãnh. Bành! Hai hô hấp sau linh thạch biến thành bụi phấn. Tuy lực lượng thần vương lệnh biến mất rất mạnh, nhưng mà tiêu hoa cũng rất lớn, Phong Phi Vân liên đặt 743 khối chân diệu linh thạch, năng lượng trong thần vương lệnh cũng được rót đầy linh khí. Ông trời, đây quả thực cũng là hao phí linh thạch, cho dù là mỏ linh thạch cũng hút khô lại. Giống như Phong gia lúc trước tại Nam Thái Phủ xem như thế lực tu tiên lớn nhất, nhưng mà trong mỏ khoáng sản một năm trỏ đào hơn 100 khối linh thạch. Thần vương lệnh mỗi một lần linh lực khô kiệt, hao phí linh thạch bằng sản lượng linh thạch 7 năm của thế lực tu tiên lớn, chuyện này tự nhiên làm cho Phong Phi Vân vô cùng đau lòng. Về sau vẫn nên ít sử dụng thần vương lệnh, mỗi lần đánh ra một chiêu là tiêu hao vài chục khối linh thạch, có thể mua được vài cọng linh thảo ngàn năm. Phong Phi Vân thu hồi thần vương lệnh. Là thời điểm nên rời đi rồi, nếu không đi ra ngoài, bên ngoài chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, mang miểu quỷ ban chỉ nắm trong lòng bàn tay, sau đó đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này trong long mạch xa xa, ba đạo lưu quang bay tới, là ba đại nhân vật. Ba người này tu vị đều thập phần cường đại, bay trên long mạch và những linh thí kia nhao nhao tránh lui, bị uy áp của bọn họ làm trốn vào sâu trong linh mạch. Đông cung tổng quản, cũng đã 2 ngày, thần vương khẳng định đã vẫn lạc trong long mạch rồi, chúng ta nên quay về đi.
một lão giả áo bào vàng mặt đầy râu ria nói ra. Lão giả này chính là khách khanh hoàng tộc, tu vị thập phần cường hoành, trên đỉnh đầu ngưng tụ khí tượng mạnh mẽ. Lão thái giám bay bên cạnh hắn chính là một trong năm đại nội tổng quản, Đông Cung tổng quản. Ồ, các ngươi xem, phía trước có khí tức tử vong thật mạnh, chẳng lẽ có yêu nghiệt chiếm giữ? Cường giả thứ ba nói ra. Quả nhiên cường hoành, khó trách tấn đế đặc biệt phân phó lão nô phải cẩn thận xem xét long mạch, xem ra tấn đế cũng đã sớm phát hiện tử khí ở đây. Trong tay Đông Cung tổng quản cầm một tấm thần phù, thời điểm hắn đi vào lòng đất, tấn đế giao cho hắn, một khi bên trong có lực lượng không tưởng tượng nổi vậy thì sử dụng thần phù này, tấn đế sẽ ra tay. Đông Cung tổng quản trở nên cẩn thận đứng đó, long mạch chấn động khiến Tấn Yến Kinh xem trong như thế, như vậy yêu nghiệt này nhất định vô cùng cường đại, không cẩn thận là mất mạng. Phong Phi Vân nhìn thấy ba người từ xa bay tới, trong lòng vui vẻ, ba người này đều là người hoàng tộc, xem ra đặc biệt tới nơi này tìm kiếm mình. Phong Phi Vân thu hồi miểu quỷ ban chỉ, có ba cường giả hộ tống, căn bản không sợ linh thú bá chủ kia nữa. Đúng lúc này nữ ma ngồi xếp bằng trên long mạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Không tốt, nữ ma bị bừng tỉnh. Phong Phi Vân nội tâm chấn động. Nữ ma bỗng nhiên đứng lên, dáng người yểu điệu thướt tha, trên người xuất hiện đạo hào quang sáng ngời, thân thể bất động, làn da như hóa đá, hóa thành một bức thạch điêu, sau đó lại bay về phía Phong Phi Vân, thời điểm rơi vào trong tay Phong Phi Vân thì biến thành tượng đá nhỏ như lòng bàn tay. Người đá này giống nữ ma như đúc, ngũ quan tinh xảo, dáng người mê người, cầm vào trong tay thì vô cùng lạnh buốt. Phong Phi Vân cầm người đá trong tay định ném đi. Người tốt nhất đừng nhúc nhích, bằng không thì lập tức đầu thân khác biệt. Giọng nữ ma vang lên trong tượng đá, hàn khí này giống như đông cứng Phong Phi Vân. Tay Phong Phi Vân rung mạnh một cái, thiếu chút nữa làm rơi tượng đá. Phong Phi Vân trong lòng có xúc động chửi mẹ nó. Đại tỷ! Người đừng đùa ta được không, người giấu trên người của ta, vạn nhất bị thần thức tấn đế ta phát hiện, ta và ngươi đều không xong. Nữ ma tự nhiên không sợ ba cường giả mà hoàng tộc phái tới, nàng kiêng kỵ chính là tấn đế trên nền đất, dù sao tấn đế được công nhận là đệ nhất nhân của thần tấn vương triều. Uy vọng của tấn đế có thể chấn nhiếp chân nhân, cũng chính bởi vì tấn đế vẫn còn tại vị, cho nên thần tấn vương triều không có thiên hạ đại loạn chính thức. Nữ ma im ắng. Không có nói thêm cái gì. Phong Phi Vân tay cầm tượng đá, ném đi cũng không phải, trong tay cũng không xong, cuối cùng quyết định chắc chắn cầm lấy tượng đá, đặt vào trong ngực, kẹp vào nách, sau đó hắn đi ra ngoài. Là ngươi bất nhân trước, đừng trách ta bất nghĩa, không có đặt ngươi vào đúng quần cũng đã là chuyện tốt. Phong Phi Vân nghĩ thầm trong lòng. Ba tên cường giả hoàng tộc bay qua, lơ lửng trên long mạch, linh quang bắn ra như thần linh. Kỳ quái! Vì sao tử khí lại nhạt đi? Đông Cung tổng quản tay niết thần phù, có chút nhíu mày. Nữ ma đã hóa thành tượng đá, tử khí tự nhiên trở thành nhạt. Cứu mạng A-Hát, cứu mạng A-Hát. Tiếng kêu cứu mạng lọt vào trong tai ba cường giả hoàng tộc, ba cường giả tìm theo tiếng kêu cứu, nhìn thấy Phong Phi Vân đang chém giết với sáu thi tà. Sáu thi tà này đã bị nữ ma luyện hóa thành nô lệ chính là người hoàng tộc phái xuống dò xét long mạch. Phong Phi Vân đại chiến sáu thi tà, vết thương trên người vô số, máu chảy nhỏ giọt, không ngừng kêu cứu. Cứu mạng A-Hát, là thần vương đại nhân. Đông Cung tổng quản dẫn đầu đuổi tới, ống tay áo vung lên, một đạo linh khí màu vàng bay ra ngoài đánh bay ba thi tà, chúng chia năm xẻ bảy. Hai tên cường giả hoàng tộc còn lại cũng ra tay chấn giết thi tà. Phong Phi Vân sợ những cường giả hoàng tộc này dò xét ra khí thức nữ ma. Vội vàng kẹp tượng đá vào nách, nói. Đa tạ mấy vị đại nhân xuất thủ tương trợ, bổn vương vô cùng cảm kích. Đông Cung tổng quản sắc mặt hồ nghi, triển khai thần thức dò xét bốn phía, hỏi. Thần vương đại nhân, vì sao ngươi xuất hiện ở đây? Phong Phi Vân xuất hiện ở chỗ này đúng là quá quỷ dị, nếu không phải nhìn thấy sáu thi tà vây công hắn, ba cường giả sẽ hoài nghi lên đầu hắn. Cái này, việc này tới rát dài. Vừa rồi bổn vương thiếu chút nữa chết trong tay thi tà, thật đáng sợ, quá dọa người, may mắn mấy vị đại nhân cứu giúp, bổn vương sẽ báo cáo tấn đế, luận công ban thưởng cho các ngươi. Phong Phi Vân cố ý chuyển di vấn đề. Khách khanh hoàng tộc cười dài, hơi lâng lâng, cười nói. Chúng ta vốn chính là phụng lệnh tấn đế đến tìm kiếm thần vương đại nhân,
những chuyện này là chúng ta phải làm, ban thưởng thì miễn. Nhất định phải thưởng, nhất định phải thưởng, đi, đi, chúng ta trước rời khỏi nơi quỷ quái này rồi nói sau, ta chậm rãi nói chuyện với các ngươi. Phong Phi Vân nói xong liền bay về phía lối ra Long Mạch. Tuy ba cường giả hoàng tộc muốn cẩn thận điều tra một phen, nhưng không tốt vi phạm ý của thần vương, vì vậy cũng đi theo Phong Phi Vân rời khỏi Long Mạch, quay về mặt đất. Quá mạo hiểm, thật sự quá mạo hiểm, bổn vương vượt qua sông, xuyên thẳng qua Long Mạch chấn động mãnh liệt, lại là trảm dị thú, lại là chu cường địch. Dư Nghiệt Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đều là cường giả, nhưng mà ta vung thần vương lệnh lên, liền có vài chục tên cường giả bị thần vương lệnh chấn giết, ta lại vung lên thì chết một đám. Trận đại chiến này đánh 2 ngày 2 đêm, nhân vật cự phách chết 7-8 người, cao thủ đều nhao nhao nuốt hận, hóa thành vong hồn dưới đao của bổn vương. Khục khục, đương nhiên cũng không phải nói bọn họ tu vị không đủ cao, nhưng chỉ trách bọn họ không nên là địch với ta. Phong Phi Vân miêu tả sinh động như thật, nước bọt khôi phục, nhấc tay nhấc chân nói ra các chuyện lạ, thực sự làm cho ba cường giả hoàng tộc nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi thán phục liên tục. Cuối cùng, bổn vương gặp được địch nhân đáng sợ nhất bình sinh, người này thân cao hơn 100 mét, ngón tay thô như cây cột, hét lớn một tiếng như sấm sét, một cái dậm chân cũng làm động đất, bổn vương đại chiến với hắn 300 hiệp mới làm hắn bại lui, tên này cực kỳ cuồng mãnh, bổn vương dò có thần công hộ thể, lại bị hắn kích thương. Phong Phi Vân buồn vô cớ thở dài. Một đường đi đã đi tới thần vương phủ. Phong Phi Vân nói, ba vị đại nhân cần vào phủ ngồi nghỉ một chút. Bổn vương còn phải cảm tạ ba vị soát thủ tương trợ. Đông cung trưởng lão khiêm tốn cười cười, âm thanh lanh lảnh, nói. Không, không, nếu thần vương đại nhân bình an trở về, chúng ta cũng phải về cung phục mệnh. Cáo từ, cáo từ. Phong Phi Vân thất vọng nói. Nếu ba vị đại nhân khách khí như thế, hôm nào vào nội cung lại cảm tạ. Ba cường giả hoàng tộc hàn huyên một phen, sau đó liền chạy về hoàng cung. Phong Phi Vân đứng bên ngoài thần vương phủ, hai mắt thâm trầm nhìn qua bóng lưng ba người, khóe miệng nhảy lên, sau đó quay người đi vào thần vương phủ. Muốn lừa được ba cường giả hoàng tộc này, đối với Phong Phi Vân mà nói quả thực chỉ là việc rất nhỏ. Ba cao thủ hoàng tộc trên đường đi vào nội cung, hai mắt nhìn nhau, tên khách khanh cười nói. Thật sự là thất vọng, cái gọi là đệ nhất thiên tài thần tấn vương chỉ là đại vương khoác lác mà thôi, đúng là thổi ra châu. A hát. Có thể trẻ tuổi như thế lên được vị trí thần vương, mồm mép tự nhiên lợi hại hơn người khác, cường giả chính thức không phải dựa vào miệng kháng địch. Đi thôi, chúng ta cũng nên quay về phục mệnh, cứ để tấn đế định đoạt. Đông cung trưởng lão đôi mắt già nua mang theo vài phần thâm trầm, có cảm giác Phong Phi Vân đang cố ý che giấu cái gì đó, nhưng mà hắn đã âm thầm điều tra qua, cũng không phát hiện có cái gì lạ, cứ cho rằng mình lo ngại. Phong Phi Vân tiến vào thần vương phủ. Vội vàng đi vào căn phòng bí ẩn nhất trong thần vương phủ, mở trận pháp phòng ngự ra, ngăn cách tất cả khí tức, lúc này mới mang tượng đá dưới nách ra. Xôn xao. Một đạo hào quang sáng ngời bắn ra từ tượng đá, bay ra lòng bàn tay Phong Phi Vân, hào quang màu trắng sữa lóng lánh không ngừng, cuối cùng vầng sáng thu liếm, lộ ra một mỹ nhân xinh đẹp, mặc Phật y chắn nón, có thêu thanh liên, lông mày kẻ đen như liễu, quỳnh tị óng ánh, dáng người cao gầy, trên da thịt có linh quang lưu động. Hào quang óng ánh như ngọc thạch. Nữ ma tóc dài chấm đất, hai mắt sáng ngời như u linh. Phong Phi Vân nhìn thấy liền hoa mắt, sau một khắc cổ của hắn lạnh buốt, bị nữ ma bóp. Nữ ma đại nhân bớt giận a hát, vừa rồi là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ a hát, không có ý tứ khinh nhờn lão nhân ra đâu. Phong Phi Vân kinh hoàng. Sát khí trên người nữ ma rất mạnh, cả gian cấm thất có hàn khí tỏa ra, đông cứng mọi thú. Nữ ma chết tiệt này ưa thích bóp cổ người khác, tuy Phong Phi Vân đã sớm có kế sách ứng phó, nhưng mà nữ đã từng bóp chết một cự phách, trong lòng bao nhiêu cũng có chút kiêng kỵ. Trong đồng tử đen kích của nữ ma bắn ra hào quang nhìn vào mắt Phong Phi Vân. Nếu là người bình thường, bị nàng nhìn gần như thế sẽ có cảm giác như ác thú đang rình mình, chỉ sợ đã sớm bị hù chết, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn chấn định đối mặt với nàng. Sau nửa ngày, nữ ma mới nói. Giao cổ thuyền cho ta. Tay nàng không chỉ không rời cỏ Phong Phi Vân, hơn nữa càng bóp chặt hơn, hàn khí này khiến Phong Phi Vân hít thở không thông. Nàng tự nhiên là muốn thanh đồng cổ thuyền. Ai, thanh đồng cổ thuyền đã hiến cho một vị đại nhân vật. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta nói đều là thực,
bằng không ta sao có thể ngồi lên vị trí thần vương, tại thần tấn vương triều, muốn làm quan, là cần cầm bảo vật đến đổi. Phong Phi Vân biết rõ nữ ma nhất định không rõ ràng chế độ quan lại của thần tấn vương triều, cho nên mới dám nói ra lời lừa dối không biết ngượng như vậy. Nữ ma căn bản là không quan tâm cái gì quyền thế đấu tranh cùng vương triều dã tâm, nàng quan tâm chính là tu vị và thiên đạo, cho dù Phong Phi Vân nói cho nàng biết hắn mua quan bán chức, nàng đều không nhất định biết rõ thiệt giả. Nữ ma không chỉ một lần mắc lừa trong tay Phong Phi Vân, tự nhiên cũng không dễ dàng tin lời hắn, nàng chỉ tin vào ánh mắt của mình. Nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ nghiền nát xương cốt của ngươi không thừa. Trên ngón tay nữ ma có linh khí rót vào trong người Phong Phi Vân, xuyên thẳng qua huyết mạch và kinh mạch của hắn, tìm khắp toàn thân Phong Phi Vân. Nữ ma đại nhân, nếu ngươi giết ta, tất nhiên sẽ kinh động tấn đế, ngươi cần phải nghĩ lại mà làm. Phong Phi Vân run run rẩy rẩy nói ra, mặc cho linh khí nữ ma dò xét thân thể. Phong Phi Vân đã ngờ tới nữ ma sẽ cướp đoạt thanh đồng cổ thuyền, từ lúc trên đường trở về đã vụng trộm đưa linh thuyền vào trong giới linh thạch, phong bế khí tức giới linh thạch, cho nên mới không sợ nàng điều tra. Nữ ma thu hồi linh khí, ngón tay buông lỏng, thanh đồng cổ thuyền đúng là không ở trên người của hắn. Dùng tính cách khát máu thành tính của nữ ma, vốn có thể trực tiếp tiêu diệt Phong Phi Vân. Nhưng mà bởi vì Phong Phi Vân nói đúng, nếu giết Phong Phi Vân, tất nhiên sẽ kinh động tấn đế, nàng còn muốn hấp thu lực lượng long mạch, nếu thật sự kinh động tấn đế, đối với nàng không có chút chỗ tốt nào. Đột nhiên ánh mắt nữ ma nhìn qua lưng Phong Phi Vân. Giới linh thạch, tú mục ngưng tụ. Phong Phi Vân cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng chấn động mạnh, nếu để cho nàng tìm được thanh đồng linh thuyền trong giới linh thạch, vậy thì người và bảo đều mất. Hắn vội vàng dùng tay đè giới linh thạch lại, mang theo tiếng khóc nức nở, giả đáng thương, nói. Nữ ma đại nhân, ngươi sẽ không muốn đoạt linh thạch của ta nữa chứ, lần trước ngươi cướp đi hóa đạo thạch của ta, lần này ngươi định cướp cả khối giới linh thạch của ta sao, ta. Ta mệnh thật khổ a hát. Phong Phi Vân nước mắt nước mũi chảy dài, bộ dáng chua xót. Nữ ma đứng ở nơi đó, ánh mắt rời đi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đưa linh thuyền cho ai? Phong Phi Vân tiếng khóc im bặt, đứng lên, nói. Thái tể đương triều, Bắc Minh Mặc Thủ. Hắn rất lợi hại. Nữ ma nói. Tự nhiên hết sức lợi hại, nhưng hắn là phiệt chủ một trong bốn môn phiệt, Bắc Minh phiệt, hơn nữa còn là người đứng đầu tam công ở thần tấn vương triều. Ngay cả các đại lão tu tiên giới cũng sợ hắn ba phần. Hắc hắc, đương nhiên trước mặt nữ ma đại nhân, hắn chỉ là một con kiến, một tát có thể giết chết. Phong Phi Vân A Dua nói. Ánh mắt nữ ma lườm qua hắn, nói. Ngươi thiên tư không tệ, nếu như chuyên tâm tiên đạo, thành tựu cũng không thấp, loại hấp dẫn quyền lợi thế tục này chỉ làm ngươi chậm trễ tu hành. Nàng còn biết nói một câu tiếng người. Phong Phi Vân kinh ngạc không hiểu, nữ ma thị huyết khát máu thành tính, lại có thể biết nói tiếng người, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Xem ra bản tôn trong người đã dung hợp thiện thi và ác thi, nữ ma đã sinh ra một tia nhân tính. Không chỉ còn là sát niệm hóa thân. Phong Phi Vân nghĩ thế. Trong nội tâm Phong Phi Vân không có biểu hiện ra, nói. Người có chí riêng, vào đời, xuất thế, đều là tu luyện, hồng trần lịch kiếp, thành tiên, thành thánh giả, cổ xưa đều thế. Hôm nay để lại cho ngươi con đường sống, xem như đoạn nhân quả cướp hóa đạo thạch của ngươi. Nữ ma vùng ống tay áo lên, mở cấm pháp trong gian phòng ra, thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ. Không có tung tích, tu vị kém quá lớn, Phong Phi Vân căn bản không biết nàng đi lúc nào. Nữ ma đại nhân, một đường đi tốt, đoạt được thanh đồng cổ thuyền, nhất định phải mang tới cho ta xem a. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã tiến được đại thần này đi, trong nội tâm xem như bỏ được tảng đá lớn xuống. Nữ ma nếu thật sự đi tìm Bắc Minh Mặc Thủ đòi hỏi thanh đồng cổ thuyền, vậy sẽ có trò hay mà xem. Thời điểm tu vị thấp chỉ có thể sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Nếu thời điểm tu vị thấp không biết sử dụng thủ đoạn hạ lưu, loại người này, tuyệt đối sống không lâu. Phượng Hoàng tộc trường tự nhiên sẽ không làm ra thủ đoạn khóc náo, lưu manh côn đồ, ra vẻ đáng thương, làm thủ đoạn tiểu nhân, những thứ này là chiêu đặc biệt của Phong đại thiếu gia. Cái gì, mọi người đều tốt. Phong Phi Vân ở trong thần vương phủ tiếp đại Di Lặc và chữ Phong Tiên. Hai vị này Phật đạo giới đại lão, ra tay giúp đỡ. Phong Phi Vân tự nhiên muốn cảm tạ một phen. Dạ thí chủ bảo bần tăng nhắn với Phong thí chủ, nàng nói,
người trong hồng trần, tâm theo gió, người có thể đi thiên kim nhất thiếu lâu cứu nàng ra, nàng cũng đã vô cùng cảm kích, suốt đời không quên ân tình này. Đại Di Lặc tuy nhìn qua bộ dáng 7, 8 tuổi, nhưng mà thời điểm nói chuyện mang theo trang nghiêm và tang thương của thời gian. Hắn tay niết Phật Châu, thần thái trang nghiêm. Người sao có thể như vậy, thả nàng đi như thế, nàng nhất định sẽ nguy hiểm. Phong Phi Vân cảm thấy lo lắng cho Dạ Tiêu Tương, đồng thời cũng hiểu vì sao nàng phải rời đi. Phật nói, tất cả tùy tâm, tâm niệm vừa đến, vạn pháp không thể cường lưu. Đại Di Lặc chắp tay trước ngực, niết động Phật Châu, nhắm mắt lại niệm Phật hiệu. Tiếng Phật vang lên, Phong Phi Vân bay ra ngoài, ra khỏi thân vương phủ tìm kiếm Dạ Tiêu Tương. Tuy hắn cũng biết, chính mình cùng Dạ Tiêu Tương là người hai đường khác nhau, nhưng mà nàng rời đi, trong lòng Phong Phi Vân bao nhiêu cũng có chút không yên lòng. Tuyết rơi nhiều, phố lớn ngõ nhỏ của thần đô đều một màu trắng. Dạ Tiêu Tương đi lại trong tuyết, đã đi tới cửa thành nguy nga của thần đô, đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn lại nhìn qua những tòa lầu san sát, rời khỏi thần đô, rời khỏi thiên kim nhất tiếu lâu, hôm nay thực. Rời khỏi, trong lòng không có chút cảm giác vui sướng gì, chỉ có cảm giác không nở. Thì ra chính mình không có tiêu sái như trong tưởng tượng. Mua thiên hoa băng liên giải ưu trúc đi, 5 tiền đồng một chén. Ở góc đường có âm thanh lão giả vang lên. Lão giả này đang khuấy cái muỗi sắt, ở cửa thành có một túp lều bán cháo rách nát, cháo trong nồi đã nấu nát, nhiệt khí còn đang bốc lên. Gió tuyết rơi vào trong lều nhỏ, còn không có bay vào trong nồi đã bị hòa tan. Trên đời thật sự có cháo giải âu lo sao? Dạ Tiêu Tương mất hồn mất vía đi tới cái lều rách, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao lại dừng chân ở nơi này. Lão giả vô cùng nhiệt tình, bỏ muối vào trong nồi sắt, hai tay lau lau lên áo, nói. Cô nương, người có yêu sầu a hát, uống một chén thiên hoa băng liên giải yêu trúc của ta đi, nhất định sẽ giúp ngươi vô yêu vô lo. Ngươi làm sao biết ta có âu lo? Dạ Tiêu Tương đứng trong tuyết, lông mi nháy động, bông tuyết rơi lên đầu vai nàng, trên bờ vai có một đám băng tuyết nhỏ. Lão giả nói, nữ hài thật xinh đẹp, mới bao lớn đã có yêu sầu, vừa muốn có chân ái nhưng lại sợ người ta nhìn ngó sắc đẹp của mình, có muốn yên lặng. Nhưng lại bị người ta gây nhiễu, có muốn tự do, nhưng mà rất nhiều người không cho tự do, nữ hài tử càng xinh đẹp thì càng phiền não, cô nương đẹp như tiên nữ, vậy thì chẳng phải phiền não của ngươi lớn hơn sao? Dạ Tiêu Tương nói, ngươi nói không khác bao nhiêu đâu, ta chỉ muốn nghiên cứu âm luật, tìm kiếm thiên âm thần khúc cực hạn trên thế gian, nhưng mà hồng trần náo động lớn, vẫn luôn làm tâm của ta không bình tĩnh. Vì sao tâm không bình tĩnh? Lão giả nói. Dạ Tiêu Tương gương mặt đỏ ửng, không nói một lời. Lão giả ngầm hiểu cười nói. Là có người trong lòng a, ha ha, nhìn bộ dáng của ngươi thì lão đạo đoán đúng rồi, ngươi có người trong lòng, lại có yêu sầu, nói rõ ngươi cũng không phải là người trong lòng của hắn, chấp nhất như thế chỉ tự làm khổ mình mà thôi. Cái này, đạo lý kia ta cũng là biết rõ. Dạ Tiêu Tương thở dài. Đã biết rõ, nên hiểu ra, hắn sống vì người khác. Vì sao ngươi không thể sống vì mình? Lão giả nói. Ý tiền bối là. Tình đạo khổ, thiên đạo vui cười, người đã muốn truy cầu âm luật, nên bỏ đi tất cả tư tưởng gánh nặng, chỉ có tâm linh trở nên linh hoạt, âm luật mới trở nên linh hoạt, đại đạo ngàn vạn loại, người diễn biến âm luật tới mức tận cùng, vẫn có thể thành tiên, thành thánh, tiêu diêu tự tại, trường sinh trong thiên địa. Lão giả nói. Dạ Tiêu Tương tâm tình bỗng nhiên khoáng đạt, nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ha ha, đều là khách đi qua hồng trần, không tồn tại chỉ hay không chỉ điểm. Lão giả cười nói. Dạ Tiêu Tương nói. Nói như vậy, hắn cũng là khách đi qua hồng trần của ta. Tự nhiên là như vậy. Dạ Tiêu Tương lại nói. Ta cũng là khách đi qua hồng trần của hắn. Rất đúng, rất đúng. Lão giả nói. Không phí thời gian trải qua hồng trần phí thì không thể thành đại đạo, tới đi. Uống một chén thiên hoa băng liên giải ưu trúc, cam đoan ngươi tiêu tan phiền não. Dạ Tiêu Tương nâng chén cháo lên, chưa phát giác ra mình đã uống hết, dung nhan vốn tuyệt mỹ trở nên bình thường, ngay cả làn da cũng không còn trắng nõn như trước, giống như nữ tử bình thường đi lại trên đường cái. Một chén cháo cải biến dung nhan của nàng, từ nay về sau không hề còn phong hoa tuyệt đại nữa. Ngươi hối hận sao? Lão giả hỏi. Không hối hận. Dạ Tiêu Tương nói. Hiện tại còn nhớ người nọ không?
Lão giả hỏi. Giả Tiêu Tương sờ sờ mặt của mình, nói. Tiền bối nói đúng, phiền não lớn nhất của ta chính là dung mạo này, nếu như mất đi dung mạo xinh đẹp thì ta cũng không còn tạp niệm. Lão giả gật gật đầu, nói. Nếu như có ngày âm luật của ngươi phù hợp thiên đạo, thành tiên thành thánh thì dung mạo sẽ biến trở lại như cũ. Cổ kim hiền giả ngàn ngàn vạn, nhưng mà có bao nhiêu người có thể thành tiên thành thánh? Giả Tiêu Tương thản nhiên nói. Nếu không thể thành tiên thành thánh thì sao? Nhấn chìm trong hồng trần. Hiểu. Giả Tiêu Tương chợt rời đi, trong nội tâm không hề còn không từ bỏ, trực tiếp đi ra cửa thành. Bá. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống, đứng bên ngoài quán trà, nhìn qua bốn phía, nội tâm kinh ngạc, thầm nói. Rõ ràng cảm giác được khí tức của nàng ở gần, vì sao đột nhiên biến mất. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy một phu nhân đi tới cửa thành, còn lại cái lều rách bên tường thành, trong lều có lão giả đang bán cháo, hắn đang khuya cái mũi trong nồi, hét lớn. Ngô Thiên Hoa băng liên giải yêu chúc đi, 5 tiền đồng một chén. Phong Phi Vân nhận ra lão giả này, đi qua, nói. Lão gia hỏa, người có nhìn thấy một nữ hài dung mạo tuyệt mỹ, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm hay không? Lão giả cười cười, nói. Tự nhiên nhìn thấy. Thực, nàng đi nơi nào? Phong Phi Vân hỏi. Lão giả chỉ tay về cửa thành, nói. Là nàng. Phong Phi Vân quay đầu nhìn qua cửa thành, chỉ nhìn thấy phụ nữ kia đang rời khỏi cửa thành. Phong Phi Vân nói. Lão gia hỏa ngươi cố ý lừa ta hay sao, ta nói không phải cô nương đó. Ta đây cũng không biết. Lão giả vẻ mặt bất đắc dĩ, lại nói. Đúng rồi, vừa rồi có khách nhân tới chỗ ta uống một chén cháo nóng, còn không có trả thù lao, nếu không ngươi trả giúp nàng đi. Vì cái gì người khác húp cháo, ta phải trả thù lao. Phong Phi Vân nói. Lão giả thở dài một tiếng nói. Bởi vì ta biết rõ ngươi tìm người đang đi nơi nào. Rầm rầm, 15 tiền đồng rơi trên bàn, Phong Phi Vân trả nợ 10 đồng lúc trước của hắn, đều thanh toán một lần, nói. Nói đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.